xin chào các bạn thính giả đã đến kênh truyện đam mỹ tiểu muội hôm nay tiểu muội gửi đến các bạn bộ truyện chúc mã của tôi là cha công chương 81, phòng tắm bị hơi nước nóng làm mờ đi dòng nước chảy dọc theo cơ thể rồi tụ lại dưới chân tạo thành một xoáy nước nho nhỏ trên sàn nhà cùng với bọt sữa tắm không biết có phải do nước nóng hay không mà diệp khai cảm thấy tức ngực khó thở quá đỗi trái tim cậu đến giờ vẫn chưa thể bình tĩnh lại chân cũng mềm nhũn chỉ là tắm một cái đơn giản mà thôi mà gần như không thể đứng vững được. Lúc ra ngoài lại nhìn thấy khung cảnh khiến người ta nhìn mà mặt đỏ tim run trong phòng ngủ. Quần dài với thắt lưng bị ném xuống đất một cách tùy tiện, áo thun thì mỗi chỗ rơi một cái, đống khăn giấy bị vo tròn chưa được ai xử lý còn chất thành một đống trên bàn trà. Chiếc cốc giữ nhiệt cũng không thể tránh khỏi việc bị gạt đổ, nước Coca-Cola gừng đã lạnh tanh dính trên sàn nhà gỗ thành những vết màu nâu dinh dính. Trong không khí có mùi ngọt lịm, Trần Hữu Hàm đang hút thuốc trên ban công, khí lạnh thấu xương ngoài trời nhanh chóng làm dịu đi vỏ y gờ nóng bóng của hắn. Hắn nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra mới dập tắt thuốc rồi quay vào trong phòng, nhìn thấy Diệp Khai đang nghiêng đầu sang một bên lau tóc. Hắn tiến đến gần Diệp Khai, giữ lấy một bên cổ, cúi đầu hôn lên khóe môi cậu. Nhiệt độ trong lòng bàn tay hắn quá thấp, khiến Diệp Khai không khỏi dùng mình một trận. Anh sấy tóc cho em có được không? Lòng bàn tay xuyên qua mái tóc ẩm ướt, Trần Hữu Hàm chăm chú nhìn cậu. Diệp Khai buông khăn mặt xuống, những giọt nước nhỏ từ ngọn tóc xuống cổ áo. Trần Hữu Hàm cười với cậu, đẩy cậu đến chiếc gương dài được gắn trên cánh cửa tủ quần áo. Máy sấy được bật công tắc, nhiệt độ được chỉnh ở mức trung bình, sức gió thì chỉnh lên mức cao nhất. Làn gió ấm áp thổi từ chân tóc đến ngọn tóc, Diệp Khai nhìn thấy hết thảy qua tấm gương, nhìn thấy khuôn mặt anh Tuấn của Trần Hữu Hàm đang chuyên tâm mà thâm trầm sấy tóc cho cậu nhìn thấy những ngọn tóc đen mượt mà như tơ lụa trượt qua các ngón tay hắn. Chắc chỉ độ 2 phút, trước khi Diệp Khai sướng sờ tỉnh dậy khỏi cơn mưa kia thì tóc đã được sấy khô hẳn rồi. Trần Hữu Hàm cất máy sấy đi, hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp mấy huyệt vị sau gáy cậu, một trận tê dại bắt đầu từ xương cụt luồn lên tận đỉnh đầu, cứ như là bị điện giật vậy. Miệng cậu không thể kiềm chế nổi mà rên lên một tiếng. Trần Hữu Hàm buồn cười ghé vào tai cậu hỏi, sao vừa rồi em không rên dễ nghe như vậy? hắn quả thật chẳng có chút xấu hổ nào khi nói đến chuyện kia. Trần Hữu Hàm tự mình ngồi ở đó nhàn nhã phóng khoáng, chỉ dùng một đôi bàn tay đã có thể đùa giỡn Diệp Khai đến mức thần trí mơ hồ. Diệp Khai không biết đã phải dùng hết bao nhiêu sự tự chủ mới có thể không phát ra những âm thanh xấu hổ quá mức. Tiềm nén đến mức môi dưới cũng bị cắn rách đến nơi. Có cái gì hay ho mà kêu, hiện giờ Diệp Khai đang ở trạng thái hiền giả, cậu bình tĩnh mà nói một cách lạnh lùng, kỹ thuật kém chết đi được. Trần Hữu Hàm nhướng mày, không nói gì cả. Dáng vẻ giống như là đang nói cho Diệp Khai thêm một cơ hội để suy nghĩ thật kỹ lại rồi hắn trả lời. Diệp Khai liếc mắt nhìn xung quanh, trột dạ mà đổi giọng, nhưng vẫn khá là cậy mạnh nói. Cũng tạm tạm, Trần Hữu Hàm nhếch khóe môi lên, hắn vô cùng tự nhiên mà đưa tay nhéo nhéo vành tai đã ửng đỏ của cậu, hắn trầm giọng, hơi thở mang theo sự mập mờ chậm rãi lên tiếng. Thầy giáo Tiểu Hoa nói rất đúng, lần sau em nhớ phải tự tay dạy cho anh đấy. Bị tán tỉnh một cách thẳng thắn như vậy, trong lòng Diệp Khai hoảng hốt, cuột cường xoay người lại. Giọng cậu lạnh lùng, nhưng vẫn lộ ra một chút gì đó tuổi thân, anh cũng đâu có hứng thú với em đâu. Trần Hữu Hàm bật cười, ôm lấy cậu từ phía sau không cho cậu đi. Tranh lệch chiều cao giữa bọn họ hiện giờ không vượt qua 6, 7 phân, cầm của hắn áp vào vai đối phương, độ cao rất phù hợp. Giọng nói đã mất đi bản chất, càng có thêm nhiều sự nóng bỏng nặng nề anh sợ sẽ làm em bị thương hắn hôn lên tai cậu gần như là dỗ dành mà nói em không biết anh bị em giày vò đến thế nào đâu đêm qua lúc biết em muốn ngủ chung giường với mình anh sợ bị em nhìn ra gì đó giọng hắn nhẹ đi lúc tắm liền không nhịn được mà làm một lần nhiệt độ cơ thể tăng vọt diệp khai bị lời của hắn kích thích đến mức miệng đắng lưỡi khô trái tim đập mạnh cậu đột nhiên nhanh chân chạy mất ngôi nhà này không lớn phòng khách nối liền với phòng ngủ, vừa liếc một cái là nhìn được không sót thứ gì. Trần Hữu Hàm nhìn theo bóng lưng cậu, thản nhiên nói tiếp, ở chỗ này mà phát sốt thì sẽ chết người thật đấy. Đêm nay Mai Đoá vẫn đặt hai chiếc mền cạnh nhau như ngày hôm qua. Tranh thủ lúc Trần Hữu Hàm đi tắm, Diệp Khai dọn qua phòng khách bị họ làm loạn, làm xong liền nằm xuống bên góc giường áp tường. Cậu vừa mới bị hắn đùa giỡn cho không còn manh giáp, trêu chọc cũng không lại được hắn, chỉ là một tên bạn trai hờ mà thôi sao mà bầu không khí giữa họ cứ có vẻ không đứng đắn hạ lưu thấp kém thế không biết diệp khai dứt khoát giả vờ ngủ luôn kỹ năng giả vờ ngủ của cậu cũng chẳng ra làm sao lông mi cậu cứ run run liên hồi trần hữu hàm tắm xong đi ra toàn thân hắn đều mang theo hơi nước mát mẻ khiến người ta phải nghi ngờ rằng hắn vừa mới tắm nước lạnh xong thấy diệp khai đã nhắm mắt lại hắn nhìn cậu chừng hai giây ánh mắt hắn vô cùng dịu dàng cảm thấy cậu vừa đáng yêu lại vừa buồn cười, cũng không nhẫn tâm vạch trần cậu. Trước khi tắt đèn Trần Hữu Hàm tiến tới hôn lên mắt Diệp Khai, nhẹ giọng nói câu chúc ngủ ngon. Tiếng côn trùng kêu vang ngoài cửa sổ, Diệp Khai chờ mình nằm ngửa, động tác non có vẻ rất rõ ràng trong đêm tối. Mặc dù hai mắt cậu vẫn nhắm, nhưng cậu vẫn nhận ra rằng Trần Hữu Hàm đang nhìn mình. Thế này thì làm sao mà ngủ được, cả cơ bắp lẫn các dây thần kinh đều căng thẳng khủng khiếp. Chỉ mấy giây sau, trần hữu hàm xoay người đè lên chăn bông nhẹ nhàng kéo góc chăn xuống để lộ chiếc cằm nhọn và đôi môi đang mím chặt của diệp khai hắn hôn nhẹ lên môi cậu một cái sau đó nhẹ nhàng hỏi anh có thể không mở mắt ra nhờ vào ánh trăng màu lam diệp khai thoáng cái đã đối mặt với đôi mắt thâm thúy của trần hữu hàm trong lòng không khỏi thấy hồi hộp cậu chấp mắt hỏi có thể cái gì trần hữu hàm bật cười có thể ôm em ngủ không diệp khai bởi vì vấn đề này quá là trong sáng, ngược lại còn khiến cho cậu khó mà trả lời một cách nghiêm túc. Trần Hữu Hàm nói thêm, anh cho rằng em sẽ không đồng ý. Diệp Khai càng không nói lên lời hơn, đành phải theo đó mà lạnh lùng nói, không thể, không đồng ý. Trần Hữu Hàm thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, bất lực nhìn cậu chăm chú, cười một cái rồi nói, ừ, em nói sao thì là vậy. Trước khi xoay người về hắn liền giúp cậu dém góc chăn lại lần nữa. Hắn trở về chỗ của mình, mở mắt nhìn trần nhà nói, có lúc anh mơ thấy em, khi ấy ngay cả trong mơ cũng thấy hồi hộp, giống như là biết rằng mình đang nằm mơ, vậy nên lần nào cũng liều mạng nhắc nhở mình đừng tỉnh lại sớm quá. Kết quả càng nhắc lại càng tỉnh nhanh. Sau khi tỉnh giấc lại ngồi thẫn thờ bên giường, cứ nghĩ mãi tại sao không nhìn em nhiều hơn một chút trong giấc mơ. Nói đến đây, hắn ở trong bóng tối liếc mắt nhìn qua Diệp Khai một chút, bỗng nhiên chơi xấu, nhấc chăn chen vào chỗ Diệp Khai. Thản nhiên nói, chỉ có 7 ngày mà thôi, có lẽ anh không thể tôn trọng em như mình từng nói. Diệp Khai không hiểu, cậu vừa mới thoáng sững sờ trong giây lát khi cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn thì đã bị Trần Hựu Hàm kéo vào lòng một cách bá đạo mà hôn môi. Nụ hôn kia của hắn khiến cho người ta không còn đường lui, nhưng cũng không vội vã. Diệp Khai mới chỉ hôn hai người, khó có thể so sánh kỹ năng hôn, chỉ cảm thấy mình bị hôn đến mềm cả người nhưng có thể khẳng định rằng nếu hiện giờ có một lọ hoa rơi xuống, chắc hẳn cậu cũng không thể phân tâm ra để mà đỡ. Hôn mãi hôn mãi lại có dấu hiệu lên tinh thần trở lại, hai chân cậu co quắp, hoảng hốt tránh khỏi bộ phận nóng bỏng nào đó chọc vào mình, đẩy Trần Hữu Hàm ra, hỏi một cách không thể tưởng tượng nổi. Không phải anh vừa tắm nước lạnh rồi à? Thì ra Diệp Khai biết, Trần Hữu Hàm chờ mình nằm xuống với cậu, vừa ổn định lại hơi thở vừa thấp giọng cười, người anh đang ôm là em, dù bây giờ con ném anh đến nam cực thì anh cũng không thể bình tĩnh nổi dáng vẻ khi thờ dốc của hắn không cần nhìn cũng khiến cho người ta cảm thấy gợi cảm chết đi được diệp khai nhỏ giọng hỏi hữu hàm ca ca hai năm nay anh không có ai sao trần hữu hàm trầm mặc em muốn nghe anh nói thật không diệp khai không trả lời mà hỏi lại anh muốn nói dối em sao không có hai năm nay anh không có ai cả trần hữu hàm nói ngay lập tức từ kỳ nghỉ hè năm em 17 tuổi đến nay, từ đầu đến cuối anh chỉ có mình em. Cậu đã từng thử dò xét, Trần Hữu Hàm cũng từng ám chỉ. Nhưng đây là lần đầu tiên nghe hắn thẳng thắn nói rõ ra, Diệp Khai vẫn không kìm được mà nhếch môi cười. Cậu phải nằm úp sấp trên gối đầu, vùi mặt vào gối để bình tĩnh lại một chút, mới ngập ngừng hỏi một vấn đề khác, hai năm qua anh sống có tốt thật không? Cậu muốn nghe, muốn nghe Trần Hữu Hàm chính miệng nói. Trần Hữu Hàm nhẹ nhàng nói, nói thật thì vẫn ổn. Trừ việc không được gặp em ra thì JC đã đi vào quỹ đạo, anh cũng có nhiều việc mới phải làm, ba anh vẫn khỏe mạnh, thật sự cũng không có việc gì để chê trách. Hắn dừng lại một chút, nhớ tới việc Diệp Khai đã nhìn thấy thư thông báo bệnh tình nguy kịch mà hắn đặt trong phòng làm việc, thế là lại nói thêm. Đã từng bị ốm một lần, bị bệnh viện gửi giấy thông báo về, nhưng dù sao cũng được cứu rồi, cũng chẳng có gì hay để nói. Dù đã biết chuyện này, nhưng khi thấy trần hữu hàm nói một cách thản nhiên qua quyết như thế như thể trận danh giới sinh từ kia chỉ là kết quả của một trận đấu tennis bình thường diệp khai vẫn không khỏi cảm thấy chua sót cậu có rất nhiều người yêu mình nhưng trần hữu hàm lại chỉ có một mình trần phi nhất trần gia lục đục với nhau từ khi mới sinh ra hắn đã là một cái bia ngắm cái gì mà tình yêu của bậc cha chú của họ hàng thân thích trần hữu hàm chẳng có gì cả hắn chỉ có những cuộc đấu tranh vô tận tranh đấu rồi lại tranh đấu không ngừng nếu như trần hữu hàm mà thực sự có làm sao thì có lẽ số nước mắt thật lòng rơi cho hắn khéo còn chẳng chứa đầy một cái bát con con cố tụ cố tụ đối tốt với anh chứ cậu nói rất đột ngột nhưng hình như trần hữu hàm lại hiểu được trong mắt hắn nổi lên ý cười nhạt nhẽo trần hữu hàm ừ một tiếng cậu ta là một người rất chân thành coi anh như một người bạn anh ấy biết chuyện chúng ta chia tay sao biết cậu ta chính là người đã đưa anh đến bệnh viện, lúc ấy bị xuất huyết dạ dày. Nếu không có cậu ấy có khi anh đã chết thật rồi. Cố tụ là ân nhân cứu mạng của Trần Hữu Hàm, làm tròn một chút thì cũng coi như ân nhân cứu mạng của Diệp Khai. Nếu không có anh ấy, Trần Hữu Hàm sẽ chết. Suy nghĩ này thoáng xẹt qua đầu cậu, như một ngôi sao băng quét qua bầu trời đêm, nó chỉ là đơn giản mà bay qua một cái như vậy, nhưng lại để lại một cái đuôi đứt lìa khỏi trái đất trái tim Diệp Khai bỗng thắt lại, còn ngươi cũng đau đớn co lại. Liệu có khi nào, có khi nào Trần Hữu Hàm cứ thế mà chết đi, mà cậu thì mãi mãi cũng không bao giờ biết rằng Trần Hữu Hàm vẫn luôn yêu mình, cậu thậm chí thậm chí còn nắm tay bạn trai mới đến dự đám tang của hắn, đi quét mộ, tặng hoa cho hắn. Suy nghĩ này không có chút lý do nào, nhưng khung cảnh lại chân thực như thể nó đã xảy ra. Sự hoảng sợ cướp đi mọi thần thái trong mắt cậu trong giây lát, Diệp Khai đột nhiên ngồi dậy, lồng ngực cậu lên xuống dữ dội, nhưng lại cảm thấy lượng dưỡng khí hít vào càng lúc càng ít đi. Em sao vậy? Trần Hữu Hàm đưa tay bật đèn, nhìn thấy Diệp Khai đang nắm chặt góc chăn, mồ hôi lạnh trượt dài trên thái dương cậu. Diệp Khai ngẩng đầu nhìn hắn, sắc mặt cậu tái nhợt, hai tròng mắt màu đen như là đang rơi vào một cơn ác mộng kinh hoàng. Cậu nhìn Trần Hữu Hàm, nhưng ánh mắt lại không rơi trên khuôn mặt hắn mà như đang rơi vào một khoảng hư không vô định nào đó. Khoảng hư không kia là một xoáy nước khổng lồ, là bọt biển màu đen là một đại dương sâu thẳm không thể đo lường được cái nhìn này của diệp khai cả đời trần hữu hàm không bao giờ dám quên hữu hàm ca ca diệp khai vươn tay trước khi chạm vào khuôn mặt trần hữu hàm thì vẻ mặt trống rỗng của cậu đột nhiên thay đổi sau đó cậu lảo đảo chạy xuống giường cửa nhà vệ sinh bị đẩy mạnh ra trong tiếng rung chuyển của cánh cửa nhôm kính chuyển đến tiếng nôn khan của diệp khai nỗi bi thương to lớn quét qua mọi thứ đến mức khiến cậu thiếu điều nôn cả trái tim của mình ra mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán rồi nhỏ xuống thành bồn cầu màu trắng sự nhu động của ruột và cổ họng kích thích tinh thần sau khi ý thức quay trở lại ánh mắt diệp khai dần dần tỉnh táo cậu đau khổ mà tỉnh táo miêu tả lại khung cảnh đã có thể xảy ra kia hình ảnh giống như một đống đổ nát rất nhiều năm sau cậu sẽ quên đi khuôn mặt của trần hữu hàm sẽ hời hợt kể lại chuyện họ đã từng yêu nhau chỉ là về sau không còn yêu nữa và khi có ai đó nhắc đến tên hắn, cậu sẽ lịch sự mà tỏ ra tiếc nuối hắn qua đời khi còn trẻ. Phụ họa nói với họ rằng đúng vậy, hắn là một người rất tốt. Cậu sẽ mãi mãi không biết bí mật về chiếc nhẫn sapphire kia, biết đến chiếc ván trượt tuyết vài nghìn đô được đặt trong bộ siêu tập trị giá hàng chục triệu của hắn, và cả câu nói trịnh trọng con muốn kết hôn với em ấy mà hắn nói với ba mình. Có tiếng xả nước từ bồn cầu, một lúc sau là tiếng nước chảy từ bồn rửa mặt. Diệp Khai nằm sấp trên đó điên cuồng mà xúc miệng rửa mặt. Những giọt nước lạnh ngắt trượt xuống trên mặt cậu, Diệp Khai ngẩng đầu, nhìn hốc mắt đỏ đến tuyệt vọng của mình trong gương. Trần Hữu Hàm không đi vào, hắn chỉ dựa vào tường đứng đó, không nhìn Diệp Khai, cũng không dò hỏi. Sau chừng 5 phút, Diệp Khai cuối cùng cũng bước ra ngoài trong im lặng. Vạt áo cậu đã ướt sũng. Trần Hữu Hàm lặng lẽ đưa cho cậu một điếu thuốc vừa được châm. Cậu liếc nhìn Trần Hữu Hàm một cái, cố gắng bình tĩnh nhấp hai hơi thuốc lá, cuối cùng, vẫn không kìm được cảm giác chua xót nơi khoang mũi, Diệp Khai khàn khàn nói anh tốt nhất là phải sống cho thật tốt. Trần Hữu Hàm cười cười, anh hứa với em, hắn ôm lấy cậu vào trong vòng tay mình, anh hứa với em, bức thư thông báo kia anh vẫn còn giữ lại, đang để trên bàn làm việc. Tiểu Khai, những ngày đó sau khi tan làm anh liền sống mơ mơ màng màng, lúc ra khỏi phòng cấp cứu bác sĩ đã nói rằng nếu anh muốn chết thì cứ uống tiếp. Anh vẫn chưa đợi được sự tha thứ của em, sao dám vì tiện chết đi chứ? anh chết rồi, vậy thì đến người để hận em cũng không còn nữa, sao có thể bắt đầu sống một cuộc sống vui vẻ? hắn hôn lên mái tóc đen của Diệp Khai, anh đã hứa với em rồi, đừng khóc nữa có được không? hửm, hắn nâng mặt Diệp Khai lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, bảo bảo, sao mà đến cả lúc khóc em cũng xinh đẹp thế này nhỉ? mặt Diệp Khai vẫn không có chút cảm xúc nào, sắc mặt thì vẫn tái trợt, chỉ có ánh mắt là dần trở nên hung dữ em quan tâm anh như vậy, anh tưởng thật rồi đấy. Trần Hữu Hàm dỗ dành hết lần này đến lần khác, nghiêm túc quá đi à, người yêu của Lucas sao lại quan tâm anh đến vậy nhỉ? Anh đào tường thật đấy nhé. Diệp Khai rốt cục cũng lên tiếng, mang theo sự châm chọc phi diệu, lúc em ở ngoài cửa nhà anh còn khóc dữ hơn thế này, tại sao khi đó anh không ra dỗ em? Là vì lúc đó em không khiến anh động tâm bằng hiện giờ à? Cậu nói xong, bình tĩnh chờ đợi câu trả lời của Trần Hữu Hàm. Anh, hắn thầm thở dài trong lòng. Diệp Cần, cậu để tôi phải làm sao đây, phải nói thế nào với em ấy? Mí mắt ửng đỏ khép lại, Diệp Khai đẩy hắn ra, chỉ là nói đùa mà thôi, em vẫn còn nhớ kỹ. Con người ta không thể bị lừa bởi cùng một người những hai lần. Anh có nghiêm túc ra sao cũng chẳng hề liên quan đến em. Anh có thể không? Trần Hữu Hàm nhìn Diệp Khai. Hắn nhìn thấy Diệp Khai đã trưởng thành của hắn khoanh tay đứng đó, ngón tay cậu kẹp điếu thuốc màu trắng, Diệp Khai vừa mới khóc, nhìn sắc mặt cậu tái nhợt mà vẫn ung dung. Đời này của hắn đã từng gặp quá nhiều người có vẻ bề ngoài đẹp đẽ. Nhưng mặc cho bọn họ có đẹp đẽ cỡ nào cũng không cao quý bằng Diệp Khai. Hắn sẵn sàng diễn kịch với Diệp Khai, thỏa mãn mong muốn trả thù và tâm tư trêu đùa danh mãnh của cậu, nhưng cũng che giấu đi tâm lý chân thực mà hèn mọn của mình. Nói cho anh biết đi, Trần Hữu Hàm cố chấp mà nhìn cậu, hiện giờ anh có thể nghiêm túc mà yêu đương với em không? sau khi nỗi bi thương dữ dội như dòng sông sôi sục vượt qua núi đèo, cậu cuối cùng cũng rơi vào sự mệt mỏi nhẹ nhàng, Diệp Khai nhếch môi không chút biểu cảm em đã cảnh cáo anh từ trước. Đây là anh tự nguyện, từ nay về sau, 7 ngày cũng được, 700 ngày cũng được, mà 7 năm cũng không có vấn đề, trái tim này của anh mặc em vứt bỏ chiêu chọc. Trần Hữu Hàm nói rõ ràng từng chữ một, anh nghiêm túc, em tùy ý. Điếu thuốc rơi ra khỏi miệng, khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Khai hơi giật mình mới là ngày đầu tiên mà thôi, Trần Hữu Hàm đã trực tiếp đưa ra đáp án mắc điểm, cậu sắp chơi không nổi nữa rồi. Chép 82, đi từ ngôi làng đến chân thác nước thần khoảng chừng 11, 12 km gì đó là nơi người Tây tặng bản địa tắm và cầu phước lành. Hai người xuất phát từ nhà tang cát, đi dọc theo dòng suối mười mấy phút mới đi tới cuối làng. Ngọn tháp trắng tắm trong ánh ban mai, cờ phước in kinh văn bay phấp phới trong gió. Cánh rừng táo gai rậm rạp chằng chịt, uốn lượn dọc theo bãi cỏ. Có vài con bò Tây Tạng trên đầu có treo chuông đang gặm cỏ. Từ khu rừng táo gai họ băng qua cây cầu nhỏ phủ đầy rêu, tiến vào ranh giới của ngọn núi. Suốt quãng đường, hai người được tắm mình trong ánh mặt trời ấm áp, thảm thực vật ẩm ướt vươn cành lá dưới tia sáng mờ ảo. Diệp Khai nhìn thấy thứ gì cũng cảm thấy mới mẻ. Bên trên những ngọn cây cao cao có treo ngược một loại thực vật màu xanh lục nhìn như cái lưới. Đây là thứ gì vậy? Trần Hữu Hàm liếc nhìn, là cây tùng la, dân bản xứ gọi là cây dâu ria. Diệp khai, trà, một tiếng, đỉnh ghê. Mặc dù không biết liệu cậu đang nói tùng la đỉnh hay là hắn đỉnh, nhưng Trần Hữu Hàm vẫn cảm thấy cậu rất đáng yêu. Một chiếc lá màu vàng xuất hiện trên những dây leo xanh tươi, cậu ngạc nhiên gọi ầm lên, Hữu Hàm ca ca, anh nhìn kìa. Là một chiếc lá hình trái tim, đến cả chiếc lá cũng có hình dạng yêu anh. Giọng của cậu nhẹ nhàng mà nhìn ngẫm, nghe rất là ngứa đòn, nhưng ngọt ngào vẫn nhiều hơn trần hữu hàm không đánh được mà cũng không mắng được nốt đành phải kéo người vào trong lòng hung hăng xoa mái tóc đen bồng bềnh của cậu một cây phong đỏ tươi sen giữa đám cây xanh cao lớn và bụi cỏ màu vàng kim cậu lấy điện thoại ra chụp hết kiểu này đến kiểu khác có quả thông và lá kim rơi trên mặt đất diệp khai nhặt lên hai quả dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi bụi bẩn bám bên ngoài hữu hàm ca ca cơm trưa của anh đây này trần hữu hàm hoàn toàn hết cách với cậu vừa bực mình vừa buồn cười mà vạch trần Diệp Khai, có cần thiết phải quyến rũ anh thế này không? Nụ cười trên mặt Diệp Khai biến mất, cậu lạnh lùng tuyệt tình mà thầy hai quả thông xuống đất, cơm trưa của anh đã mất rồi. Trần Hữu Hàm chậm rãi đi theo sau cậu, hai tay đút túi quần, bảo bảo, em mà cứ đáng yêu như thế, anh sẽ không nhịn được mà càng nghiêm túc hơn nữa đấy. Nếu như đây là trong một game công lược, ngay lúc này hệ thống sẽ nhắc nhở rằng lời thoại rất chính xác, người chơi được cộng thêm 10 điểm nền đất dưới chân lầy lội do bị dòng nước thấm mềm, bộ rễ cây chẳng chịt lộ ra trên mặt đất, đường núi càng lên cao càng khó đi, Diệp Khai đã thờ hồn hền theo từng bước chân mình, bị chậm lại hai bước so với Trần Hữu Hàm. Trần Hữu Hàm đứng lại chờ cậu, chờ người đuổi kịp mình hắn liền vươn tay, nhớ mày mà nói với giọng trêu tức cho em một cơ hội này. Diệp Khai nắm chặt tay của hắn, lòng bàn tay hai người kề lên nhau, cả hai đều có chút ẩm ướt. Vì đã có tên ngốc sẵn lòng cho mình mượn lực, nên Diệp Khai được chiều đến mức càng lúc càng lười, mỗi khi trèo lên chỉ dùng 7 phần khí lực, còn lại 3 phần thì dùng để ngắm nhìn cỏ cây chim chóc, nhìn vị lạt ma quấn bộ áo bảo đỏ, trên lưng cõng theo gùi mà ghé xuống suối uống nước. Em có biết không nhỉ, trong thanh âm Trần Hữu Hàm có ý cười hờ hững, em đúng thực là càng lớn càng nũng nịu. Trước đây cậu nào có thế này, Diệp Khai khi trước ngoan đến mức khiến người ta muốn yêu thương cũng không biết bắt đầu từ đầu. Là do được Lucas chiều quá sao, nũng nịu, tính từ xa lạ này khiến Diệp Khai sững sờ một chút, sau đó liền nhớ lại những gì mà mình đã làm trong hai ngày qua. Vừa mới định lên tiếng phản bác thì đã phải gắng sức mà kìm lại, cậu không có lý mà cũng chẳng có cớ gì cả. Diệp Khai thầm nghĩ, em chỉ là có chỗ dựa nên không sợ, cố ý bắt nạt anh mà thôi. Trần Hữu Hàm cười cười, sau này nếu gặp lại hắn ta, anh nên cảm ơn hắn cho đàng hoàng mới được. Sao lại phải cảm ơn anh ấy? cảm ơn hắn đã đối tốt với người yêu của anh trong suốt hai năm qua, cảm ơn hắn đã yêu em, chiều chuộng em, bảo vệ sự đáng yêu của em. Ai là người yêu anh chứ? Trần Hữu Hàm quay đầu nhìn cậu, cười mà như không, anh đang phấn đấu mà, em đừng dục Đi qua khu rừng rậm là một khe núi rộng lớn, vây quanh nó là những ngọn núi phủ tuyết trắng, dưới ánh mặt trời phản chiếu, nó trói mắt đến mức làm người ta không thể nhìn thẳng. Có gốc cây cực lớn bị tia sét bổ ngã bên đường, phía trên thân cây đã mọc ra rêu xanh dày đặc ướt át. Thác nước đã gần ngay trước mắt, toàn bộ phía dưới vách đá cắm đầy những lá cờ cầu nguyện đầy màu sắc. Năm này qua tháng nọ, lớp cờ trước vừa mới bạc màu thì lại có một lớp cờ mới phủ lên. Băng tuyết kiên cố trên dãy mai lý cùng với tuyết mềm được nắng vàng làm tan, uốn lượn theo cánh tay của thần núi mà chảy xuống. Con đường dài rằng giặc cô độc mà thánh khiết, khi gió bắt đầu thổi, hơi nước lạnh bút mảnh mai sẽ tạo thành hình nan quạt bao quanh vách núi hình thành những bức màn nước như khói, mỗi khi gặp ánh mặt trời liền hiện ra cầu vồng. Có một cụ ông ở trần đang tắm rửa dưới thác nước. Nhiệt độ nước gần như bằng không, nhưng cánh tay với da thịt chảy xệ của ông lão lại không hề run rẩy. Một vài phụ nữ Tây Tạng trung niên quỳ ở phía xa xa, trên tay cầm chuỗi hạt, trầm giọng tụng kinh bằng tiếng Tây Tạng. Tiếng cầu phúc xa xăm quanh quần giữa khe núi. Trong lòng chấn động quá đỗi, Diệp Khai chỉ có thể nhìn tất cả những thứ này với sự cung kính, trang nghiêm, cậu hoàn toàn không nói lên lời. Khi đi đến gần đáy thác, tiếng nước ầm ầm đến mức điếc tai, hơi lạnh cũng vô cùng khiếp người, mồ hôi nóng vì đi đường trên người cậu vừa mới bước đến đây liền bị lạnh đến mức cóng cả người. Trần Hữu Hàm nắm tay cậu, chậm chậm đi dọc theo đáy của vách đá hình vòng cung. Tảng đá màu nâu sẫm bị nước bắn cho ướt át, trên vách đá trơn trượt cũng được dán kinh văn cầu phúc. Diệp Khai ngẩng đầu, ánh sáng đột nhiên thay đổi, có cầu vồng thoáng qua, trước khi cậu kịp lên tiếng thì nó đã biến mất trần hữu hàm cảm thấy tay mình bị cậu siết mạnh một hồi liền nhìn theo ánh mắt của cậu chỉ thấy một màn hơi nước bị cơn gió thổi tan dưới ánh mặt trời hắn thu tầm mắt lại dưới ánh nắng được phản xả từ núi tuyết trong bóng tối đáy vực hắn nhìn thấy diệp khai đứng ở nơi nửa sáng nửa tối khuôn mặt xinh đẹp mà sạch sẽ của cậu đang ngửa lên chóp mũi cao thẳng gần như trong suốt dưới ánh mặt trời bên dưới hàng mi đen đôi mắt với màu sắc cực sâu nhìn còn tinh thuần hơn cả núi đá được tháp nước thần, được núi tuyết thấm vào cả ngàn vạn năm này. Có cầu vồng, hữu hàm ca ca, khi nãy có một cầu vồng có màu rất nhạt. Cậu không nghe thấy Trần hữu hàm đáp lời. Sau hai giây, Diệp Khai mới định thần lại, cậu chậm chạp quay đầu, bị Trần hữu hàm đường đường chính chính mà hôn lên. Cậu giật mình trong khoảnh khắc, trong lòng bị lấp đầy bởi một tia mềm mại mà sầu muộn vô cớ. Cậu vịn vai Trần Hữu Hàm, đáp lại rất khẽ nụ hôn này không mang theo chút sắc dục nào, cánh môi bị mài cọ rồi hé mở, tách ra rồi mút nhẹ, Trần Hữu Hàm cũng chán với cậu, không nhịn được mà đưa tay lên chạm vào gương mặt mềm mại chân bóng của Diệp Khai, Tiểu Khai, hắn trầm giọng, đôi mắt hắn nhìn cậu chăm chú, người đứng ở đây nếu nói dối thì suốt phần đời còn lại sẽ khốn đốn không được sống yên ổn. Ở nơi này, anh có thể nói cho em mọi chuyện em muốn biết. Khi hắn nói chuyện, hơi thở gấp gáp của hắn nhẹ nhàng phả vào hơi thở của Diệp Khai đó là sự hòa quyện của hóc môn và nước hoa, là mùi vị khiến Diệp Khai nghiện đến tận xương tùy. Cậu không nói gì, trái lại còn không nhịn được mà chủ động hôn Trần Hữu Hàm lần nữa, cắn lên cánh môi dưới của hắn. Đôi môi họ như thể không thể chia lìa, có lẽ thần linh cũng cảm thấy chán ngấy khi nhìn vào hai con người này mất thôi. Diệp Khai rũ mắt, ánh mắt dừng trên đôi môi được được hôn đến mềm mại của hắn, nhẹ giọng nói em không hỏi. Trần Hữu Hàm bất ngờ, hầu kết lăn lăn, hơi thở hơi ngưng lại vì căng thẳng, nghĩ rằng cậu không muốn nghe. Em sẽ không ép buộc anh ở đây. Diệp Khai dừng một chút, em sẽ không hỏi một chữ nào hết, anh cũng không cần trả lời gì cả. Hữu hàm ca ca, sau này anh sẽ sống rất tốt, sẽ không phải nhận bất cứ sự trừng phạt nào. Ánh mắt Trần Hữu Hàm rung động rõ ràng, sau đó liều lĩnh mà ôm cậu, nghẹn ngào. Sao anh lại dám làm tổn thương em như vậy chứ? Hắn nói một cách khó khăn mà đau đớn, sao khi đó anh lại nỡ lòng làm em chịu tổn thương, sao anh lại nỡ lòng để em đi. Chim ưng kinh động trời mây, tiếng ngâm dần hòa vào một loại tiếng vọng trong bầu trời hiu quạnh. Chiếc áo phông ôm chặt, in thành hình bàn tay Trần Hữu Hàm. Đầu ngón tay của hắn co quắp lại, cánh tay càng ngày càng dùng sức, siết chặt đến mức dần khiến cho Diệp Khai khó thở. Cái ôm của hắn gần như muốn hòa tan cậu vào xương thịt mình. Diệp Khai dùng sức mà vuốt lưng hắn, mặt cậu kề sát vào hõm cổ nóng rực của hắn, một cảm xúc mãnh liệt trào dâng như núi lửa, khó có thể kiềm chế được, mắt cậu đỏ hoe, há miệng cắn mạnh vào vai Trần Hữu Hàm. Cách áo rồi mà vẫn cắn ra được dấu răng, cắn ra tơ máu. Diệp Khai giống như một con thú dữ, cắn chặt lấy con mồi thuộc về mình có cảm giác như muốn liều mạng cùng nhau đi đến chỗ chết. Trần Hữu Hàm kêu lên một tiếng đau đớn, hắn đau đến nhíu mày, đau đến mức thờ hồn hển, đau đến mức hốc mắt phím hồng, lại không nỡ lòng đẩy cậu ra, trái lại còn ấn cổ cậu vào sâu hơn. Bảo bảo, bảo bảo, bảo bảo, hắn thấp giọng gọi cậu hết lần này đến lần khác, nhịn đau hôn lên tai Diệp Khai, sau khi hôn tai xong thì lại hôn lên mái tóc mềm mại của cậu. Khi hắn ngước mắt lên, đôi mắt đã hoàn toàn ướt át, nhưng cũng rất hung ác, hung ác mà tuyệt vọng, tuyệt vọng không thể phát tiết. Hai người đối mặt trong khoảng cách rất gần, mắt từ đau đớn tỉnh táo chuyển thành yêu đương hoang đường. Diệp Khai cảm thấy gan bàn chân mình như là trống rỗng rồi mềm nhũn xuống, hơi thở gấp gáp của Trần Hữu Hàm biến thành một loại gấp gáp khác, hắn nắm tay Diệp Khai, không quan tâm mà đi về phía trước. Đường núi dốc đứng, sỏi đá lăn xuống theo bước chân, giữa ban ngày ban mặt, cả hai đi một nửa liền kéo nhau vào rừng rậm. Thân cây cao lớn nào đó bị đụng đến đung đưa, lá rụng ào ào xuống nền đất. Diệp Khai lôi kéo Trần Hữu Hàm hôn mình, bàn tay nóng hổi lang thang trên tấm lưng rộng lớn của hắn. Trần Hữu Hàm áp sát vào cậu, vô vọng mà hung ác đỉnh vào cậu, đâm đến mức chim sẻ đậu đầu cành kêu lên một tiếng, sau đó liền bình bịch giang cánh mà xấu hổ bay đi. Khi về đến nhà tang cát, lúc này không có người lớn nào ở nhà, chỉ có bình thú nằm trên chiếc ghế đá nhỏ ngoài sân để làm bài tập, một con bò Tây Tạng bị thương đang nằm trên hàng rào kêu ngắn kêu dài, bò, ò. Ngoặc kép chấm, không biết là ai đã thắt cho nó mấy bím tóc phía trên có gài thêm hai bông hoa nhỏ xinh xắn và trang trí thêm rất nhiều hạt trâu màu phấn hồng rất đẹp. Ánh mắt Diệp Khai vội vàng liếc qua nó, ánh mắt nó trầm tĩnh, tiếng kêu có vẻ đau nhức mà dịu dàng. Cánh cửa trên tầng hai bị đóng sầm lại, khiến cho bình thú giật mình, đầu bút chỉ cùn cùn vạch trên sách bài tập một đường thẳng. Áo phông bị kéo xuống, dấu răng trên bả vai của Trần Hữu hàm run lên, Diệp Khai hối hận rồi, cậu dịu dàng hôn lên nó, ướt át mà dùng đầu lưỡi mân mi nó suốt anh, Trần Hữu Hàm nắm chặt cổ tay cậu, sau đó siết chặt nó. Đưa nó xuống phía bên dưới, Diệp Khai bị thứ nóng bỏng đó làm cho tan ra ánh mắt, cậu thở dốc trong mệnh lệnh bá đạo, không thể nghi ngờ của Trần Hữu Hàm. Cửa ban công không đóng, gió ấm lay động màn lụa trắng, bóng cây cũng đung đưa trên vách tường. Không biết là ai trước, dường như ngay vào khoảnh khắc hai người dính vào nhau liền đánh mất hồn phách, động tác vội vàng hấp tấp, hoàn toàn đã mất đi chừng mực, không ai chịu buông tay, tiếng thở dốc nặng nề căng cứng đến đỉnh điểm trong vòng mấy phút sau đó cùng thả lỏng cả trong lẫn ngoài phòng đều yên tĩnh một lúc sau tiếng hát với tông điếc của bình thố vang lên diệp khai nằm trên đầu vai trần hữu hàm nở nụ cười trong lúc ổn định lại nhịp thở làm sao bây giờ vẫn còn tinh thần quá tiếng động cơ ô tô từ xa đến gần hình như nó đang lái vào sân nhỏ của nhà tang cát bình thố dưới lầu reo hò một tiếng thằng nhóc thả bút chì xuống rồi chạy thẳng ra ngoài Tiếng còi vang lên hai lần, Trần Hữu Hàm dán lên tai Diệp Khai, nói, bảo bảo, quên Lucas đi, bỏ trốn với anh. Sau đó hắn kéo khóa lên giúp cậu, cài cúc áo, ngay cả tóc mái cũng được vén lên gọn gàng. Tiếng bước chân vang lên trên hành lang, tăng cắt lịch sử gõ cửa, nói sang sảng, Trần Tiên Sinh, chiếc Prado mà cậu muốn đây. Trần Hữu Hàm mặc áo phông vào, hôn lên khóe môi Diệp Khai, mặc quần áo xong thì đi thu dọn hành lý đi sau đó hắn bình tĩnh mở cửa trong tiếng trò chuyện của trần hữu hàm với tang cát diệp khai chạy ra ban công nhanh như gió nửa người dựa ra ngoài lan can cậu nhìn thấy bình thú đang chơi với lốp xe của chiếc prado còn cao hơn người thằng nhóc quần áo nhanh chóng được thu xếp gọn gàng hai cái ba lô đã dọn dẹp ngay ngắn trần hữu hàm vác một cái trên vai diệp khai muốn hỏi gì đó hắn liền xịt một tiếng khàn khàn nói ngoan em đừng nói gì cả nói nữa anh cứng mất Diệp Khai cứ như vậy hoàng hốt chào tạm biệt tang cát, ngồi xổm xuống ôm bình thú một cái, sau đó ngồi vào ghế phụ. Qua tấm kinh chăn gió lớn, cậu nhìn thấy Trần Hữu Hàm đang châm một điếu thuốc, vừa hút vừa nói chuyện lần cuối với tang cát và bí thư chi bộ thôn. Như thể cảm nhận được ánh mắt của Diệp Khai, Trần Hữu Hàm phẩy tay vầy rơi tàn thuốc, liếc qua nhìn Diệp Khai một cái. Cuối cùng thì Diệp Khai cũng biết tại sao vừa rồi hắn không cho mình nói. Đâu chỉ nói chuyện, ngay cả nhìn hắn một cái thôi cậu cũng đã cứng lên rồi sau khi cuộc nói chuyện chia tay kết thúc trần hữu hàm nhanh chân đi về phía diệp khai ba lô bị ném ở ghế sau tiếng động cơ vang lên thuốc lá lặng lẽ bốc cháy giữa các ngón tay hắn xoay vô lăng bằng cả hai tay chiếc prado to lớn lái ra khỏi sân bóng dáng mấy người tang cắt dần khuất mất trong gương chiếu hậu diệp khai miệng đắng lưỡi khô giấu đầu hở đuôi mà khui một chai bách tuế sơn môi cậu ướt át bị hôn đến đỏ ửng trần hữu hàm đưa cho diệp khai nửa điếu thuốc diệp khai nhấp hai hơi cảm giác khô nóng trong người không những không giảm mà càng lúc càng tăng cao khó khăn chịu đựng qua mười mấy phút trước khi đi vào con đường núi quanh co cậu từ bỏ việc đấu tranh khàn giọng nói dừng xe lại đi chiếc xe dừng lại như diệp khai mong muốn trời vẫn còn sáng choang giờ mới chỉ hơn một giờ chiều bọn họ ngay cả cơm cũng chưa kịp ăn cả hai đều no bụng bởi một loại vỏ y gờ khác trong khoang xe rộng rãi sáng sủa sự yên lặng và tí y hát luân phiên trỗi dậy khi ánh mắt họ giao nhau trần hữu hàm nghiêng người kéo diệp khai qua chỗ mình tiếng thở dốc gợi ác mà mang theo áp bức hắn thấp giọng mà bất lực cười cười bảo bảo anh hết thuốc chữa mất rồi họ vội vàng hôn nhau dưỡng khí như cạn dần trong không gian đầu lưỡi của trần hữu hàm cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại của diệp khai không cho cậu né tránh vẫn không đủ năm ngón tay của hắn mạnh mẽ bóp cầm cậu buộc cậu phải há miệng ra. Môi trâu bị hút lấy, môi dưới bị cắn, bị liếm, ngay cả hàm trên cũng không được buông tha, hắn đảo qua không chút chừng mực, Diệp Khai bị trêu ghẹo đến mức toàn thân đều đang run lên, đầu lưỡi bị mút ra khỏi khoang miệng, lộ ra màu đỏ diễm lệ mà hạ lưu. Đi xuống phía sau, Trần Hữu hàm dỗ dành bên tai, lại ngậm lấy vành tai mềm mại thịt của cậu mà lá râu. Ba lô bị đạp xuống dưới chân không thương tiếc, hàng ghế sau rộng rãi của Prado bị chật cứng bởi hai người đàn ông trưởng thành cao mét tám. Diệp Khai tách chân ra, dạng chân ngồi trên đùi Trần Hữu Hàm. Hai người ôm hôn một hồi, Diệp Khai khó nhịn mà cởi bỏ thắt lưng của Trần Hữu Hàm, mép quy upsilon ập y e lót với khoa kéo bị kéo xuống cùng một lúc, côn thịt hung ác bật ra. Khát vọng trong thân thể khó có thể tan biến, cậu vội vàng quỳ xuống, há miệng ngậm vào. Trần Hữu Hàm nặng nề mà thở dốc, hắn trầm giọng mà dê y gì một cách gợi cảm. Diệp khai lá râu ngậm mút một cách điêu luyện, trong tiếng thở dốc an tính dần có thêm tiếng nước mập mờ. Vừa rồi rõ ràng đã bắn một lần, nhưng thứ đó của hắn vẫn cứng như sắt. Quy Upsilon quy đập Upsilon tròn trịa sung mãn có mùi t iota i iota còn sót lại, Diệp Khai không cảm thấy buồn nôn, trái lại còn cảm thấy hấp dẫn chết người, cậu dùng tay ve vuốt nó, lòng bàn tay chân ướt vì dịch tuyến tiền liệt thường xuyên quấn lấy quy upsilon quy đập upsilon theo quy luật, vừa dùng tay vừa nghiêng đầu hôn liếm thân nó. Vỏ IG của Trần Hữu Hàm hoàn toàn bị cậu khống chế, khoái và khó chịu đồng thời trồng chất trong mắt hắn, trở thành một đám mây đen hỗn loạn. Hắn túm tóc Diệp Khai, hung ác mà ghen tuông nói, bảo bảo, em học hư thật rồi. Giọng nói của Diệp Khai bị côn thịt lớn hơn người bình thường rất nhiều của hắn đâm chọc đến mức khàn khàn, cậu vừa quỳ gối vừa cúi người nồng nhiệt hôn môi hắn, vừa hôn vừa tự cờ yêu ta quy úc ấp y mình, cậu thở hồn hền, gọi hắn đứt quãng, hữu hàm ca ca. Trần hữu hàm, trần hữu hàm nắm lấy cô y thịt của cậu mà tuốt lên xuống, nằm sấp xuống. Giữa thanh thiên bạch nhật, hai người 69 cho nhau, ngay cả mộng xuân cũng không thể hoang đường đến thế này. Trái tim run lên vì khát khao được lấp đầy, Diệp Khai nằm xuống, đối mặt với côn thịt của Trần Hữu Hàm hơi thở giống được mãnh liệt được phóng thích ra, cậu còn chưa kịp làm gì thì cô y thịt đã cương cứng đến mức chảy nước của mình đã bị Trần Hữu Hàm ngầm vào. Cậu không nhịn được mà khẽ rên lên một tiếng, tự mình cũng cảm thấy mất mặt. Trần Hữu Hàm không chỉ hôn liếm chiêu chọc cô y thịt cậu mà ngay cả bao tinh hoàn nặng chịu hắn cũng không buông tha. Diệp khai lại một lần nữa được hắn vuốt ve một cách đầy kỹ xảo, từ ngón chân đến ra đầu đều su y gờ sứ y gờ đến tê giải, giữa lúc môi hắn ngậm mút liếm đáy chậu, tính khí của cậu bị kích thích đến mức nhảy lên một cái, suýt chút nữa đã bắn ra. Thân thể đáng xấu hổ của cậu đã ăn quen bén mùi, chỉ mới bị chơi mấy lần đã tự động nhớ tới khoái bị thao túng ngày đêm suốt hai năm trước. Côn thịt bị nước bọt và dịch tuyến tiền liệt bao phủ đến mức trơn bóng sáng loáng, Diệp khai sướng đến mức hai mắt thất thần, nói là 69 cho nhau, nhưng cậu nào còn tâm tư nào để mà chăm sóc lại cho hắn. Trần Hữu Hàm nuông chiều cho cái sự lực bất tòng tâm của cậu không đòi hỏi dư thừa, chỉ ra lệnh cho cậu ngậm vào đi em. Diệp khai nghẹn ngào ngậm thứ kia vào, ngậm một lúc lại bị đâm đến mức phun ra, chỉ biết dùng hai tay ôm lấy nó tuốt lên xuống, khóc lóc cầu xin tha, không được hữu hàm ca ca, không được, ưm, đừng mà, đừng thế này. Ngón tay dính đầy nước bọt xoa nắn hậu huyệt đóng chặt theo vòng tròn, sau đó nhẹ nhàng ấn vào. Diệp khai triệt để rơi nước mắt, trên tay cũng không còn chút sức lực. Sao lại không có tiền đồ thế này? Trần Hữu Hàm xấu xa châm chọc, hắn nhấc người khỏi ghế ra đã bị cọ sát đến nóng hổi, tách ra hai chân của Diệp Khai rồi quỳ xuống. Bạn trai em không có vấn đề gì đấy chứ? Hửm, có phải do hắn không trịch nổi em, nên mới khiến em đã y gờ thành thế này hay không? Thần chí Diệp Khai sớm đã không còn tỉnh táo, bạn trai ở đâu ra? Cậu ưm a dê y gì, giày chưa cởi ra, quần cũng mới chỉ cởi một nửa, lỏng lẻo treo trên đầu gối, tiếng thắt lưng rung động theo từng chuyển động những ngón tay hắn đi vào mỗi lúc một sâu hơn nó đảo quanh xoay tròn bên trong đó sự nóng rực và ẩm ướt của vách trong khiến trần hữu hàm ghen tuông đến phát điên hắn nằm xuống giữa hai chân diệp khai dùng hết kỹ xảo để đi thỏa mãn lấy lòng trêu chọc cậu trong lúc ghen tuông những ngón tay chui vào tận gốc bị những nếp uốn trong thành ruột bao chặt lấy tiếng nước ồm ọp hắn rút tay tay hai ngón tay đảo quanh rồi cắm vào điểm mẫn cảm của Diệp Khai không cần đến trí nhớ cơ bắp mà hiện lên, hắn dùng sức vừa đâm chọc vừa cọ sát, tốc độ cực nhanh, gân xanh trên cánh tay trần trụi nổi lên, hiện ra một lớp mồ hôi mỏng mịn. Diệp Khai đỏ mặt nắm lấy tóc Trần hựu Hàm, không nhịn được mà đâm chọc vào miệng hắn, tay mềm đến mức không giữ nổi, đôi chân vẫn còn đi giày trống lên thành ghế trước, để lại những dấu chân màu xám hỗn độn. Tiếng nước ám muội vang lên không dứt, cậu thờ hồn hình mà hét lên một tiếng, hậu huyệt co rút giữ đội dưới sự chọc ngoáy của ngón tay Trần Hữu Hàm, cô y thịt nảy lên một cái nặng nề rồi bắn hết trong miệng hắn. Tiền đồ là thứ quỷ gì, Diệp Khai suýt nữa đã bị trịch hỏng chỉ bởi hai ngón tay. Trần Hữu Hàm đè cậu nằm sấp trên ghế ra, cô y thịt của hắn cương cứng đến mức sưng lên đau đớn. Hắn nhẫn lại ghé vào trên người Diệp Khai hỏi, đến khách sạn rồi làm được không em? Khóe mắt Diệp Khai ướt sũng vì khóc, cậu thấp giọng thở dốc, chỗ đó của anh có vấn đề rồi hả? Trần Hữu Hàm bị cậu chọc giận đến mức bật cười, kéo tay cậu sờ lên côn thịt của mình. Thứ có có lẽ còn cứng hơn cả viên sapphire kia không chừng. Anh có vấn đề, anh sợ trịch ngất em ở chỗ này, trịch đến nỗi khiến cho cái mông em sưng lên, sợ em không thể ngồi nổi trên con đường tiếp theo đấy. Hắn khao khát ven áo thun diệp khai lên, hôn lên từng tấc da thịt trên tấm lưng nóng bỏng đến phiếm hùng của cậu, bảo bảo, đến khách sạn rồi em sẽ không chạy nổi đâu. Diệp Khai bị lời đe dọa này của hắn dọa cho run rẩy cả người, một cơn ngứa ngáy kỳ lạ dâng lên từ trong xương thịt, phía trong đùi cũng đỏ bừng, đỏ đến mức xinh đẹp xâm mỹ. Côn thịt chắc nịch cương cứng của hắn nhanh chóng ma sát bên trong khe mông lúc nhanh lúc chậm, tiếng thở dốc của hắn hệt như một con dã thú, biên độ đâm chọc mạnh đến mức thân xe cũng rung chuyển. Đến lúc này ai còn quan tâm liệu có người hay là trâu, là bò đi ngang qua đây hay không. Hắn muốn ịch Diệp Khai ngay trước mắt của cả ngàn con bò Tây Tạng thần thánh mông Diệp Khai cũng phối hợp mà nhếch lên, khe mông mới chỉ bị quy upsilon quy đập upsilon tròn trịa của hắn cỏ qua thôi mà đã lại muốn bắn. Cậu không chỉ bị ích như cho cái, mà còn bị Trần Hữu Hàm ven áo phông lên bắn khắp người. chương 83, sau khi chiếc Prado lái lên con đường núi nguồn nguèo, bầu trời ban nãy vẫn còn trong xanh thoáng cái đã có cơn mưa phùn lất phất. Diệp Khai mặc chiếc áo khoác lớn hơn cậu một cỡ của Trần Hữu Hàm, co quắp buồn ngủ trên ghế phụ điều hòa trong xe trình nhiệt độ hơi thấp, cả người cậu được bao trùm trong quần áo, nhìn có vẻ ngoan ngoãn yểu xìu. Trần Hữu Hàm không lái quá nhanh, hắn phân tâm mà nắm lấy tay cậu, bàn tay Diệp Khai lạnh ngắt. Sương lên rồi, Diệp Khai điều chỉnh tự thế ngồi một cách phi diệu, cậu cau mày, đôi mắt vẫn còn phiếm màu hồng, nhìn có chút đáng thương. Lúc nói chuyện còn mang theo giọng mũi, bổ sung, nhiễm trùng mất. Trần Hữu Hàm liếc cậu một cái, xem em kìa mới chỉ là hai ngón tay mà thôi, nếu mới thế đã sưng thì khi đến khách sạn sao mà cậu chịu nổi. Tại anh giữ quá mà, Trần Hữu Hàm thậm chí còn cảm thấy mình vô tội hơn. Ngoại trừ lúc khẩu giao ra thì có lúc nào hắn dám dùng sức đâu. Dáng vẻ cực kỳ khao khát nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ làm bị thương cậu. Hắn cân nhắc lại một chút mùi vị nọ, thản nhiên hỏi có phải Lucas không được cho lắm không? Trên mặt Diệp Khai lập tức nóng cháy. Diệp Khai nhắm mắt lại, trong lòng rất chi là tuyệt vọng. Chuyện đến nước này, cậu cảm thấy mình thực sự rất có lỗi với Lucas, thậm chí không xứng để làm bạn với hắn ta nữa rồi. Cậu không thể tiếp tục làm ra hành vi bôi nhọ người khác nữa, cậu đã bị ép phải đi đến đường cùng, không còn con đường nào để lùi lại nữa, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi đáp. Anh, ấy, rất, được. Trần Hữu Hàm siết chặt vô lăng, mất chừng hai giây mới có thể bình tĩnh lại sự kích động và ghen ghét trong lòng lạnh nhạt nói, bây giờ vẫn còn đang trên núi, em đừng kích thích anh. Diệp Khai cạn lời, tự anh hỏi trước mà, anh hỏi là em khen hắn ngay sao? CMN, em không thể bịa ra vài câu để lừa anh chắc. Mẹ kiếp, giữ chết đi được, Diệp Khai tức giận nói, làm gì mà anh phải lớn tiếng như vậy? Trần Hữu Hàm giận đến mức hụt hơi, hắn mím chặt môi hít thở vài lần, sau đó mới khàn khàn mà bình tĩnh nói, xin lỗi, là do anh ghen với hắn ta. Diệp Khai khàn giọng, trước khi trên mặt lộ ra biểu cảm gì đó liền kéo áo lên che kín đầu mình. Trong bóng tối, cậu dùng sức mím chặt môi, những ý cười trên mặt vẫn len lén chạy ra ngoài từng chút một. Cậu hít sâu để điều chỉnh cảm xúc, lúc kéo áo xuống thì khuôn mặt đã khôi phục lại trạng thái vô cảm. Diệp Khai lạnh lùng nói, chúng ta chỉ đang chơi đùa mà thôi, anh ghen cái gì mà ghen chứ? Trần Hữu Hàm khoác tay lên mép cửa để che đi khóe môi, che đi nụ cười vi diệu của mình đứng đắn nói em nói vậy cũng có lý. Đã vậy rồi lúc đến khách sạn em tốt nhất là nên để anh chơi cho tận hứng một chút. Cả hai cùng thả thính lẫn nhau, từng câu chữ đều như muốn khích bác đối phương, như là đang đi trên dây treo trong bể dục chỉ hận không thể liều chết dây dưa trong khoái bên bờ tử vong rồi rơi uống vách đá ngay trong dây tiếp theo, hết lần này đến lần khác nói về chuyện tình ái. Ngoài cửa sổ là những ngọn đồi thoai thoải nằm kế bên nhau, những bản làng tộc di nằm rải rác trên đỉnh đồi, những cánh đồng xẻ dọc theo hình vòng cung nhấp nhô của ngọn núi. Bên dưới vách núi, nước sông Tim Sa đục ngầu cuồn cuộn gầm thét, biển mây nằm cực thấp trải dài trên những ngọn cây xanh biếc, trôi về phía núi tuyết trắng xóa dưới chân trời phía xa. Diệp Khai thậm chí còn không hỏi Trần Hữu Hàm đưa mình đi đâu. Ba tiếng đồng hồ sau, mưa tạnh, chiếc xe lao ra khỏi con đường ngoằn ngoèo, trượt nhẹ vào con đường nhựa đen thẳng tắp giữa đồng bằng. Những đám mây thấp đến mức gần như xà xuống mặt đất trong ánh sáng hỗn độn hòa quyện giữa tia sáng và bóng tối, các bản làng dần trở nên dày đặc hơn, cánh đồng hai bên nở đầy những chùm hoa đỏ rực, những con lợn Tây Tạng đen nhỏ bé không sợ ô tô, chúng ủi mũi chui loạn khắp mặt đất. Cột mốc đường cao lớn màu xanh lam chỉ đến Sangrila. Diệp khai tỉnh dậy sau cơn mê man, cái mông cũng có chút tê mỏi. Cậu mở mắt tỉnh táo lại một lúc, sau đó nghiêng đầu ngắm gò má trần hữu hàm. Xương lông mày cao, sống mũi thẳng, hốc mắt sâu, lúc hắn hờ hững nhìn người khác cũng khiến người ta cảm thấy run chân không phải là sợ hãi mà là tác dụng kép của hóc môn giống được và tính xâm lược của kẻ bề trên bẩm sinh hắn chỉ là tùy ý liếc qua một cái có lẽ người ta đã suy nghĩ đến chuyện sẽ dùng tư thế nào khi lên giường với hắn rồi từ khi còn là một đứa trẻ diệp khai đã biết trần hữu hàm rất anh tuấn lần thức tình thẩm mỹ đầu tiên của cậu cũng là ở trên người trần hữu hàm diệp khai dùng ánh mắt ngái ngủ lặng lẽ di chuyển tầm nhìn xuống môi hắn Trần hữu hàm mím nhẹ khóe môi dưới nhìn nữa là anh thu phí đấy diệp khai cũng cười theo tiến đến bên mặt hắn hôn một cái anh mệt chưa có muốn đổi ca cho em không sắp đến nơi rồi trần hữu hàm nắm lấy tay cậu mười ngón đan sen nhau mà đưa lên bên môi hắn hôn lên mu bàn tay diệp khai xe chạy vào thành phố sangrila họ chạy dọc theo một đoạn thành cổ độc khắc tông rẽ vào đại lộ hướng về ngôi đền tùng tán lâm vừa mới mưa xong những con đường nửa ẩm nửa khô bởi tia hoàng hôn cuối cùng, trên phố vắng bóng người đi bộ và xe cộ. Những ngôi nhà hai bên được xây theo kiểu nhà đá của người tạng, bên ngoài cửa sổ treo những tấm rèm sọc đỏ, trắng và xanh, cờ ngựa cắm ở bốn góc, các dây buộc cửa và mái hiên cửa sổ bên ngoài đều được vẽ hoa văn bát bảo may mắn. 20 phút sau, chiếc xe dần rời xa thành phố và tiến vào làng. Lần này thì hay rồi, đi có một đoạn đường mà cứ dừng hết lần này đến lần khác, cứ một chốc họ lại bị đàn gia súc có bò có cừu cản giữa đường trong lúc chúng được lùa về nhà. Trần Hữu Hàm không dám bấm còi, mà có bấm cũng vô ích, chỉ có thể đứng chờ. Những người chăn gia súc đứng bên đường cầm roi đối mặt với bọn họ. Trần Hữu Hàm hạ cửa kính xe xuống, cơn gió đêm bất chợt ập đến. Hắn lấy ra hai điếu thuốc và ném cho Diệp Khai một điếu. Lúc Trần Hữu Hàm cúi đầu đốt thuốc Diệp Khai cũng tiến lại gần, hai người cùng chia nhau một ngọn lửa nhỏ màu xanh mấy thứ tốt đẹp thì không chịu học, hút thuốc với uống rượu thì học thật là nhanh. Diệp Khai Thành thạo mà ung dung nhấp hai hơi, nhìn về đám cầu non đang đối diện với bọn họ, không khí nồng nặc mùi động vật, tiếng be be khiến người ta nghe mà nhức đầu. Cậu thờ ơ nói, em hút Davidoff, chiếc xe đầu tiên mà em mua chính là Panamera, từ đầu đến cuối chỉ động lòng với một người duy nhất là anh, bởi vì không được gặp anh mà suýt nữa thì đã quên mất cảm giác thích một người là thế nào. Anh cảm thấy em học hư sao? tất cả là nhờ anh tặng cho đấy. Trần Hữu Hàm vươn tay ra ngoài vầy tàn thuốc, hắn lạnh nhạt mà từ trên cao nhìn xuống hỏi, mang theo sự châm chọc mơ hồ, Lucas giống với kiểu của anh sao? Đừng có mà dìm hàng anh thế chứ. Diệp Khai bật cười, anh lại sao vậy? Trần Hữu Hàm cũng hờ hững mà nhìn cậu cười, ánh mắt hắn dịu dàng, khủy tay chống lên mép cửa sổ. Diệp Khai ngả ngớn thờ hơi thuốc về phía hắn, Trần Tiên Sinh, dáng vẻ ghen tuông của anh nhìn có vẻ không được thông minh cho lắm đâu đàn cừu cuối cùng cũng đi hết, chiếc xe lại chậm rãi khởi động, Trần Hữu Hàm rụi điếu thuốc vào gạt tàn trong xe, lúc anh ghen nhất chính là khi nhìn thấy em hôn hắn ta trong quán bar kia. Đó chỉ là một lần thử nghiệm thất bại, hắn mà không nhắc đến thì Diệp Khai cũng gần như đã quên sạch. Ngay cả khi bị nhắc lại một lần nữa, cậu cũng chẳng nhớ nổi nhiệt độ và hương hoa khi đó, cũng chẳng nhớ cơn gió và bài hát mà ban nhạc đã hát vào đêm đó. Anh đứng đâu mà lại nhìn thấy lần đó, bên chỗ kiều sở, trên sân thượng tầng 2, Trần Hữu Hàm trầm mặc trong lòng đau thắt lại, rất nhanh, chỉ là trong nháy mắt, sau đó anh muốn đến tìm em, nhưng lại nhìn thấy em sóng vai cùng hắn đi ngang qua cửa. Em biết lúc đó anh đã làm gì không? Trần Hữu Hàm tự giễu cười một cái, anh trốn đi. Diệp Khai không biết phải nói gì, khi đó cậu rất nghiêm túc, rất nghiêm túc muốn quên hắn đi để bắt đầu lại từ đầu. Chiếc Prado đang đi trên con đường bê tông xám xịt với tốc độ 20 dặm, vượt qua hai ngã tư, rồi dừng lại trước cổng sân nhà ai đó thật lâu sau diệp khai mới nói em tưởng rằng anh không để ý anh đúng là không để ý trần hữu hàm dừng lại một chút cảm thấy khó mà có thể sắp xếp lại ngôn ngữ sao cho đúng cũng không phải là không để ý mà là vì mọi chuyện đều đã xảy ra rồi anh không có tư cách để quan tâm đến em nữa chỉ là khi thật sự tận mắt chứng kiến khoảnh khắc đó anh vẫn một tay hắn giữ lấy tay lái thở ơ quẹo qua một khúc cua cánh tay trái đang trống lên cửa sổ không nhịn được mà lau mặt một cái anh thà rằng coi như bản thân mình đã chết rồi diệp khai khẽ run lên dùng sức bóp mạnh điếu thuốc vậy sao bây giờ anh cứ luôn nhắc đến anh ấy trần hữu hàm nửa cong khóe môi nở một nụ cười có chút xấu xa em đừng coi anh là người tốt diệp khai nghe mà chẳng hiểu gì trần hữu hàm liếc cậu một cái khôi phục lại nhịp tim đang đập nhanh của mình bất cần đời nói anh rất hư đấy sau này em sẽ biết thôi đền Tùng tán lâm nằm treo leo trên lưng chừng núi với hàng dãy nhà dành cho người tu hành, nóc nhà màu vàng nối liền nhau, đắm chìm trong ánh chiều tà sau cơn mưa, đàn quạ màu đen với cái mỏ đỏ lượn vòng trên không trung. Nó là một loại chim mang điềm lành. Diệp Khai không hỏi rốt cuộc Trần Hữu Hàm muốn đi đâu, mọi thứ đều tùy vào hắn. Ngay lối vào của đền tùng tán lâm, hồ nước đối diện lăn tan ánh sáng, trên bãi cát ở giữa hồ có rất nhiều vịt trắng, khách du lịch tàn mát, tất cả đều cho vịt ăn trong khi chờ xe buýt đến thắng cảnh. Prado quay một khúc quanh lớn trên mặt hồ rồi chạy đến vùng đất hoang vu bên dưới núi. Khách sạn đây sao, không đặt trước ban nhần chi nên không vào được, đổi sang chỗ này cũng tạm được. Trần Hữu Hàm ôm trầm lấy sau gáy Diệp Khai, nhìn cậu chăm chú, hôn cái nhé. Sau đó cả hai tự nhiên mà trao nhau một nụ hôn ngắn ngủi. Hai người cầm theo ba lô bước xuống. Diệp Khai phát hiện lễ tân người tạng nhìn bọn họ với ánh mắt kìm chế và kỳ quái. Nhanh chóng làm thủ tục nhận phòng, chiếc xe điện màu trắng đã chờ bọn họ sẵn bên đường, lễ tân đặt ba lô của họ lên ghế sau. Chiếc xe từ từ đi xuống dọc theo sườn đồi lát đá xanh. Mặt trời đã lặn hẳn, nắng chiều cũng đã tàn, gió đêm nhẹ nhàng thổi tung tóc Diệp Khai. Đôi mắt cậu lướt qua cánh rừng xanh bạt ngàn, nhìn thấy vài người nông dân trở về nhà muộn. Cậu không biết Trần Hữu Hàm đang nhìn mình, với sự dịu dàng khắc sâu hơn cả sự quyến luyến của đàn chim với gió đêm của hoàng hôn với sông núi các tòa nhà trong khách sạn đều là tòa đơn đó là một tòa nhà làm bằng đá cao ba tầng trước hiên nhà treo một ngọn đèn dầu quản gia đã đợi sẵn ở cửa chào mừng trần tiên sinh diệp tiên sinh quản gia là một cô gái tây tạm thông thạo tiếng phổ thông gần như không lẫn chốt giọng địa phương nào cô quay lại và mở khóa cửa bằng chiếc chìa khóa truyền thống bằng đồng họ đi theo cô xuyên qua lối vào giống như hành lang ở cửa trước, sau đó trước mắt họ hiện ra căn phòng khách kiểu Tây Tạng truyền thống. Mặc dù Diệp Khai vẫn luôn trải nghiệm trong những ngôi nhà kiểu Tây Tạng trong khoảng thời gian này, nhưng chúng rõ ràng là kém hơn nhiều so với sự tinh xảo và xa hoa ở nơi đây. Quản gia dẫn bọn họ đi tham quan một vòng, giới thiệu các công trình và dịch vụ của khách sạn. Một lúc sau, có một cô bé cóng gùi trên lưng gõ cửa bước vào, dưới ánh đèn vàng ấm áp, khuôn mặt của cô nhóc đỏ bừng bên trong cái gùi trên lưng em là củi khô được sắp xếp gọn gàng. Cô nhỏ ngồi xổm xuống trước lò sưởi, lấy gỗ thông ra làm mùi nhóm lửa, ánh lửa lóe lên, mùi dầu thông dễ chịu từ từ bay ra. Quản gia giao chìa khóa cho Trần Hữu Hàm rồi đi chuẩn bị bữa tối theo căn dặn của hắn. Trần Hữu Hàm nắm tay Diệp Khai bước lên chiếc thang gỗ vững chãi. Mùi trầm hương tây tạng tràn ngập trong không khí, chỉ bước lên bậc và có vài bước mà cũng khiến người ta bối rối thở dốc, cảm thấy trong lòng mình đã hoàn toàn trống rỗng. Cuối cùng, trước mắt họ hiện ra chiếc giường kiểu tạng rộng 2 mét, ga giường bằng vải bông cao cấp trắng như tuyết được trải dài không có lấy một nếp nhăn. Diệp Khai đột nhiên cảm thấy thật hoang đường, cậu vô thức nuốt nước bọt một cái. Bỗng một trận choáng váng ập đến, cậu bị Trần Hữu Hàm đè lên tường. Bức tranh theo thời đường bị đụng cho lắc lư, phía trên nó có thêu hoa văn mạn đà la phức tạp và trang nghiêm. Trần Hữu Hàm thờ hồn hình cười hỏi, sao cứ có cảm giác như học sinh đi thuê phòng thế này nhỉ? sau đó hắn lập tức ôm ngang Diệp Khai lên, Diệp Khai ôm lấy cổ của hắn, ánh mắt còn ướt át trước cả cơ thể. Khi bị ném lên trên giường, Diệp Khai ngay lập tức cảm thấy choáng váng. Trần Hữu Hàm đối mặt với Diệp Khai, nhẹ giọng gọi cậu, bảo bảo, bảo bối, tiểu khai. Mỗi khi hắn gọi một tiếng, trái tim Diệp Khai liền run lên một trận. Vỏ y gờ trong mắt hắn sâu nặng, tựa như đóa hồng bị sương đêm thấm đẫm sắp phải đón nhận mưa rông trong đêm đen. Chương 84, cả hai ngủ đến tận 10 giờ mới bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại rồn rập. Trần Hữu Hàm nhận điện thoại, Diệp Khai lật người đắp kín chăn rồi lại ngủ tiếp, lờ mờ nghe thấy Trần Hữu Hàm nhỏ giọng nói vài câu vào điện thoại. Cậu mệt đến mức không tỉnh táo lại nổi, thậm chí còn quên mất là mình đang ở đâu. Trước khi mê man ngủ thiếp đi chỉ kịp nhận ra bên ngoài không cửa sổ sáng rực chính là một mảnh đất hoang vô rộng lớn, nhìn cứ như thể không hề có biên giới, sau đó liền bị Trần Hữu Hàm ôm vào lòng từ phía sau khi cậu tỉnh dậy một lần nữa, cơn đau đầu ập đến, trên giường chỉ còn lại một mình cậu. Chiếc áo choàng tắm màu trắng tinh được gấp gọn và đặt trên chiếc ghế đầu cuối giường, hẳn là được Trần Hữu Hàm mang đến. Diệp Khai rũ áo ra rồi mặc lên người mình, ánh mắt quét quanh khắp căn phòng một lượt, nhìn qua cửa kính thông với ban công, Diệp Khai nhìn thấy Trần Hữu Hàm đang ngồi trên ghế mây uống trà. Cửa kính bị đẩy ra, cơn gió khô mát nơi hoang vu thổi bay tóc chán. Tỉnh rồi à? Trần Hữu Hàm nắm lấy tay cậu, rất tự nhiên mà kéo người ôm vào lòng mình, anh không nỡ đánh thức em, còn tưởng em muốn ngủ đến tận chiều. Hiện giờ đã là hơn 11 giờ, mới ngủ có vậy thôi mà Diệp Khai cảm thấy hoa mắt chóng mặt, nếu mà ngủ đến chiều thật thì chắc cậu sẽ khó chịu chết mất. Bên trong chén thủ công mã vàng là hồng trà, đang bốc khói nghi ngút, nước trà có màu đỏ vàng, mùi thơm làm thần kinh người thả lòng. Cả Diệp Khai lẫn Trần Hữu Hàm đều rất thích hồng trà lúc này cậu liền nâng tay hắn lên mà nhấp một ngụm, cảm thấy cả cơ thể đều tỉnh lại nhờ hơi nóng của tách trà. Em đói, anh gọi đồ ăn rồi, chút nữa mình ăn ở khu vườn lầu một. Trần Hữu Hàm giữ lấy sau gáy cậu, thấp giọng nói trong tiếng gió nhẹ có được hôn buổi sáng không em? Diệp Khai chạy ra khỏi lòng hắn, em vẫn chưa đánh răng. Diệp Khai quay về đánh răng thật, chậu rửa được làm bằng đồng thau nguyên chất, được rèn thủ công, phía trên có nước rửa tay Lochitane. Lochitane vốn đã bị đưa vào danh sách đen của Diệp Khai, hiện giờ tự nhiên nhìn thấy cái chai tròn nhỏ màu vàng này, cảm xúc liền có chút phức tạp, tạm thời cậu vẫn chưa muốn ngửi lại mùi hương này cho lắm. Lúc ra thì phát hiện Trần Hữu Hàm đang ngồi bên giường chờ mình. Cùng là áo tròn tắm màu trắng, nhưng khi được hắn mặc vào lại có vẻ anh Tuấn mà xa hoa khiêm tốn. Qua đây bôi thuốc nào, giọng điệu khi ra lệnh cũng là lưu loát không cho phép từ chối. Diệp Khai nhìn thấy tuyết thuốc màu trắng trong tay Trần Hữu Hàm, hỏi anh mua lúc nào vậy? Trần Hữu Hàm bất đắc dĩ nhếch môi cười với cậu, sáng nay anh nhờ quản gia mua hộ đấy. Mẹ nhà anh, Diệp Khai biến sắc, cảm thấy tẹo nữa không còn mặt mũi nào mà gặp quản gia. Tức giận chụp lấy tuyết thuốc từ trong tay Trần Hữu Hàm, để em tự làm. Trần Hữu Hàm nhướng mày, cửa phòng khách bị đóng sầm lại. Ngồi chờ một lát bên ngoài, hắn vẫn chốt cửa ra, nhìn thấy Diệp Khai đang ngồi trên chiếc ghế đầu bọc ra, một chân trần dẫm trên tấm thảm diệt thủ công, mũi chân hơi kiễng, bắp chân xinh đẹp kéo căng, một chân khác gác lên trên tay dựa, ngón chân tròn trịa được cắt tỉa gọn gàng hơi cong lên. Vạt áo tròn tám màu trắng nửa trên nửa hở, có thể thấy phía bên trong không mặc gì cả. Đầu ngón tay mảnh khảnh dính thuốc mỡ màu trắng, cậu ung dung bôi lên, vẻ mặt tập trung nhưng vẫn có gì đó lười biếng, có cảm giác hờ hững lạnh nhạt tóc mái bởi vì động tác cúi đầu mà rũ xuống. Có lẽ là động phải vết thương gì đó, Diệp Khai khẽ cau mày, rất nhanh liền cắn nhẹ lấy môi dưới. Trần Hữu Hàm khoanh tay trước ngực, dựa cửa mà nhìn. Tận sâu trong cơ thể, khát vọng và ham muốn không thể nén được mà nảy sinh. Hắn không thể không châm một điếu thuốc, mùi khói thuốc làm loãng mùi thuốc mỡ, động tác của Diệp Khai dừng lại, cậu ngẩng đầu, trong đôi con ngươi trong xuất hiện lên một tia bối rối. Đừng động, Trần Hữu Hàm nửa giơ cánh tay đang cầm điếu thuốc lên, anh không nhìn em đâu. Vậy anh đang nhìn cái khỉ gì? Chắc chắn không thể là tấm thảm trang trí màu đỏ sẫm tinh xảo và phức tạp phía sau lưng Diệp Khai, càng không phải lưu hương Tây Tạng và những bức tượng phản sang trọng tinh xảo được chạm khắc thủ công trên chiếc tủ thấp bên cạnh. Diệp Khai cảm thấy ánh mắt hắn rõ ràng đang rơi trên người mình, động tác và tư thái của cậu vẫn rất hứng hờ, thế nhưng vành tai lại dần dần đỏ lên. Sau khi hút xong một điếu thuốc, vết thương của Diệp Khai cũng đã được bôi thuốc xong. Cảm giác nhói đau được thay thế bằng cảm giác mát lạnh. Diệp Khai dù bận vẫn nhàn mà đóng nắp tuyết thuốc lại, ngước mắt đối mặt với Trần Hữu Hàm, cười mà như không hỏi đẹp không. Rất đẹp, nếu Trần Hữu Hàm mà biết vẽ thì hắn đã bày giá vẽ ra ngay lúc này rồi. Giá người cao lớn của Trần Hữu Hàm quay lại, bên trong giọng nói lạnh lùng nhuốm lên ý cười, tấm thảm treo tường kia không tệ lắm. Nụ hôn buổi sáng chưa trao đi, cả hai rốt cuộc đã trao nhau một nụ hôn buổi trưa. Hai người hôn đến mức quấn quýt khó rời, nếu không phải quản gia đi lên mời ăn trưa thì có thể hai người đã lại lăn đến trên giường. Bàn ăn dài trải khăn trải bàn màu trắng, trong cái bình gốm cắm một bông hoa nhỏ màu xanh nhạt được bẻ từ loại thực vật nào đó. Diệp khai tưởng lại là đồ ăn kiều tạm nhưng không nhờ lại là đồ ăn theo phong cách miền Nam nước Pháp. Ngoài vườn là giải rác thôn xóm tộc người tạm cùng với những cánh đồng lúa mạch, ánh nắng và gió đều rất nhẹ, có thể nghe tiếng gió xào sạc thổi qua cánh đồng lúa mạch. Ngôi đền tùng tán lâm nằm nghiêng phía xa hơn một chút, tường viện màu trắng và mái nhà màu vàng, những vị tăng lữ mặc áo bào màu đỏ bước chậm dọc chân tường, không biết là họ đang làm gì. Có tiếng chuông trong gió, có lẽ là tiếng chiếc kinh luân cầm tay vang lên. Suốt quá trình dùng bữa diệp khai không dám đối mặt với quản gia, may mà Trần Hữu Hàm đã ra hiệu cho nhân viên phục vụ đi xuống hết, trong hoa viên nở đầy hoa tươi, ánh nắng tràn ngập khắp khu vườn, chỉ có mình hai người họ tận hưởng. Khi bụng đã qua đói thì ngược lại còn khiến người ta không muốn ăn, Diệp Khai mặc dù ngồi ngay ngắn, nhưng cả người đều phát ra khí chất lười biếng từ bên trong, cậu mặc cho Trần Hữu Hàm giúp mình cắt gan ngỗng, lột vỏ tôm, cẩy hào. Diệp Khai vốn đã khó phục vụ, cũng chỉ có hai món gan ngỗng sốt cam với cá mỏi đường sốt sâm panh là ăn nhiều hơn mấy miếng. Những khi không động đến giao nĩa liền chống cầm nhìn khung cảnh điền viên ở phía xa. Trần Phu Nhân, Trần Hữu Hàm dùng nghĩa gõ nhẹ vào ly rượu thủy tinh, gọi thần trí cậu quay về, khóe miệng em dính kem kìa. Diệp Khai thoáng giật mình, đầu tiên là lấy khăn trải bàn màu trắng lau khóe miệng, sau đó mới phản ứng lại, vẻ mặt thoáng tức giận mà nói ai là Trần Phu Nhân. Trần Hữu Hàm tiến lùi đúng mực, rất lịch lãm mà xin lỗi, anh cũng chỉ là nói cho đã miệng chút thôi. Diệp Khai bấm đầu ngón tay tính toán, còn ba ngày nữa. Trần Hữu Hàm phong độ nhẹ nhàng nói, em muốn chuyển anh lên chính thức ngay bây giờ cũng được. Ánh mắt Diệp Khai mang theo vẻ chế nhạo, khóe miệng khẽ mím lại. Cậu bị trịch đến mức chỗ nào cũng đau, có thể ngồi đây cùng ăn chưa, hóng gió với Trần Hữu Hàm đã là nể mặt hắn. Lúc này trên người cậu đã không còn vẻ ngoan ngoãn thường ngày, trái lại còn có vẻ thanh tao lạnh nhạt, phối hợp với sự cao quý bẩm sinh của mình, ánh mắt kia của cậu giống như là đang cười nhạo Trần Hữu Hàm được voi đòi tiên. Trần Hữu Hàm không hề bị cậu làm tổn thương, hắn cười nhẹ, lịch sự hỏi, sao dạo này không thấy bạn trai em liên lạc với em nhỉ? Diệp Khai vừa nghe liền giật mình, liếc mắt nhìn hắn, anh ấy mới nhậm chức, bận rộn một chút cũng là chuyện bình thường. Trần Hữu Hàm hùng hồ dọa người trong ánh nắng dịu dàng và làn gió nhẹ, lúc anh bận đến nỗi mỗi ngày chỉ ngủ được có 3 tiếng cũng sẽ gửi tin nhắn thoại và gọi video cô với em đấy. Diệp Khai chống má, ánh mắt từ xa nhìn về, sau khi chạm mắt với Trần Hữu Hàm mới lười biếng cong môi lên, Hữu Hàm ca ca, anh còn muốn so đo với Lucas tới khi nào đây? Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, từ ngoại hình và chiều cao đến kỹ xảo rồi còn cả độ bền, từ quan niệm trong chuyện tình cảm đến mức độ để bụng với ex, người kia là dung tục hay cao cấp, phẩm hạnh có tốt hay là kẻ hạ lưu, mỗi thứ đều nhắc đến đã vài lần. Trần Hữu Hàm không trả lời cậu, đổi chủ đề, hỏi chiều nay em muốn đi đâu? Hiện tại Diệp Khai thậm chí đến ăn cơm cũng còn ngại mệt, có thể đi đâu được. Khách sạn đã tặng hai vé vào đền tùng tán lâm, nếu em muốn thì anh sẽ đi với em. Hôm qua Diệp Khai mới vừa liếc qua cửa ra vào của ngôi đền, sau cửa chính là một con dốc chừng 100 bậc thang. Diệp Khai nghi ngờ Trần Hữu Hàm là đang cố ý, nếu không sau khi xem cậu bôi thuốc xong, sao hắn có thể đưa ra loại đề nghị vô nhân đạo như vậy? Không đi, Trần Hữu Hàm dùng khăn ăn lau miệng, phong thái lịch lãm và lễ độ của hắn đã thấm vào trong xương, chỉ với một động tác đơn giản như vậy cũng có thể khiến người nhìn cảm thấy hắn vô cùng anh Tuấn. Chỉ là khi nói ra miệng thì lại không như vậy, hắn cười bất cần một tiếng, trùng hợp quá, anh cũng có dự định như vậy đấy. Diệp Khai cảm thấy có chút không ổn, Trần Hữu Hàm đi đến bên cạnh cậu, hai tay hắn đút túi rồi dựa vào bàn ăn, khóa chặt Diệp Khai bằng ánh mắt thâm trầm, em thay đổi rồi, cũng chỉ khi ở trên giường mới coi như còn ngoan diệp khai biến sắc đứng dậy muốn chạy lại bị chân hữu hàm dễ dàng đẩy về cả người cậu chưa kịp đứng hẳn dậy thì đã bị ngã về ghế khăn trải bàn trắng tinh bị xô lệch chén đĩa đổ khắp bàn phát ra tiếng đinh đang rất dễ nghe là tiếng vang thanh thúy của đồ sứ cao cấp đáng tiếc chúng còn chưa kịp ổn định lại thì đã rơi xuống mặt đất rồi vỡ tan tành nhân viên phục vụ đã được dặn dò trước chỉ lo lắng ngó nghiêng một chút nhưng vẫn đứng yên ngoài hoa viên không nhúc nhích chút nào Diệp Khai nhỏ giọng kháng nghị, em đau. Cậu cảm thấy một chữ đau này thôi đã đủ để cho Trần Hữu Hàm nương tay với mình rồi. Dù sao từ xưa đến nay Hữu Hàm ca ca không nỡ để cậu phải tủi thân chút nào hết. Ai ngờ, phép thuật cho dù có lợi hại đến đâu thì cũng có ngày mất tác dụng. Trần Hữu Hàm thờ ơ với câu chú ngữ này, hắn lạnh lùng cong khóe môi, cúi người nói nhỏ bên tai cậu em có biết quản gia đi đâu không. Đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, con người đen lấy bị câu hỏi của hắn dẫn dắt, Diệp Khai quả nhiên rất ngây thơ. Nhìn vào biểu cảm của Diệp Khai bây giờ, có lẽ cậu thực sự đang suy nghĩ câu trả lời một cách nghiêm túc. Trần Hữu Hàm từ tốn nói, đi mua gel bôi trơn đấy. Động tĩnh trong phòng lại vang lên một lần nữa, nhân viên phục vụ hoảng hốt quay đầu lại nhìn, thấy Diệp tiên sinh trẻ tuổi xinh đẹp giận đùng đùng xài bước về phía con đường lát đá xanh dẫn đến lối vào, trong khi Trần tiên sinh lại chỉ đút tay trong túi, không nhanh không chậm mà theo sau lưng người kia. Giờ cánh cửa bị đóng sầm lại, cây đinh lăng cảnh cửa cũng bị rung truyền theo. Trần Hữu Hàm bị ăn bơ, cũng không nản trí, trái lại còn cúi đầu cười bất lực. Hắn không mở cửa mà đứng ngoài đợi một lúc, hai con bướm bay lượn qua lại giữa bụi hồng sâm panh, cánh cửa lại mở ra, Diệp Khai sầm mặt đứng bên trong cửa, nhưng trong ánh mắt cậu cũng không hề quá tức giận. Để mà nói thì giống hệt lúc tối qua, khi mà cậu bị hắn làm đến mức toàn thân run rẩy, vừa run rẩy vừa trách hắn làm quá mạnh, nhìn thì có vẻ là nổi giận, nhưng thực ra đều là làm điệu làm bộ mà thôi. Trần Hữu Hàm đối mặt với cậu chừng hai giây, sau đó liền dễ dàng mà kéo người vào trong lòng, ôm ngang cậu lên như ôm công chúa. Rầm, cánh cửa lại bị đóng lại một lần nữa, lần này nhẹ hơn rất nhiều, là do Trần Hữu Hàm dùng chân khều một cái. Trong lò sưởi chỉ còn lại cục than đã cháy hết, Trần Hữu Hàm nhẹ nhàng đặt Diệp Khai lên chiếc ghế sofa da mềm màu đỏ rượu đối diện với lò sưởi diệp khai ngồi hắn quỳ cầm tay cậu tầm mắt kề nhau rất gần đêm qua em gọi chồng ơi chồng à không biết bao nhiêu lần trời vừa mới sáng liền trờ mặt không nhận người chẳng lẽ anh đang diễn theo kịch bản của cô bé lọ lem sao giọng hắn trầm thấp nhẹ nhàng giọng điệu rất chi là cương chiều diệp khai không nhịn được mà bật cười sau đó lại biến về sắc mặt nghiêm nghị cưng rắn nói em chẳng nhớ gì hết trần hữu hàm hôn lên khóe miệng đang cố ý mím thẳng của diệp khai vậy câu em yêu anh mà đêm qua em nói thì sao diệp khai vốn muốn nói mình nhận nhầm người nhưng cuối cùng lại mềm lòng đổi giọng nói cũng không nhớ trần hữu hàm nhướng mày làm thế nào mà em thi được thanh hoa đấy diệp khai nâng mắt liếc hắn một cái là vì em không quan tâm đến anh thế nên vừa xuống giường liền quên sạch trần hữu hàm hít một hơi thật sâu bảo bảo mặc dù anh rất muốn chơi với em thêm vài ngày nữa Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói mất tự nhiên của quản gia vang lên ngoài cửa, Trần Tiên Sinh, đồ ngài muốn. Trần Hữu Hàm đứng dậy mở cửa, biết Diệp Khai sợ xấu hổ nên không để quản gia vào phòng, chỉ đành cảm ơn ngay ngoài cửa. Trần Hữu Hàm xách túi giấy vào phòng, nhìn thấy Diệp Khai đã đứng dậy khỏi ghế sofa, vẻ mặt cậu có chút cứng nhắc, ý anh là sao? Trần Hữu Hàm còn chưa kịp trả lời, trong giọng nói của Diệp Khai đã nhiễm lên chút vẻ hoảng hốt, anh chơi chán rồi sao? Trần Hữu Hàm siết chặt túi giấy, nhau mắt nhìn cậu mà không nói gì. Biểu cảm trên mặt Diệp Khai mất khống chế, cậu vốn định cười, nhưng lại nhận ra mình cười không nổi, ngay cả khóe môi cũng có chút run rẩy, lừa đảo, Trần Hữu Hàm, lần nào anh cũng lừa gạt em. Lúc anh nói chuyện yêu đương nghiêm túc, nói cái gì mà em chỉ cần chơi đùa mà thôi, chơi đùa với anh, còn nói cái cho má gì mà anh nghiêm túc, em tùy ý, chỉ mới có hai ngày anh đã chán, đã không còn kiên nhẫn nữa rồi sao cậu lo lắng bước đi giữa không gian chật hẹp giữa bàn trà và sofa, đi vài bước lại dừng lại, thở gấp hai hơi, ánh mắt cậu dần trống rỗng, rũ mắt nhìn hoa văn trên thảm, em sớm đã biết anh vốn là người thế này. Những lời mà Trần Hữu Hàm từng nói đều là thư chó má. Lời của hắn có êm tai đến đâu, có động tình đến đâu, cũng đều là thư chó má mà thôi. Cái gì mà chơi 7 ngày, 7 năm, 70 năm đều sẽ nghiêm túc chơi với mình cơ chứ, đều là thứ chó má, chó má hết. Diệp Khai lao lực thờ hồn hền một hồi, cậu ngước mắt nhìn Trần Hữu Hàm một cái, quay đầu bước lên lầu. Đau đớn từ hai năm trước ập đến như thủy triều, khiến cho cậu ngạt thở. Đã sai ở đâu vậy? Trần Hữu Hàm không phải vì mình mà say như chết, đến nỗi phải vào phòng cấp cứu sao? Không phải hắn vì cậu mà giữ mình trong sạch, không đụng tới người khác suốt hai năm qua sao? Không phải hắn giống như lời cố tụ nói, hai năm qua chưa từng tổ chức sinh nhật lần nào, cứ đến ngày 7 tháng 8 liền say khướt, trong mơ khóc lóc gọi tên cậu sao. Không phải hắn cất giữ ván trực tuyết và sa phia, rồi còn nói với bác Trần rằng muốn cùng người tên Diệp Khai kết hôn à. Đã sai ở đâu vậy? Cậu chỉ là muốn trả thù Trần Hữu Hàm một chút, trả thù hắn một chút vì sự lừa gạt hai năm trước của hắn. Trần Hữu Hàm có nỗi khổ tâm, cậu không hỏi, Trần Hữu Hàm có khó khăn gì khó nói, cậu không truy cứu nữa, cậu chỉ là muốn trêu chọc và trả thù hắn một chút xíu mà thôi sau đó liền hoàn toàn buông bỏ hết những chuyện trong quá khứ, từ nay về sau không bao giờ thay đổi nữa. Nhưng vì sao, người luôn mồm nói nghiêm túc mà chỉ mới ba ngày liền nói không chơi nữa? Lại là một lời nói dối đẹp đẽ, lại là những câu tình thoại ngọt ngào nhưng chó má. Khi ngón chân va vào chân bàn, Diệp Khai biến sắc vì đau, cậu thở dốc ngồi xổm người xuống mà che ngón chân. Cơn đau như xuyên từ ngón chân đâm thẳng đến trái tim. Sắc mặt Trần Hữu Hàm thay đổi trầm trọng, nhanh chóng chạy tới ngồi xổm trước mặt Diệp Khai, ôm lấy cậu, đẩy ngón tay cậu ra mà dỗ dành, suyệt, suyệt, để anh xem, bỏ tay ra cho anh nhìn nào. Có thể nhìn ra được gì chứ, đau đớn không phải ở ngón chân, vết thương cũng không ở ngón chân. Diệp Khai hất tay hắn ta, giọng mũi khi nói chuyện rất nặng, tức giận nói anh xéo đi. Trần Hữu Hàm giận đến mức đau nhói cả tim, mạnh mẽ ôm lấy cậu mà mắng, thiếu gia, tổ tông, bảo bối, em có biết diễn xuất của em tệ hại đến mức nào không dù anh có muốn diễn tiếp với em cũng diễn không nổi nữa rồi em muốn anh đau lòng mất mát đau đớn ghen tuông anh đã rất cố gắng anh đã cố gắng diễn đến mức lấy giả làm thật để khiến em vui vẻ thoải mái nhưng em nhìn anh đi nhìn anh này trần hữu hàm giữ vai cậu để cho đôi mắt phiếm hồng của diệp khai nhìn mình diễn xuất của anh cũng rất kém em có biết không anh yêu em anh sẵn sàng dùng cả cuộc đời này để làm cho em vui vẻ hạnh phúc để em làm nũng, tùy hứng nổi giận, tương lai mình còn có mấy chục năm, không thiếu ba ngày này, được không em? Diệp Khai chớp mắt, một giọt nước mắt lăn dài xuống. Trần Hữu Hàm dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi, trong lòng rất đau, nhưng trên mặt lại cười, anh đã xem camera ở Phù ninh rồi, anh biết em, yêu anh, em biết anh yêu em rồi đúng chứ, anh chưa từng thay đổi dù chỉ một ngày. mươi 85, lời vừa mới ra khỏi miệng, cả căn phòng đều trở nên yên tĩnh, dường như ngay cả gió cũng vòng qua đường khác mà đi ánh mắt diệp khai không biết đặt chỗ nào cả người cậu bắt đầu đỏ bừng từ đầu ngón chân mà lên diệp khai nhìn về phía trần hữu hàm sau khi chạm phải ánh mắt hắn liền vội vàng rủ mắt xuống đầu ngón chân vẫn đau cực kỳ cậu lại nhìn về phía bàn tay đang nắm lấy chân mình của trần hữu hàm camera anh đã nhìn thấy rồi cậu khó khăn nuốt xuống một hơi ánh mắt lại run lên giống như đột nhiên bừng tỉnh lại cậu chống tay xuống sàn như thể muốn đứng dậy bỏ chạy ngay trần hữu hàm lại nắm cánh tay cậu kéo một phát kéo cậu ngã vào trong lòng mình diệp khai luống cuốn tay chân dẫy giụa bị trần hữu hàm cưỡng ép đè lại bả vai cậu bị bàn tay trần hữu hàm ép chặt không cho phép cậu làm ra bất cứ hành động muốn trốn tránh nào mấy ngày nay anh vẫn luôn diễn kịch với em diệp khai thì thào nói bởi vì cảm xúc và não bộ chuyển động quá nhanh mà con ngươi màu đen lướt qua những ánh sáng vỡ vụn cái gì mà bạn trai hờ cái gì mà chưa chọc thúc giục khắp nơi cái gì mà so sánh giữa hắn và lucas chịch với ai thì sướng hơn hốc mắt cậu dần đỏ bừng lên diệp khai nghiến răng nghiến lợi con mẹ nó anh trần hữu hàm ôm lấy cổ cậu vừa cười một chàng vừa dỗ dành suỵt suỵt đừng mắng đừng mắng đừng mắng mà không đáng không đáng đâu em nói rồi tiến tới hôn lên khóe môi và gò má diệp khai diệp khai bị hắn bá đạo mà nâng mặt lên không trốn đi đâu được, chỉ có thể bị hắn hôn hết lần này đến lần khác, tránh cũng không tránh được, trong giọng nói tức giận nhiễm lên giọng mũi, đồ khốn. Trần Hữu Hàm hôn đến mức cười thành tiếng, cái chán hai người tì lên nhau, hắn dùng tư thái vô cùng thân mật để nhận tội, anh là đồ khốn, anh là đồ vô liêm sỉ, anh không biết xấu hổ, anh quá là hư với em. Diệp Khai giật mình nhớ tới lời hắn nói trong xe ngày hôm qua. Đừng xem anh là người tốt, anh rất hư, sau này em sẽ biết thôi. Diệp Khai thẹn quá hóa giận, cậu gào lên đến mức ngay cả giọng nói cũng thay đổi Trần Hữu Hàm. Anh đi chết đi, cơn giận của cậu nặng nề mà sinh động, không thể coi thường, nhưng Trần Hữu Hàm vẫn là ôm chặt cậu hơn trong vòng tay, đôi môi hắn hôn lên bả vai Diệp Khai cách một lớp quần áo. Trầm giọng nói tối qua anh đúng là suýt chết thật, nếu em hận anh đến vậy thật thì hôm nay lại cố gắng thêm chút nữa đi. Tuyết xeo bôi chân kia rất biết tranh phần diễn. Trần Hữu Hàm vừa mới nói rất lời thì nó liền lăn ra khỏi chiếc túi giấy chưa được bọc kín. Trần Hữu Hàm vừa bá đạo mà lại không kém phần vô lại đưa cho cậu hai sự lựa chọn, sao nào, em muốn mình bình tĩnh nói chuyện, hay để anh mang lên giường bức cung đây. Diệp Khai dùng sức đẩy hắn ra, đầu gối vì quỳ lâu mà có hơi đau một chút, lúc đứng dậy cũng hơi run, may mà được Trần Hữu Hàm kéo lại mới không bị vấp ngã. Đáng tiếc loại thời điểm này mà giúp đỡ cũng chỉ có thể phản tác dụng, Diệp Khai hung hăng trừng mắt với Trần Hữu Hàm, giọng nói vừa tức giận vừa lạnh lùng nói, anh xéo đi. Trần Hữu Hàm làm tư thế đầu hàng đầy phong độ rồi lùi lại phía sau một bước. Diệp Khai nhặt tiếp xeo bôi trơn lên, cầm trong tay ước lượng rồi cười lạnh một tiếng, trước khi Trần Hữu Hàm kịp lên tiếng ngăn cản thì đã nâng cánh tay lên rồi ném mạnh nó ra ngoài. Úng tròn trong suốt bay một đường vòng cung mượt mà trên không trung, cùng một góc độ vô cùng xinh đẹp mà bay ra ngoài cửa sổ, đáp xuống bụi cây không biết bao xa ngoài kia. Trần Hữu Hàm, tuy là ăn phải trái đắng, nhưng vẫn không thể để mất phong độ. Hắn tâm phục khẩu phục mà cho cậu một chàng pháo tay, ho khan một tiếng rồi khen ngợi đẹp lắm. Không hổ là tuyển thủ ném bóng chuyên nghiệp, đến lúc này Diệp Khai mới cua lấy hộp thuốc lá trên bàn trà, lấy ra hai điếu rồi ném cho Trần Hữu Hàm một điếu. Sau khi châm lửa thì nhấp một hơi rồi mới hỏi, anh biết từ khi nào? Bên hồ. Khi ấy anh bị em làm tổn thương đến mức muốn nhảy luôn xuống hồ. Đúng lúc ấy thì quản gia gọi đến nói rằng có trộm đột nhập bên chỗ biệt thự phồn ninh. Trần Hữu Hàm nhìn cậu một cái, cười đầy ẩn ý. Anh nói bà ấy báo cảnh sát đi. Bà ấy lại nói rằng tên trộm kia đầu óc có vấn đề. Chẳng trộm cái gì mà chỉ lăn lộn mấy vòng trên giường anh. Sắc mặt Diệp Khai trong nháy mắt cứng đờ, xấu hổ chết đi được, cậu chỉ có thể quát tháo để che giấu. Em chỉ là uống say quá nên mới nằm trên đó ngủ một đêm mà thôi. Trần Hữu Hàm gật gật đầu, trên mặt vẫn luôn là ý cười nhàn nhạt, nhạt, anh nghe thế thì vào xem ngay, tướng ngủ của em vẫn rất ngoan, hắn dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, vẫn giống như trước kia. Diệp Khai bị thuốc lá làm sặc một chút, cậu nghiêng mắt nhìn, mất tự nhiên hỏi. Anh xóa đi rồi chứ? Trần Hữu Hàm vắt chéo chân ngồi trên ghế salon, hỏi lại em cảm thấy có khả năng không? Hắn nhìn Diệp Khai thấp giọng mắng một câu, đờ mờ, sau đó mới ung dung bổ sung sau này nếu hôn lễ của chúng mình mà không có gì để chiếu, em cảm thấy cái này thế nào? Chúng mình sẽ để màn hình LED cao 10 mét chiếu liên tục từ lúc đón khách cho đến khi kết thúc tiệc tối. Quá tàn ác, Diệp Khai không nói lên lời, cậu dùng hai ngón tay cầm thuốc chỉ vào hắn cảnh cáo. Em có biết anh thích xem đoạn nào nhất không? Trần Hữu Hàm nắm trong tay tiết tấu cuộc trò chuyện, Diệp Khai bị dẫn theo mà không biết, Thuận theo câu hỏi của hắn mà nhớ lại xem liệu đêm đó mình nửa tỉnh nửa say có làm ra hành động xấu hổ nào hay không, nghĩ đến đây trái tim liền vô thức mà căng thẳng. Anh thích nhất khi em đi từ quầy bar đến phòng tắm nắng, mặc dù nhìn qua trông giống như là em đang mộng du, nhưng nó lại khiến anh cảm thấy dường như không có bất cứ thứ gì thay đổi cả. Trong lòng Diệp Khai lướt qua hình ảnh quả chanh khô vàng treo trên cành cây, dưới ánh nắng ban mai mờ ảo, nhìn nó như thể đang bừng sáng anh nhìn thấy em đi đến phòng làm việc và phòng chứa đồ. Chấm chấm ngoặc kép, Trần Hữu Hàm im lặng dừng lại chừng 3 giây, khiến người ta nghi ngờ rằng hắn đột nhiên quên từ. Nhưng thực ra là bởi vì hắn lại một lần nữa bị cảm xúc mãnh liệt khi nhìn thấy cảnh tượng đó vào lần đầu tiên kia lôi cuốn. Ngay cả trái tim cũng run rẩy theo, hắn mím môi rồi thở ra thật sâu trước khi nói tiếp. Thật ra thì anh thấy rất may mắn, rất hạnh phúc, rất không biết nữa. Hắn cười cười, có thể là rất biết ơn vị thần linh nào đó diệp khai nhấp một hơi thuốc lá rũ mắt nhìn xuống anh cứ vậy mà xác định chắc chắn rằng em đến đây là để làm hòa với anh sao trần hữu hàm hỏi ngược lại cậu em thì sao em cứ như vậy mà xác định chắc chắn rằng hai năm qua anh thực sự không quên em sao diệp khai cong khóe môi dưới không chút cảm xúc hút thuốc càng mạnh hơn thật lâu sau cậu mới nói em đã sớm biết anh không quên em rồi lần trước lúc ở chỗ khương nham anh nói vậy là đủ hiểu rồi trần hữu hàm nghe vậy liền liền giật mình sau đó mới tự diễu mà bật cười quên mất lần đó em thực sự rất kiên định từ trước đến nay em vẫn luôn rất kiên định cánh tay trái đặt ngang trước ngực tay phải cầm điếu thuốc khoác lên trên bàn tay kia diệp khai dùng tư thái yêu nhã mà gạt rơi tàn thuốc nói thật nếu như em chỉ là biết hai năm qua anh sống rất thê thảm em sẽ dao động nhưng không nhất định sẽ đến đây tìm anh em sẽ cảm thấy anh chỉ đơn giản là có chút hối tiếc nói cho cùng cái chuyện ăn năn hối lỗi này, mặc dù nghe rất cảm động, nhưng em cũng không thích. Đây chính là phong cách của Diệp Khai. Trần Hữu Hàm cười cười. Sau đó em đã đến gặp ba anh. Diệp Khai liếc nhìn hắn một cái, bác ấy đã già đi rất nhiều. Cậu dựa vào tường bên cạnh chiếc lò sưởi, Trần Hữu Hàm thì ngồi trên ghế sofa, giữa hai người có một đoạn khoảng cách. Điều này khiến cho Trần Hữu Hàm có thể quan sát cậu một cách khách quan từ xa lần đầu đầu tiên. Loại bỏ sự kiêu ngạo không sợ hãi, không có sự ngoan ngoãn ngọt ngào theo thói quen của Diệp Khai khi đứng trước mắt hắn. Đây là lần đầu tiên Diệp Khai dùng tư thái lãnh đạm mà thâm trầm này để nói chuyện với hắn. Trong lòng Trần Hữu Hàm chợt nảy ra một suy nghĩ không đúng lúc, cho dù không có sự hoang đường nhiệt liệt của tuổi 18 đi chăng nữa, hắn nhất định cũng sẽ yêu Diệp Khai của tuổi 20. Lúc em nhìn thấy thư thông báo bệnh tình nguy kịch của anh, người đầu tiên mà em muốn gặp không phải anh mà lại là bác Trần. Em cũng không biết tại sao nữa, Nghĩ đến dáng vẻ khi bác ấy nhận được tờ giấy kia bên ngoài phòng cấp cứu, em liền cảm thấy rất sợ hãi. Muốn đi thăm bác ấy, xem hai năm nay bác ấy có sống tốt hay không. Trần Hữu Hàm biết, Diệp Khai đến gặp Trần Phi nhất không phải là vì muốn hỏi thăm về quá khứ hai năm kia của hắn, mà là vì gia giáo bẩm sinh của cậu, sự hàm dưỡng và lương thiện của cậu đã thúc giục cậu không thể không đi thăm một người bác đã suýt mất đi con trai mình trong những năm cuối đời. Đây cũng là phong cách của Diệp Khai trong lòng hắn không hề cảm thấy mất mát ánh mắt nhìn diệp khai càng thêm dịu dàng lưu luyến giống như một giọt mưa không thể tránh né mà đắm chìm rơi xuống cánh hoa hồng vậy nên ông ấy kêu em đến khuyên anh kết hôn trần hữu hàm nói diệp khai cười cười ừ bởi vì bác ấy nói rằng nếu như để em đến khuyên anh anh sẽ nghe lời sau đó thì sao sau đó em liền biết thì ra bác ấy đã biết chuyện chúng mình từng ở bên nhau bác ấy nói nếu em đã buông tay rồi thì đừng đến quấy rầy anh nữa. Trong bóng tối, sắc mặt Diệp Khai nhìn có chút tái nhợt. Cậu dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, bác ấy đại khái cũng cảm thấy không nỡ lòng với anh. Bác ấy nói, lúc trước anh có thể dùng một bức thư để đến vay tiền ông nội, nhưng anh lại không chịu dùng, bởi vì anh đã nói. Không khí lặng đi, chỉ còn lại những hạt bụi nhỏ bay lơ lửng trong ánh sáng. Trần Hữu hàm hít một hơi thật sâu, dùng sức lau mặt mình hữu hàm ca ca, thì ra anh vẫn luôn nghiêm túc. Chuyện cụ nói đến đây, ngay cả hơi thở của Diệp Khai cũng có chút run rẩy. thế nhưng tại sao lúc đó anh lại nói dối em? Tại sao chứ, em đứng ở ngoài cửa cầu xin anh như vậy, vậy mà anh, anh mỗi một lời anh nói khi đó em đều thuộc lòng. Em lặp lại những lời đó trong mơ hết lần này đến lần khác, từng lần từng lần một quay trở lại buổi tối hôm đó, hành lang đó, dưới ngọn đèn kia. Diệp Khai run rẩy đưa điếu thuốc lên miệng, ngay cả đôi môi cũng đang phát run em hận anh chết đi được nói đến mức đó rồi em thật sự không thể chống đỡ nổi em thật sự không sống nổi nữa vậy phải làm sao bây giờ nếu em thật sự không chống đỡ nổi nếu như không phải nhờ cố tụ không phải giấu vân tay kia không phải tờ giấy thông báo kia không phải ba anh nói mấy câu kia nếu như bất cứ một khâu nào trong đó phạm sai lầm chúng ta sẽ thật sự không thể quay trở lại nữa cậu nghĩ đến mà sợ nhịp tim tăng nhanh Diệp Khai dùng sức hít sâu, rốt cục vành mắt cũng hoe đỏ. Em không cam lòng. Trần Hữu Hàm cười nói, bảo bảo, có thể ôm anh một cái không? Nụ cười trên mắt hắn lúc này cũng không tốt hơn biểu cảm sắp khóc đến nơi của Diệp Khai là bao. Diệp Khai không muốn, vẫn còn đang trong giai đoạn giận dỗi, mà lại bởi vì vừa kịch hỏng bét kia bị vạch trần, cậu bị coi như con khỉ mà đùa giỡn suốt ba ngày qua, cơn giận trong lòng càng phải chút ra một cách hung hăng hơn nữa. Còn chưa nói rõ mọi chuyện, nợ nần cũng chưa tính toán xong nợ nần năm xưa giữa bọn họ dối tinh dối mù khiến cả hai đều suýt chút nữa thì mất đi nửa cái mạng làm sao có thể lật sang trang dễ dàng như vậy chứ nhưng không biết là vì sao dưới ánh mắt chăm chú của trần hữu hàm như thế cậu dần dần cảm thấy không chống đỡ nổi nữa hai chân đang dựa vào lò sưởi cũng cảm thấy mất sức rốt cục lại chậm rãi đi tới trần hữu hàm nhìn diệp khai bước từng bước đi về phía mình sau đó nắm lấy tay cậu kéo người ngồi vào trong lòng mình cậu thiếu niên năm nào đã trở thành thanh niên, cao hơn, khung xương cũng phát triển hơn, bị ôm lấy ngồi trên đùi Trần Hữu Hàm, giờ thì đã đúng là trọng lượng của một người đàn ông trưởng thành. Bàn tay Trần Hữu Hàm lướt qua thắt lưng rồi ôm lấy eo Diệp Khai, ngẩng đầu nhìn cậu, mình không chơi nữa, được không em? Diệp Khai mấp máy môi, thấy hắn thế này liền muốn nói gì đó lạnh lùng, sát phong cảnh. Nhưng cậu dốc hết ruột gan ra, ngay cả một lý do từ chối nói một đằng làm một nẻo cũng không tìm ra được. Trần Hữu Hàm cầm lấy điếu thuốc giữa hai ngón tay cậu, rồi tắt hai điếu thuốc mới hút được một nửa của cả hai, dịu dàng mà trầm thấp khẩn cầu. Trần Phu Nhân, chúng mình khổ sở suốt hai năm nay rồi, nợ nần mình tính sau đi nhé, giờ em hôn anh một cái trước đi đã, có được hay không? Diệp Khai cúi đầu nhìn về phía hắn, đôi mắt cậu vẫn đỏ hoe, chóp mũi xinh đẹp cũng có chút phiếm hồng. Ánh mắt mang theo hận thù mà nhìn chăm chú Trần Hữu Hàm, rồi cậu đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn trong sự run rẩy của ngón tay, cậu nhắm mắt lại rồi hôn lên. Hai năm, hơn 700 ngày đêm, lần đầu tiên họ hôn nhau nồng nhiệt một cách chân thành và thẳng thắn. Không có khẩu thị tâm phi, không có lửa gạt, không có trêu đùa, không có kịch bản vượt quá giới hạn, yêu đương vụ IGTA, hẹn trịch bẩn thiểu, Diệp Khai hôn Trần Hữu Hàm, Trần Hữu Hàm hôn Diệp Khai, giống như lúc ban đầu. Những bông hoa đều hé nở, những tấm rèm bay phấp phới, gió đưa vào phòng tiên nắng lãng đãng có mùi thơm bên trong miệng có thêm vị mặn, đắng chát. Trong lòng Diệp Khai chấn động, còn chưa kịp mở mắt thì đã bị Trần Hữu Hàm ôm vào lòng. Mặt cậu bị đặt vào hõm cổ hắn, Trần Hữu Hàm khẽ hít một hơi thật nông, đừng nhìn. Diệp Khai không khăng khăng muốn xem nữa. Cậu ôm lấy vai Trần Hữu Hàm, giọng nói nghẹn ngào đến có hơi ồm ồm, Hữu Hàm ca ca. Trần Hữu Hàm, ừ, một tiếng mang theo giọng mũi. Diệp Khai cảm thấy có chút đáng yêu, không khỏi nhếch khóe môi lên, mệt mỏi nói, nói em nghe, từng chữ từng câu mà anh nói ngày đó đều là lừa gạt em. Anh chưa từng cảm thấy mệt mỏi với em, chưa từng nhìn chán em, anh nghiêm túc với em, nhẫn Saphir là chân thành, tất cả những lời anh từng nói cũng là độc nhất vô nhị, chỉ nói với một mình em. Cậu ôm Trần Hữu Hàm, tựa đầu lên vai hắn, anh nói đi, tất cả những chuyện trong quá khứ em sẽ xóa bỏ hết. Để cho em biết rằng em không yêu nhầm người, em không bị anh chán ghét, em được yêu bởi anh, em không phải là kẻ ngớ ngần tự cho là mình được anh yêu anh nói đi em sẽ không trách anh nữa cũng sẽ không trả thù trần hữu hàm đưa ra tay trái diệp khai bị đẩy ra khỏi vòng tay của hắn nhìn thấy lòng bàn tay trần hữu hàm mở ra trước mắt cậu trong đó có một vết sẹo hình tròn bất quy tắc suốt đời này sẽ không bao giờ biến mất trần hữu hàm liếc nhìn vết sẹo này đã có một thời gian dài hắn không dám nhìn đến vết sẹo này không dám nhìn bàn tay trái của mình thậm chí mỗi khi dây thần kinh tay trái xuất hiện ở trong ý thức của mình hắn chỉ có thể dùng sức nắm chặt tay lại mới có thể nén xuống cảm giác bỏng rát trong cơn ác mộng kia là vết bỏng khi đó trần hữu hàm nhẹ nhàng nói khi đó vừa nói những lời đó với em vừa ấn tàn thuốc vào lòng bàn tay nếu không làm như thế anh chỉ sợ sẽ không thể diễn nổi đau đớn trong nháy mắt quét qua trái tim trên mặt trần hữu hàm không còn lại biểu cảm gì lúc này cậu đã mất hết năng lực vận động thần kinh anh yêu em, Trần Hữu Hàm, 36 tuổi, anh tự thấy mình đã sống một cuộc đời khá tốt. Mặc dù sinh hoạt cá nhân đã từng hoang đường hỗn loạn. Và anh cũng chưa từng đặt kỳ vọng nghiêm túc gì vào tình yêu, từ khi sinh ra đã ở trên đỉnh của kim tự tháp, những a à rua nịnh nọt, những lời dối trá đẹp đẽ, những sự tính toán, tất cả mỹ lệ và phồn hoa anh đưa tay là có thể chạm tới. Anh từng mơ màng, từng kiêu căng ngông cuồng, từng nở mày nở mặt cũng từng chắc chờ ngã nhào, chân tình giả dối và xa hoa đổi trụy, duy chỉ có chuyện anh yêu em là sau khi băng qua tất cả hư ảo phù hoa, là điều duy nhất mà anh chắc chắn. chương 86, dưới ánh nắng, Diệp Khai nằm phơi nắng đến mức buồn ngủ, không thể không châm một điếu thuốc. Trên đường lúc này cũng coi như đông đúc, những xe taxi đi qua cứ ngỡ rằng cậu đang chờ xe, đạp phanh rồi hạ cửa kính xe hỏi cậu muốn đi đâu, sau khi nhận lại câu từ chối liền đạp ga đi ngay. Sau khi bị chào mời hơn ba lần, Diệp Khai liền dứt khoát dựa vào cột đèn đường mà ngây người. Một lát sau, có một cô gái nhỏ với bím tóc sạc sỡ, khoác trên mình chiếc khăn choàng, non có vẻ là khách du lịch tiến đến hỏi cậu một cách rụt rè, ừm, um, anh ơi, anh đi một mình sao? Em có thể thêm uy, cánh tay cầm thuốc của Diệp Khai xuôi bên người, ánh mắt thoáng liếc nhìn vào bên trong tiệm thuốc, cười nhẹ đáp bạn trai anh đang ở bên trong đó. Bạn trai cậu đang ở trong đó mua gel bôi trơn không có gieo bôi trơn đúng thực là không làm gì nổi. Sau khi Trần Hữu Hàm thú nhận mọi chuyện xong liền đè cậu lên ghế ô pha mà hôn, hôn đến mức hung ác mà tràn ngập tính xâm lược, hôn từ trên ghế sofa rồi cuốn lấy nhau lăn xuống đất, tấm thảm lông dê bằng phẳng cũng bị hai người quẩy đến mức nhăn nhúm. Bầu không khí nóng bỏng đến mức khiến cho người ta không tài nào trốn thoát, chỉ là một số bộ phận bị va đụng đau đến mức nhíu mày. Trần Hữu Hàm thờ gấp cười hỏi cậu, khi nãy em ném sướng tay không? Hửm, đường cung xinh đẹp khi ném tuyết xeo bôi trơn vẫn như đang hiện ra trước mắt, Diệp Khai nhắm mắt lại, đôi mắt cậu đỏ ửng, cần cổ dướn lên một đường cong tinh xảo mà yếu ớt. Cậu khó chịu đến độ hầu kết cũng nhấp nhô, vừa mãnh liệt hôn đáp trả vừa không nhịn được mà cười, cười xong lại thấp giọng mắng một câu đờ mờ. Lô Chi không được sao, Trần Hữu Hàm kìm nén tiếng thở dốc, cả giọng nói lẫn biểu cảm của hắn đều rất quyến rũ. Diệp Khai cảm thấy mình gần như đã mất hết lý trí, chỉ mới sáng nay thôi cậu vẫn còn muốn đưa cái nhãn hàng này vào danh sách đen hoàn toàn, ấy vậy mà lúc này hai mắt cậu ươn ướt, bị Trần Hữu Hàm quyến rũ đến mở mắt mà mơ màng gật đầu. Trái lại là Trần Hữu Hàm lại xót cậu nên không nỡ ra tay. Nhưng giờ mà lại nhờ quản gia đi mua thêm lần nữa thì Diệp Khai quả thực không còn mặt mũi nào để đối mặt với người ta nữa, một giờ dùng hết nguyên một bình, hai ngày còn lại, liệu quản gia sẽ dùng ánh mắt gì để nhìn hai người bọn họ đây? cuối cùng hai người đành tự mình đi mua. Trung tâm thành phố Sangrila chỉ có một tiệm thuốc duy nhất nằm bên cạnh đường cao tốc bán các loại sản phẩm bảo vệ sức khỏe này, nó nằm ngay bên cạnh cổng phía bắc của thành cổ độc khắc tông. Thầy thuốc người Tây Tạng mặc áo bào trắng cảm thấy sản phẩm này ngày hôm nay có vẻ bán chạy hơn ngày thường. Diệp Khai không chịu nổi cái sự mất mặt này, cậu vừa mới đi vào chừng hai giây liền chạy ra ngoài, đứng trên đường vô công rồi nghỉ. Điếu thuốc hút được chừng một nửa thì thấy Trần Hữu Hàm đi ra chỉ với một chiếc áo len chữ tê cổ lỏ cộc tay thôi mà hắn đã có thể trình diễn ra khí thế của một người mẫu nam với phong cách cấm dục trong tuần lễ thời trang, chỉ tiếc thứ đồ trong túi giấy lại không hề mang phong cách như vậy. Chẳng biết tại sao Diệp Khai lại đột nhiên bật cười, rồi lại ho sặc sủa vì khói thuốc, đôi lông mày xinh đẹp của cậu giãn ra trong làn khói trắng, cả đôi mắt lẫn nụ cười đều sạch sẽ vô cùng. Cậu không nhịn được mà chế nhạo, anh ở trong tiệm nhà người ta khảo sát hàng hóa sao? Trần Hữu Hàm cốc chán cậu một cái, anh tiện thể mua thuốc chống viêm cho em. Em vẫn ổn mà, Trần Hữu Hàm cười như không cười mà nhìn cậu, một lúc sau mới lịch lãm hỏi, vậy về luôn nhé. Thôi đừng, đừng, Diệp Khai cố ý cười khiêu khích, giọng điệu lúc nói chuyện cũng lộ ra vẻ không sợ hãi, gợi đòn, Hữu Hàm ca ca, dù sao anh cũng 36 rồi, chỗ này lại còn là cao nguyên, không cần cậy mạnh nha. Trần Hữu Hàm nhận lấy nửa điếu thuốc trong tay Diệp Khai rồi đưa lên miệng mình, Nhờ mắt nhìn cậu, trong mắt có sự hung ác nhàn nhạt. Mặc dù ánh nắng đang ngập tràn, nhưng mắt hắn lại mang theo cảm giác ẩm ướt, giống như hóc môn của một loài giả thú giống được nào đó vừa mới lóe lên. Diệp Khai bị hắn nhìn đến nỗi tim đập loạn hai nhịp, sâu trong cơ thể dâng lên sự bối rối như sắp bị xâm phạm. Muốn chút nữa hắn về, cậu cúi đầu tránh khỏi ánh mắt Trần Hữu Hàm. Trần Hữu Hàm cười cười, rụi tắt thuốc lá, một tay hắn cầm túi giấy, tay kia nắm tay Diệp Khai hai người đi về phía cổng bắc của thành cổ độc khắc tông. Nãy có người bắt chuyện với em, Diệp Khai mím môi, những hai người. Trần Hữu Hàm liếc cậu một cái, xem tiền đồ của em kìa. Diệp Khai thẹn quá hóa giận, anh không thể ghen một chút à. Vội gì chứ, Trần Hữu Hàm nắm chặt bàn tay với những khớp xương rõ ràng của hắn lại, em mới chỉ 20 tuổi mà thôi, sau này sẽ có thêm rất nhiều người thích em. Không biết vì sao, chỉ là một câu trần thuật đơn giản như thế, nhưng Diệp Khai lại nghe ra sự ghen tuông và căng thẳng khó mà miêu tả nổi. Anh cũng ghen với Lucas đủ nhiều rồi, có ảnh chụp chung hay là lịch sử trò chuyện, rồi video, thư từ, đồ kỷ niệm gì đó thì em mau giấu kỹ hoặc tiêu hủy ngay đi. Trần Hữu Hàm nửa thật nửa giả nói, nếu không, để anh mà nhìn thấy thì sẽ đau lòng thật đấy. Diệp Khai khẽ giật mình, bất giác quay đầu lại nhìn hắn. Vẻ mặt Trần Hữu Hàm rất thản nhiên, hắn hỏi, lúc em chia tay với hắn ta hắn không làm khó em chứ? Diệp Khai thu tầm mắt lại, khi trả lời có chút do dự. Em đưa ra lựa chọn nhanh như vậy, trong lòng thật sự đã buông tay hắn rồi sao? Không đợi Diệp Khai kịp trả lời, Trần Hữu Hàm rất thản nhiên, rất nhanh liền đáp, như thể sợ cậu sẽ đưa ra câu trả lời, chưa thể buông tay cũng không sao, dù sao hắn ta cũng đã ở bên em khi em đau khổ nhất, anh có thể đợi em. Diệp Khai có chút do dự, hỏi, Hữu Hàm ca ca, anh ghen với anh ấy thật sao? không ghen, Trần Hữu Hàm thản nhiên đáp, nói là nói như vậy, nhưng biểu hiện mấy ngày nay của hắn hiểu nhiên không phù hợp với hai chữ hời hợt này. Diệp Khai không chút biến sắc hỏi, mấy ngày nay anh ghen với anh ấy như vậy, không phải là diễn sao? Trần Hữu Hàm bị câu hỏi của Diệp Khai chọc giận đến mức bật cười, trái tim cũng muốn nhảy ra theo, làm người đi thầy giáo tiểu hoa. Diệp Khai lén lút cong khóe môi lên, cậu cảm thấy mình hư quá đi thôi. Sangrila cũng chỉ là một vùng trời đất nho nhỏ như thế, nhưng dường như lại được cai quản bởi những vị thần linh khác nhau, chỉ cách nhau một đoạn chẳng xa là bao mà chỗ này thì trời quang mây tạnh, bên kia đám mây lại đang là trời mưa. Bọn họ đã trải qua một buổi sáng tốt lành với trời quang mây tạnh bên khu vực cạnh đền Tùng Tán Lâm, thế nhưng chỗ thành cổ độc khác tông này lại là khung cảnh trời dạng sau cơn mưa. Trận hỏa hoạn lớn năm 2014 đã khiến cho nơi đây có vẻ chia cách nửa mới nửa cũ những nơi chưa bị ngọn lửa ghé qua còn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu của tường bùn màu vàng, xa nhà bằng gỗ, mái hiên ngói xanh, những nơi mới xây dựng lại thật ra thì cũng đã trôi qua mấy năm, nhưng khi nhìn vào những mái hiên được chạm trổ tỉ mỉ thì dường như vẫn luôn khiến người ta ngửi thấy mùi sơn thoang thoảng. Diệp Khai cầm trong tay một tách cà phê Vân Nam được xay thủ công, có mùi thơm nồng, có thể cân nhắc mua về làm quà kỷ niệm. Mỗi một ngõ hẹp đường tắt ở nơi đây đều có thể tìm ra một quán cà phê nào đó vỉa hè hướng ra phố lúc nào cũng phải trang trí đẹp một chút, trên tầng 2 phải có sân thượng hướng ra phố, dưới mái hiên treo đèn hình ngôi sao, đến tối sẽ nhấp nháy. Thứ mà nhiều như quán cà phê ở đây chính là người nước ngoài da trắng, gần như khắp nơi đều là khách nước ngoài đeo ba lô du lịch, còn có rất nhiều người hippie với mái tóc bù xù cột chiếc khăn trùm đầu ma thuật và mặc áo choàng bằng vải lanh. Hữu hàm ca ca, anh biết không, lúc đầu tên của Sangrila là huyện Trung Điện đấy. Trần Hữu Hàm, ừ, một tiếng. Hiện giờ khi nói đến Rila ở những nơi phía Bắc Vân Nam vẫn còn dùng cái tên huyện Trung Điện. Rila là một cái tên hoàn toàn được dịch theo tiếng Trung Quốc. Ban đầu, một người đàn ông tên là James Hilton đã viết một cuốn tiểu thuyết mang tên Đường chân trời đã mất. Nó kể về một chiếc máy bay gặp tai nạn và rơi xuống dãy Himalaya, sau đó phát hiện ra một xã hội không tưởng. Quyển sách đó rất nổi tiếng ở nước ngoài, Mười người tới đây thì trong ba lô của 9 người có mang theo quyển sách đó, và thêm cả một quyển Lonely Planet. Diệp Khai nhấp một ngụm cà phê, hương vị không tệ, sau đó nói, sau này có người bắt đầu nghiên cứu nguyên mẫu, tất cả đều muốn tranh giành nhau, trong nước cũng muốn tranh, mấy quốc gia dọc theo biên giới dãy Himalaya cũng bắt đầu tranh đấu, cái gì mà đồng lúa lệ giang, rừng rậm Nepal, chỗ nào cũng nói mình là Sangrila, sau đó. Chấm chấm ngoặc kép. Diệp Khai không khỏi mỉm cười khi nói đến đây, người lãnh đạo của huyện Trung Điện lúc ấy thật đúng là thiên tài, ông ấy tiên hạ thủ vi cường mà đổi tên huyện Trung Điện thành Sangrila, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Ngay cả Trần Hữu Hàm cũng sừng sốt một chút, sau đó lập tức bật cười, thế là thắng rồi. Đúng vậy, thắng rồi, cả hai chậm rãi lang thang trên con đường lát gạch đá. Nghiêm túc đi dạo thế này cũng cảm thấy tẻ nhạt, bên trong các cửa hàng đều là ngọc bích cùng với trang sức làm bằng bạc liên miên vô tận, rất ít thứ có thể hấp dẫn tầm mắt họ. Ánh nắng ngập tràn khắp nơi, bên bức tường trắng vẽ tượng thánh mờ mờ ngay lập tức liền bị phơi khô. Tiền nắng lóe lên đằng sau tòa tháp trắng, tiếng màn chập máy ảnh của khách du lịch liên tục vang lên. Suốt quãng đường, hai bàn tay nắm lấy nhau của họ chưa từng buông lỏng, lòng bàn tay dính lấy nhau dâng lên chút hơi ẩm. Sau khi bị nhìn nhiều lần, Diệp Khai dần có chút cảm giác mất tự nhiên, muốn buông tay ra, lại bị Trần Hữu Hàm không nói gì mà siết chặt lại thầy giáo tiểu hoa, em còn câu chuyện gì để kể trong hành trình làm hướng dẫn viên du lịch của mình không? Kể thêm gì đó đi nào, Trần Hữu Hàm thản nhiên rời sự chú ý của cậu sang chuyện khác. Diệp Khai mới chỉ học gạo mấy lần hai ngày nay, Trần Hữu Hàm vừa mới nói vậy cậu liền cuống, rốc ruột rốc gan mà nghĩ, độc khắc tông trong tiếng tạng có nghĩa là thành phố của ánh trăng. Trước đó đã từng có một thành cổ tên là Ni Vượng Tông, có nghĩa là thành phố của ánh nắng, hai cái này cộng lại chính là những năm tháng trong tim trần hữu hàm cong môi cười thản nhiên phá đám học thuộc khó lắm nhỉ khó lắm luôn diệp khai thở hắt ra vậy nên anh đừng có kiểm tra thầy giáo tiểu hoa nữa thầy chẳng biết gì đâu trần hữu hàm đưa tay lên vẫy vẫy diệp khai không hiểu gì nên cúi người lại gần nghe thấy trần hữu hàm ghé vào tai mình nói em đừng có đáng yêu như vậy cả hai đi dọc xuống theo con dốc hai bên đường là những ngôi nhà cũ kỹ làm bằng bùn vàng trên nóc nhà mọc đầy cỏ dại và hoa cúc ba tư. Cúc ba tư có đủ loại sắc màu, nhưng nhiều hơn cả vẫn là màu trắng và màu hồng, thân cây mảnh mai khẽ đung đưa trong gió nhẹ. Bởi vì hiếm khi có thể nhìn thấy chúng trong thành phố, nên khi nhìn thấy loại thực vật này, Diệp Khai kiểu gì cũng sẽ quên rằng chúng đến từ đâu và sẽ quay lại nơi nào. Bánh xe cầu nguyện lớn màu vàng trong công viên Kameyama vô cùng bắt mắt dưới ánh mặt trời. Diệp Khai bị ánh mặt trời làm cho nheo mắt, cậu dùng tay che lại, bắt đầu kiểm tra Trần Hữu Hàm, Hữu Hàm ca ca, anh có biết kia là cái gì không? Trần Hữu Hàm mím môi lại, phối hợp nói anh không biết. Đó là kinh luân lớn nhất trên thế giới, ngầu lắm phải không? Trần Hữu Hàm gật gật đầu, dùng giọng điệu vô cùng bình tĩnh nhưng cũng rất cường điệu mà nói wow. Diệp Khai, cậu cứ luôn cảm thấy giọng điệu này của hắn rất quen thuộc. Sau khi bỏ ra chừng hai giây để nhớ thì cậu đã nhớ ra giọng điệu qua loa vừa rồi của hắn có khác nào giọng của cô giáo mẫu giáo nói với cậu lúc 3 tuổi đâu cơ chứ. Bảo bảo, có đôi khi anh cảm thấy em thật sự không thay đổi chút nào. Trần Hữu Hàm nhận ra cậu đã hơi giận rồi, thế là kéo tay cậu, nhẹ giọng dỗ dành, lúc em còn nhỏ, có con bướm bay vào vườn em cũng nói như vậy, Hữu Hàm ca ca, anh từng thấy con bướm nào to như vậy chưa? Có lẽ do mặt trời quá gay gắt, mà mặt Diệp Khai bị nắng chiếu đến nóng cả lên lúc em vừa từ công viên về thì sẽ là hữu hàm ca ca anh có biết hôm nay em ngồi tháp rơi tự do cao cỡ nào không diệp khai vô cùng thê thảm mà hít sâu một hơi trần hữu hàm cố ý ngừng hai giây sau đó mới cong khóe môi cười một cách cấu xa cao hơn một trăm mét lận đó diệp khai rốt cục không thể nhịn được nữa trần hữu hàm trần hữu hàm bật cười vừa siết chặt tay cậu vừa ôm người vào lòng đè chặt không cho cậu nhúc nhích hắn rất dịu dàng mà dỗ dành, sao em lại đáng yêu như vậy? Hửm, có phải em ăn đáng yêu mà lớn không? Ở trước mặt người khác em cũng đáng yêu như thế sao? Hai mắt đen lấy đầy tức giận phập phồng, Diệp Khai tức chết mất, lớn tiếng nói, đúng vậy đó. Đáng yêu chết đi được rồi. Du khách đều đang nhìn về phía bọn họ, Trần Hữu Hàm hoàn toàn thờ ơ với những ánh mắt mang theo giò xét này. Hắn cười cười rồi hôn lên mái tóc đen bị phơi nóng của Diệp Khai, anh thu hồi quyền hạn rồi không có lần sau nữa. Dưới chân công viên Quy Sơn, có vài vị lạt ma trẻ tuổi khoác vai nhau cười nói đi ngang qua đài phun nước. Hầu hết họ đều có gương mặt non nớt, có lẽ còn kém Diệp Khai vài tuổi. Tăng bào màu đỏ bay trong gió, đại lạt ma đang bước xuống bậc thềm với một chuỗi hạt dài trên tay. Những khách du lịch đi lên đều cúi đầu nói, ta si đi lách với ông. Diệp Khai thuận theo ngước mắt liền, sau đó cầm cậu cũng hơi nâng lên từ chân núi lên đến Kinh Luân còn gần 100 bậc nữa, cậu có chút hối hận, đáng lẽ nên để đến ngày cuối cùng rồi mới đến đây. Sắc mặt cậu tái nhợt dưới ánh mặt trời, cứ như một khối băng trong suốt được mang ra phơi dưới ánh nắng. Trần Hữu Hàm mở túi giấy, lấy ra một chai đường gluco. Có thể uống trực tiếp, ống nhựa trong suốt, chữ in trên đó là màu hồng, chỉ hai đồng một chai, là thứ có tác dụng khi đi đến cao nguyên còn hơn cả dược liệu hồng cảnh thiên diệp khai từng uống thứ này lúc ở chỗ khương nham nó ngọt gắt nhưng có tác dụng diệp khai mở nắp chai uống một hơi cạn sạch sau đó lập tức suy nghĩ đến ẩn ý trong đó cậu lười biếng nghiêng đầu hỏi hữu hàm ca ca anh mua cái này làm gì trần hữu hàm vừa nghe đã biết cậu đang nghĩ cái gì hắn nhếch môi lạnh lùng nói đêm qua anh thấy em thở gấp quá diệp khai được rồi câu hỏi này chính là tự rước nhục vào thân không biết là do thể chất hay là do tư thế mà phản ứng cao nguyên của cậu nghiêm trọng hơn Trần Hữu Hàm rất nhiều, huyệt thái dương đau nhức cả ngày, mỗi lần làm đến cao trào cậu đều cảm thấy mình sắp ngất xỉu đến nơi. Trần Hữu Hàm lại dắt tay cậu một lần nữa, em đi tiếp được không? Diệp Khai bước chân lên bậc thang đầu tiên, dọc theo bậc thang trồng thông xanh và tùng bách xanh ngắt, hai người họ sóng vai nắm tay nhau, chậm rãi bước qua màu xanh biếc của cây cối và ánh mắt trời, tiến về phía trước. Trụ cầu nguyện năm tầng làm bằng đồng nguyên chất được mạ vàng, quay chậm chậm dưới sức đẩy của du khách, mỗi vòng quay sẽ phát ra một tiếng, đinh, âm thanh đó sạch sẽ, thánh khiết, như một chú chim bồ câu trắng lướt qua những đám mây, bay dưới mái vòm của quảng trường ánh trăng, bay về phía cổ thành phương xa. Giọng của hướng dẫn viên du lịch người tạng vang dội giữa không gian, con dấu chạm nổi trên vách đá của ống đồng. Trong ống có chứa 1,24 triệu câu kinh chú. Một vòng thuận theo chiều kim đồng hồ tương đương với khách du lịch đông đúc, trái ngược lại với họ là những tín đồ mặc áo cà sa Tây Tạng đang dùng sức kéo lấy ống đồng. Trên trán họ buộc sợi dây ngũ sắc đã biến thành màu đen, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt màu đồng, ánh mắt họ tập trung nhìn mặt đất phía trước, chuyên tâm, trầm mặc, thành kính. Diệp Khai đứng trong bóng dâm quan sát chừng 10 phút, gió làm khô mồ hôi trên người cậu, từ đầu đến cuối cậu không hề di chuyển. Không biết tại sao, sau khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tâm tình vốn đang kích động của cậu đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Sau khi tiếng, đinh, vang lên không biết bao nhiêu lần, có thể là 45, là 60, hay là 66, cậu nắm tay Trần Hữu Hàm, nói, đi thôi anh. Nói xong liền quay người rời đi. Nguyện vọng của cậu rất đơn giản, thần linh đã nghe thấy rồi. Hơn nữa, còn thực hiện rồi. chương 87, tháp trống của đền tùng tán lâm quay mặt về hướng nam, xế chiều, tiếng chuông báo giờ vang khắp mười dặm xung quanh. Hoàng hôn dần buông xuống, đàn quả bay lượn phía xa xa, tiếng kêu của chúng xuyên qua tầng mây, vọng vào ban công của dãy phòng. Có một con thậm chí còn dừng lại, Diệp Khai bị Trần Hữu Hàm ôm vào lòng, tiếng thở dốc vỡ vụn, cậu bị đôi mắt sắc bén của con quả mỏ đỏ nhìn chằm chằm đến mức dùng mình một hồi. Dù nói thế nào thì loài vật này cũng tượng trưng cho điềm lành, là loài chim linh thiêng mỗi ngày đều được thấm nhuần trong đèn bơ và tiếng tụng kinh nhìn thấy loại cảnh tượng này liệu có ảnh hưởng đến sự tu hành của nó không? Áo choàng tắm bị lôi kéo lộn xộn, thắt lưng rơi trên nền đất, Diệp Khai đầy trần Hựu hàm ra, hơi thở gấp gáp. Về, về phòng đi anh. Con quả mỏ đỏ kêu lên một tiếng, tiếng kêu của nó khàn khàn, nghe không khác gì những con quả bình thường. Sau khi kêu xong nó liền nghiêng cái đầu nhỏ đen xì của mình một chút, nhìn Diệp Khai bị tách hai chân ra đặt lên tay dựa của chiếc ghế mây rộng rãi trên đoạn đường lát gạch đá xanh ở tầng dưới, có tiếng xe điện chạy qua, có tiếng nữ du khách trẻ tuổi trò chuyện, cô nũng nịu, khen nơi này trời thanh gió mát. Trần Hữu Hàm không chỉ trêu chọc khiến cho Diệp Khai cả người bốc hỏa, mà hắn còn cười cười đặt tay che miệng cậu để cậu đừng kêu lên. Đợi khi tiếng người khuất dần, con quạ mỏ đỏ kia cũng bay mất, Diệp Khai ngoan cố đẩy hắn ra, quấn áo choàng lại rồi chạy trốn vào phòng. Thật ra thì sau khi mua gel bôi trơn xong Trần Hữu Hàm vẫn không nỡ ra tay, Ngày đầu tiên tới đây, cả hai lăn lộn từ xế chiều cho đến tận hừng đông, mặc dù đã bôi thuốc cẩn thận, nhưng khi nhìn những vết bầm tím trên đùi và cánh tay của Diệp Khai, tự hắn cũng cảm thấy mình thật đúng là cầm thú. Tuy không làm đến nơi đến trốn, nhưng trong suốt hai ngày qua, không còn chuyện hạ lưu nào là hắn chưa làm. Chỉ là trong lúc uống trà chiều ngắm hoàng hôn mà thôi, không biết sao mà tự nhiên trên ban công lại chẳng còn ai cả. Một quyển sách chưa đọc được mấy dòng đặt ở đó bị gió lật tung không biết đã đến tận trang nào, người đọc sách cũng không thấy đâu, ngón tay thon dài lật trang sách dính lên bột phấn xa hoa, tất cả kỹ xảo đều được lấy ra để làm hài lòng đối phương. rèm cửa bị keo kín, dưới tia sáng mập mờ của chiều tà, chiếc chăn màu trắng tinh tre đi từng tiếng thở dốc dù có là ai thì nghe thấy cũng đều phải đỏ mặt. Hai người nắm tay nhau đi dạo trên bờ ruộng, từ 4 giờ đến tận 6 giờ chiều, ánh hào quanh nơi đồng hoang kết thúc, trong không khí tràn đầy là hơi thở ấm áp khiến người ta trở nên lười biếng. Họ cứ vậy mà hôn nhau, hôn rồi lại hôn, rồi trượt chân, cả hai cùng ngã lăn vào trong đất. Gió thổi làm cánh đồng lúa mì thanh khoa trông như những đợt sóng, không thấy bóng người đâu nữa, chỉ thấy tròm lúa mì xanh mứt cuộn mình đung đưa, mặt đất xốp mềm bị nén chặt. Chốc lát sau truyền đến tiếng cười nhẹ mang theo tiếng thở dốc, cũng không biết là ai đang cười nhạo ai. Khi cả hai quay về khách sạn, sau lưng Trần Hữu Hàm dính đầy bùn, chiếc áo phông trắng của Diệp Khai thì vẫn là trắng tinh tươm. Quản gia mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, đoán ra được 9 phần 10 tư thế ngã vào bùn của họ. Đến tối, vạn vật yên tĩnh, giải ngân hà treo ngược, hai người ngồi hóng gió trong vườn hoa, nghe tiếng hát bên đống lửa xa xa, nhân viên người Tây Tạng của khách sạn nhảy vũ điệu quách trang xung quanh đống lửa, giọng của họ rõ ràng mà xa xăm. Rồi đột nhiên nổi hứng, cả hai chạy đến thành cổ độc khắc tông dạo chơi lúc nửa đêm. Trên con đường ẩm ướt không có người đi bộ, chỉ có vài quán ba nép mình trên tầng hai là còn sáng ánh đèn, truyền ra tiếng trống mơ hồ. Diệp Khai kéo Trần Hữu Hàm lên tầng hai, tìm tới một bàn gần với sân khấu nhất, cạn một ly. Quán ba là do người nước ngoài mở, ban nhạc cũng toàn là người Anh, phong cách pha trộn, vừa là Vapowep vừa là England. Ca sĩ chính hát xong liền đi xuống tìm bọn họ nói chuyện, Trần Hữu Hàm đối đáp tự nhiên trôi chảy, cách phát âm thuần mỹ, tràn ngập phong độ và nhẹ nhàng như khi hắn nói tiếng Trung. Anh, anh, Diệp Khai sừng sốt, mãi lâu sau mới khâm phục hỏi, anh học đâu ra vậy? Câu hỏi vừa bất ngờ mà lại rất đáng yêu, Trần Hữu Hàm cười đến mức suýt nữa thì sạc bia. Sau khi thanh toán xong, Diệp Khai chạy như điên xuống cầu thang, nhào thẳng vào trong vòng tay Trần Hữu Hàm. Dù sao cũng đã là nửa đêm, nhiệt độ xuống thấp hơn ban ngày, khi nói chuyện liền có nhiệt khí bốc ra gần đó có một hiên nhà treo ngọn đèn vàng ấm áp diệp khai ghé vào bên tai hắn nói vừa nãy ông chủ hỏi em rằng anh có phải là người yêu của em không vậy có phải không trần hữu hàm hỏi không phải diệp khai cố ý nói là bạn trịch trần hữu hàm nâng khuôn mặt cậu lên khuôn mặt anh tuấn của hắn chìm vào bóng tối dưới ánh đèn có phải em đang thèm trịch hay không đây diệp khai hôn một cái cực nhanh lên môi hắn sau đó liền chạy ra xa mấy bước cười như không cười mà nhìn hắn, nói, ông chủ kêu em nên cố gắng thêm chút nữa. Có phải ổng nhầm lẫn ở đâu không? Hữu hàm ca ca, tia sáng trong mắt cậu lúc này nhìn như là ánh đom đom trong đêm khuya, nó yếu ớt, mờ ảo, mang theo sự kiêu căng ngấm ngầm, nói thế nào thì người nên cố gắng phải là anh mới đúng chứ? Trần Hữu hàm cúi đầu châm thuốc, dưới màu trời đầy sao màu quả xanh, dáng hình hắn lười biếng, hững hờ cười với Diệp Khai, sau đó hắn thản nhiên đi về phía cậu, anh còn phải cố gắng cỡ nào nữa. Hừm, đốm tàn thuốc lấp lóe giữa các ngón tay hắn, hắn nhếch môi, giọng điệu bình thản nhàn nhạt, ngày mai nếu như anh gặp tai nạn xe cộ mà chết đi, ngoài trừ cổ phiếu GC ra thì tất cả tài sản bên ngoài và bảo hiểm đều đứng tên của em. Nụ cười của Diệp Khai cứng lại ở trên mặt, cậu bỗng nhiên hoảng sợ, đi em không phải vậy, Diệp Khai lấy lại bình tĩnh, thật ra vừa rồi ông chủ nói là chúng ta rất xứng đôi ông khen anh đẹp trai hỏi em rằng liệu chúng ta đã kết hôn hay chưa trần hữu hàm đứng bên cạnh cậu trực tiếp cắt ngang lời nói lộn xộn của cậu sau lần bị ốm kia anh liền viết như vậy bảo bảo anh không phải là đang dỗ em vui cũng không phải thuận miệng nói chơi diệp khai muốn nổi giận cũng không được cảm thấy trần hữu hàm thật vô lý hắn điên rồ đến không thể tưởng tượng nổi lúc đó anh cũng đâu biết liệu em có muốn gặp lại anh hay không trần hữu hàm đưa tay vuốt ve vành tay lành lạnh của cậu cúi đầu nhìn cậu chăm chú, không muốn gặp lại anh cũng không sao. Em không cần phải cảm động như thế, chỉ cần người chưa chết thì di chúc vẫn có thể thay đổi, nói không chừng một ngày nào đó anh thấy em sống rất tốt, rồi anh cũng kết hôn, anh lại đi viết lại thì sao? Hắn im lặng cười cười, nhẹ giọng dỗ dành, nếu không lỡ như ngày nào đó anh gặp phải chuyện bất chắc, chẳng phải vợ anh sẽ đến tìm em liều mạng à? Diệp khai quay người, cúi đầu đi về phía trước, cậu cũng không đoán được mình sẽ đi hướng nào, dối bởi nói, em không muốn, anh viết lại đi. Em chẳng cần gì hết, cũng không đáng bao nhiêu tiền. Diệp khai vẩy rơi tàn thuốc, chắc chừng mấy tỷ thôi, giờ anh cũng không nhớ rõ nữa, cổ phiếu của GC anh cũng không thể giao cho em, nếu không em sẽ bị đám người kia làm phiền đến chết mất. Diệp Khai đột nhiên lớn tiếng nói, em đã nói là em không muốn rồi mà. Trần Hữu Hàm nhíu lại cánh tay cậu, em sợ sao? Em đang sợ cái gì chứ? Hắn nhíu mày, nhưng vẻ mặt vẫn rất dịu dàng như thể hắn biết đáp án của câu hỏi này chỉ là hắn vẫn muốn ép buộc diệp khai bức bách diệp khai em vẫn yêu anh chút hết giận rồi liền ở bên anh hết đời này đây chính là lời em nói anh vẫn còn nhớ rõ ràng giờ em muốn trốn nợ sao chậm rồi mấy tỷ kia có xứng để anh ở bên em hết đời này hay không nếu không xứng thì anh lại cố gắng thêm chút nữa người nhà họ diệp các em mắt cao hơn đầu nhưng ngôi sao là em này anh đã định là phải hái xuống bằng được rồi diệp khai lắc đầu cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp trần hữu hàm nhìn cậu chăm chú ánh mắt vừa dịu dàng vừa quyết liệt em cảm thấy tình yêu quá nặng nề cảm thấy chuyện tương lai không thể nói chắc chắn cảm thấy mình còn quá trẻ hiện giờ mà đã nói đến chuyện cả đời thì quá vội vàng diệp khai bất ngờ bị hắn ép cho có chút sụp đổ nhưng vẫn bác bỏ những suy đoán của trần hữu hàm theo bản năng không phải em không có, em không nghĩ như vậy. Trần Hữu Hàm mấp máy khóe môi, cười cười, khi trước anh cảm thấy em còn nhỏ, nên không dám nói với em những lời này, sợ làm em sợ, sợ xúc phạm đến em, sợ em cảm thấy áp lực rồi lại giận anh, trốn tránh anh, anh tự nhủ với lòng hết lần này đến lần khác rằng mình phải tôn trọng em. Chờ đến khi em hoàn toàn trưởng thành, chờ em suy nghĩ thấu đáo. Hiện giờ em đã trưởng thành chưa? Hả, bảo bảo, anh muốn em tự mình nói ra, em đã trưởng thành chưa? nói anh nghe đi. Diệp Khai đối mặt với hắn, cảm xúc hỗn loạn dần lắng xuống. Cuối cùng thì cậu cũng dám nghiêm túc mà nhìn vào nội dung nghiêm túc trong mắt Trần Hữu Hàm. Một lúc lâu sau, ánh mắt cậu từ bình tĩnh kiên định chuyển thành hoảng hốt vội vàng, Diệp Khai cúi đầu, nhẹ nhàng, ừ, một tiếng. Đường cong nơi khóe miệng Trần Hữu Hàm kéo rộng ra, anh nói chứ, hôm nay kể cả em có nói là mình chưa trưởng thành đi nữa thì anh cũng sẽ mặc kệ thôi. Xin lỗi em nhé, Trước kia cảm thấy việc tôn trọng em, bảo vệ em lớn hơn việc mình yêu em. Nhưng hôm nay nếu anh không ép em đi đến bước này, không liều lĩnh tranh đấu với em, tương lai anh sẽ hối hận mất. Anh sợ rằng sau này mình sẽ hối hận, rồi cả đời này sẽ sống không tốt được. Diệp Khai bị dồn vào đường cùng, ánh trăng màu lam bao phủ trên thân hai người. Em đừng sợ, Trần Hữu Hàm bóp nhẹ khuôn mặt lạnh lẽo của Diệp Khai, cười dỗ dành cậu, chỉ là di chúc thôi mà, tai họa sống ngàn năm, người như anh đã định là sẽ sống lâu trăm tuổi, em có muốn thừa kế sớm một chút cũng khó ấy chứ. Diệp Khai muốn mắng Trần Hữu Hàm, vừa mở miệng thì nghĩ sao lại thôi, bỏ đi, cậu vòng tay qua cổ hắn rồi hôn hắn một cái. Hóa ra sau lưng họ chính là tòa bạch tháp có lịch sử lâu đời kia, nó đã tồn tại một cách thần kỳ trong trận hỏa hoạn năm đó. Những lá cờ cầu nguyện đầy màu sắc được tắm mình dưới ánh trăng, Diệp Khai bị hắn hôn đến nhẹ nhàng dựa vào chúng, kinh luân cầu nguyện đã xoay được hai vòng có con ma men uống nhiều quá đi ngang qua huyết sáo với bọn họ diệp khai ổn định lại hơi thở hỏi đây không tính là cầu hôn đấy chứ xem em thấy thế nào em tính thì tính thôi anh không nên làm long trọng một chút sao em muốn long trọng cỡ nào nữa hay để anh thuê toàn bộ màn hình led trên cao ở ninh thị để chạy dòng chữ trần hữu hàm yêu diệp khai liên tục suốt một tháng nhé vậy đã được chưa anh quê mùa chết mất cậu dựa vào bà vai trần hữu hàm không nhịn được mà bật cười. Em thật sự rất khó chiều đấy nhé. Trần Hữu Hàm xoa xoa đầu Diệp Khai, trước kia Lucas làm thế nào mà theo đuổi được em? Đừng bảo là chỉ trượt tuyết với nhau hai lần đã xong nhé. Diệp Khai im lặng, cố kìm chế để mình không trợn trắng mắt, đến lúc này rồi mà anh cũng không quên nhắc đến anh ấy, em thay mặt ảnh cảm ơn anh. Hai người yên tĩnh lại một lát, Diệp Khai lại hỏi, phải có qua có lại chứ, em có nên lập di chúc không? Trần Hữu Hàm buồn cười lên tiếng, em có tiền à? Vẫn là thôi đi em. Sự dịu dàng đã mất sạch, Diệp Khai cuối cùng cũng không nhịn được mà nhéo hắn một trận, em nghèo đến thảm luôn rồi đây, tối nay anh cứ cẩn thận, không là em mài đau bên cổ anh đấy. Đi hai bước, sau nghĩ suy nghĩ lại một chút, Diệp Khai quay đầu nhìn Trần Hữu Hàm, sao em cứ có cảm giác mình bị anh gài bẫy nhỉ? Tự ý ghi tên mình vào trong di chúc, lại chọn thời điểm thích hợp như vừa rồi để nói cho mình biết, sau đó còn được voi đòi tiên mà ràng buộc nửa đời sau của mình từng bước từng bước đều trơn chu trôi chảy, ép sát mình từng bước một, hoàn toàn không cho cậu bất cứ cơ hội nào để do dự, chờ đến khi lấy lại tinh thần, không hiểu sao lại có cảm giác đời này coi như chắc chắn không thay đổi rồi. Trần Hữu Hàm dùng dáng vẻ hoàn khố 10 phần mà huyết sáo với Diệp Khai, thầy giáo tiểu hoa phản ứng nhanh quá đi à, chỉ tiếc đã muộn rồi. Hai người lái xe về khách sạn, trên con đường yên tĩnh không có một ai. Prado lái rất chậm, Diệp Khai dùng một tay đỡ đầu, trong không khí ấm áp đột nhiên nói, hữu hàm ca ca, nếu như đến năm 80 rồi mà em còn gọi anh là ca ca, liệu người khác có cảm thấy em điên rồi không? Trần hữu hàm bỏ một tay ra khỏi vô lăng để nắm lấy tay cậu, yên tâm đi, truyền thống kính giả yêu trẻ vẫn luôn tồn tại mà, cùng lắm là họ mắng em ở trong lòng thôi, bề ngoài vẫn sẽ gọi em một tiếng ông Diệp. Diệp khai cong khóe môi, nở một nụ cười lạnh nhạt nhưng chân thành. Em gọi tên anh cũng được mà trần hữu hàm dùng sức nắm lấy tay diệp khai em thử gọi xem sao trần hữu hàm trần hữu hàm trần hữu hàm diệp khai gọi ba lần dùng ba loại giọng điệu loại nào cũng khiến cho người ta muốn hôn cậu thời gian dần trôi qua giọng điệu dần bình tĩnh lại cậu nhẹ nhàng lặp lại như đang ở trong mơ trần hữu hàm trần hữu hàm trần hữu hàm trần hữu hàm đừng gọi nữa anh đây trần hữu hàm dịu dàng mà trầm giọng đáp lời cậu Chúc mừng sinh nhật anh. Kim giờ và kim phúc chỉ đến 12 giờ, tạo thành một đường thẳng trên mặt đồng hồ phức tạp. Trần Hữu Hàm hơi ngẩn ra, sững sờ, xe lái vào trong thôn, hắn cười cười, em đúng giờ thật đấy. Vậy anh có thấy vui không? Em hát bài hát chúc mừng sinh nhật đi. Diệp khai hắng giọng một cái, vừa vỗ tay vừa hát, lời bài hát vẫn y như cũ. Happy birthday to you, happy birthday to you. Chúc anh luôn vui vẻ, hạnh phúc. Happy Birthday Forever. Trong xe an tĩnh, dưới bầu trời đêm, giọng hát của Diệp Khai như một chú cá lang thang trong giải ngân hà, trong veo, ngọt ngào, mỗi một âm tiết đều giống như ánh sao lơ lửng trên bầu trời, lấp lánh trên không trung. Hữu hàm ca ca, sau này anh không cần phải uống một mình vào ngày sinh nhật của mình nữa. chương 88, trong bồn tắm, Diệp Khai sắp khóc đến hỏng mất, trong không gian có tiếng nước rất nhỏ, dư vị như sóng chiều trong cơ thể đẩy Diệp Khai lên bờ hết lần này đến lần khác, rồi lại kéo cậu về nơi biển sâu hơn. Chỗ bị cắn trên vai Trần Hữu Hàm còn chưa kịp lành vậy thì đã bị cắn thêm lần nữa, nước mắt nóng hổi từ gò má cậu người yêu nhỏ của hắn rơi xuống vết thương, đau đến mức khiến hắn phải nhíu mày. Diệp Khai mở to đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn hắn chằm chằm, ngón chân được cắt tỉa gọn gàng chìm trong nước, lộ ra màu phấn hồng, không thể kiềm chế được mà co quắp lại. Trần Hữu Hàm buồn cười lau nước mắt cho cậu, sao mà lại khóc dữ thế này. Trong nháy mắt đặt đến cao trào khi bị nghẹt thở trong nước, Diệp Khai cảm thấy mình như thể vừa mới chết một lần, hung dữ nói đừng hòng có lần sau. Chỉ là khi cậu nói chuyện vẫn còn mang theo giọng mũi, giống hệt như trẻ con, nhìn càng khiến người ta muốn bắt nạt. Hai mắt Trần Hữu Hàm tối sầm lại, da đầu Diệp Khai căng lên, nước trong bồn tắm lại bị xối tràn ra mặt đất. Trần Hữu Hàm nhanh tay nhanh mắt ôm lấy cậu, đừng chảy, cho anh ôm một lát. Bàn tay hắn vuốt dọc theo cánh tay động đầy hơi nước của Diệp Khai, lập tức siết chặt các ngón tay lại. Trần Hữu Hàm nghi ngờ, hửm, một tiếng, cười cười, sao em không tháo đồng hồ ra. Diệp Khai không còn sức để đáp lời, nghĩ thầm cái người này hỏi vậy mà chẳng thấy xấu hổ. Cậu quét mắt nhìn qua mặt đồng hồ, thản nhiên đáp, không sao, là Panerai mà. Trần Hữu Hàm nâng cổ tay cậu lên nhìn kỹ, mặt đồng hồ màu xanh sẫm, mặt kính pha lê sapphire trong suốt, mang phong cách hoài cổ nồng đậm. Là bộ siêu tập đồng đen sao? Diệp Khai có chút kinh ngạc, đồng đen là kiểu đồng hồ lặn chuyên nghiệp nhái kiểu dáng cổ điển. Cậu rất thích mẫu này, nhưng nó cũng không đắt, chỉ khoảng hơn 9 vạn. Bình thường mà nói thì với giá tiền này hoàn toàn không đáng để Trần Hữu Hàm liếc mắt nhìn qua, Diệp Khai quay đầu lại nhìn hắn, gương mặt sạch sẽ nhìn càng trắng trẻo hơn dưới ánh đèn, cứ như là một loại ngọc bích nào đó giọng cậu lúc này mặc dù đã hơi khàn, nhưng vẫn rất dễ nghe, vậy mà anh cũng biết. Trần Hữu Hàm hôn lên khóe môi cậu, không phải Diệp Cần đã tặng em một chiếc đồng hồ trong bộ siêu tập đồ cổ của hãng này vào sinh nhật năm 16 tuổi của em sao? Anh vẫn nhớ rõ ràng. Diệp Khai lập tức bật cười, Hữu Hàm ca ca, thì ra anh thù dai đến vậy. Hai người lại hôn nhau lần nữa, nhiệt độ nước đã hơi lạnh, trước khi đứng dậy, cậu đột nhiên hỏi anh có mang hộ chiếu theo không? Với những người như bọn họ thì việc mang theo hộ chiếu mỗi khi đi xa đã trở thành thói quen, lúc thu dọn hành lý cũng không cần phải nhớ, cứ luôn tự giác mà bỏ vào vali thôi. Trần Hữu Hàm gật gật đầu, hỏi em muốn đi ra nước ngoài sao? Chiếc khăn giày đã bị nước nóng làm ẩm hoàn toàn, Diệp Khai vuốt mái tóc ẩm ướt của mình, lúc vừa mới đứng lên chân vẫn còn hơi mềm. Cậu mở của phòng tắm ra, đáp một tiếng rồi vặn vòi hoa sen. Trần Hữu Hàm vẫn còn đang ngâm mình trong nước nóng, Diệp Khai đi rồi, hắn giãn người ra rồi nằm xuống, châm cho mình một điếu thuốc, sau khi nhấp vài hơi mới lại hỏi, em không muốn về nhà sao? Tiếng nước chảy rất lớn, Diệp Khai không nghe thấy câu hỏi của hắn. Trần Hữu Hàm chờ mãi mà không thấy cậu trả lời, không tránh khỏi nhếch môi tự diễu. Diệp Khai đi ra, sương mù màu trắng và hơi nước mịt mờ bao quanh cậu, cánh tay rắn chắc của Trần Hữu Hàm đang đặt trên thành bồn tắm, nhìn mặt hắn có chút mệt mỏi. Diệp Khai vừa lau người vừa lấy đi nửa điếu thuốc trên tay hắn, anh vừa hỏi gì em thế? Hút thuốc sau khi tỷ y hát, quả nhiên không tệ chút nào. Diệp Khai thầm nghĩ hình như cái gì xấu cũng dễ học hết, sau đó lại nhận ra rằng mình chẳng có cơ hội nào để làm chuyện xấu với người khác. Trần Hữu Hàm không đáp lời cậu, hắn đứng dậy khỏi bồn nước đã lạnh, không có gì. Diệp Khai nắm lấy cánh tay hắn, vừa buồn cười vừa không còn gì để nói, sao nào? tự nhiên đi từ xích đạo đến nam cực à. Trần Hữu Hàm cười cười, đưa tay vuốt ve mái tóc ướt đẫm của Diệp Khai, không có gì thật, em mau đi sấy tóc đi. Diệp Khai suy nghĩ một chút, không đoán ra được tại sao hắn lại đột nhiên trở nên uể hoài thế, cậu vừa lau tóc vừa đi ra ngoài, ngày mai đi đến lệ giang trước đã, rồi xem xem bay bên nào thì tiện đến Vancouver hơn. Diệp Khai ngừng một chút, dùng giọng điệu có chút bất đắc dĩ nói, có khi mình vẫn phải về sân bay lưu hoa. Trần Hữu Hàm đang vặn vòi hoa sen cũng dừng lại, dướn nửa người ra từ trong phòng tắm kính, em muốn đi Vancouver. Diệp Khai đáp lời, giọng cậu chật xa chật gần theo bước chân, đã lâu rồi bà ngoại không gặp anh, giờ bà mà thấy anh chắc là sẽ vui lắm. Trần Hữu Hàm trong nháy mắt cảm nhận được một cơn rung động khó tả. Hắn gần như bị đánh bay bởi niềm vui sướng tột cùng, đến khoái khi tỷ y hát còn không thể khiến những ngón tay hắn run rẩy. vậy mà chỉ một câu ngắn ngủi này của Diệp Khai lại có thể làm được hắn không tìm được mà nuốt xuống một chút, sau đó mới dùng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể mà hỏi anh lấy thân phận gì để qua thăm bà đây. Tiếng máy sấy vang lên, Diệp Khai lại không nghe thấy, cậu sấy tóc với tâm trạng vô cùng thoải mái, khi nhìn vào chính mình trong gương, khóe miệng cậu thậm chí còn đang tự nhiên mà nhếch lên. Trần Hữu Hàm yên tâm đi tắm, hắn nín thở dưới dòng nước nóng. Mặc dù đã 36 tuổi, nhưng năm tháng chẳng hề để lại dấu vết nào trên người hắn, Bỏ qua hào quang của tiền tài thì sự anh Tuấn, phong độ, thậm chí sức quyến rũ tỷ y hát của hắn hai năm qua không những không giảm mà trái lại còn tăng thêm. Khuôn mặt lạnh lùng như một pho tượng lập thể của hắn được đèn chiếu ra vẻ trẻ trung trắng bợt, chỉ là đôi môi lại đang cong lên một độ cong nhàn nhạt, nhạt, hắn thầm nghĩ sinh nhật này quả thật không tệ chút nào. Khi hắn quay trở lại phòng khách thì Diệp Khai đã sấy tóc xong. Cậu tròn áo tròn tắm lên cho Trần Hữu Hàm, còn tỉ mỉ thắt đai lưng cẩn thận quanh eo vừa nhìn hắn vừa nói, khi nãy em có xem vé máy bay, vẫn phải bay về Ninh Thị rồi mới đi được. Hữu Hàm ca ca, anh sắp xếp được thời gian chứ? Trần Hữu Hàm quyết định không hỏi câu hỏi kia nữa, hắn kéo Diệp Khai qua rồi nhẹ nhàng hôn lên chán cậu một cái, mọi chuyện nghe theo em hết. Họ ngủ đến hơn 10 giờ mới dậy, sau khi lười biếng ăn bữa sáng muộn trên ban công, hai người lái xe về Lệ Giang, rồi lại từ Lệ Giang bay về sân bay Lưu Hoa của Ninh Thị tiếp đó lại từ Ninh Thị lên chuyến bay đến Tokyo, sau đó mới chuyển trạng ở đó để bay qua Vancouver. Thật là đủ vất vả. Khoang hạng nhất của A380 rộng rãi mà khiêm tốn, Diệp Khai quấn chăn bông mà ngủ, lúc tỉnh dậy chợt nhớ đến Tết năm đó. Cậu nghiêng đầu nhìn Trần Hữu Hàm, phát hiện ra hắn đang xem tài liệu hạng mục, cậu tháo tay nghe ra rồi với qua chọc chọc tay hắn, nhỏ giọng nói, Hữu Hàm ca ca. Trần Hữu Hàm nhàn nhạt, ừ, một tiếng, ánh mắt vẫn dừng trên iPad, còn 5 tiếng nữa mới đến nơi, trong cốc giữ ấm có nước nóng đây em. Lúc trước anh bay đến đó một mình, có phải là rất chán hay không? Trần Hữu Hàm cười cười, rốt cuộc cũng rời mắt khỏi iPad mà nhìn Diệp Khai, giờ em mới thấy cảm động. Đó là một chuyến bay dài rằng rặc, là khoảng thời gian chống được hắn chắc chiêu ra trong lịch trình bận rộn của mình, đồng thời cũng là một lần điên rồ mất trí của hắn. Sau khi vượt qua cửa hải quan, trong lúc chờ máy bay, tiến vào đường bay, trong sự chuyển động kết hợp bởi động cơ nặng nề và cảm giác siêu trọng khi cất cánh, hắn mới bắt đầu giấu đầu hở đuôi mà tự hỏi mình rằng mình đang toan tính thứ gì đây. Câu hỏi kia không cho phép hắn truy hỏi đến cùng, hắn tự nói với mình, hắn chẳng màng gì cả. Ấy vậy mà dáng vẻ nhẹ nhàng trôi chảy đó lại hoàn toàn biến mất ngay trong nháy mắt khi hắn gặp Diệp Khai. Hắn toan tính, mong cầu một nụ cười của Diệp Khai, mong cầu Diệp Khai đưa mắt nhìn về mình trong ánh hoàng hôn mong cầu một tiếng hữu hàm ca ca ngạc nhiên của diệp khai diệp khai được hơi còn ra vẻ làm bộ mà kín đáo nói anh thích em cũng sớm quá đi chứ anh có thích đâu em suy nghĩ nhiều rồi trần hữu hàm nhẹ nhàng vặn lại ngón tay vẫn lướt trên ipad thấy diệp khai không có động dĩnh gì trần hữu hàm lập tức liền nhìn qua cảm thấy buồn cười mỗi thế mà cũng giận sao hắn đặt ipad xuống nghiêm túc dỗ dành lúc đó chưa tính là yêu nhưng tình cảm cũng đã rất sâu đậm. Diệp Khai không muốn nghe, có lẽ là do mới tỉnh dậy nên vẫn còn gắt ngủ, cậu lạnh lùng hư một tiếng, khẽ quấn chiếc khăn mỏng quay mặt về phía cửa sổ. Trần Hữu Hàm hít một hơi thật sâu, kéo người vào lòng mình, ôm lấy vai Diệp Khai, nhéo mũi cậu một cái rồi hôn lên gò má mềm mại và đôi mắt lạnh lùng, nói một cách cực kỳ không có nguyên tắc thích, đương nhiên là thích rồi, bay những mười mấy tiếng chỉ để gặp mặt em, không thích thì còn là gì được chứ. Đâu chỉ thích em từ lúc đó, anh còn thích em từ sớm hơn nữa ấy chứ. Mỗi lần gặp em xong lại không thể kiềm chế được mà thích em hơn một chút. Một năm 365 ngày, ít nhất cũng gặp em 100 lần, đợi tới năm em tròn 18 tuổi thì anh đã thích em hết thuốc chữa luôn rồi. Nếu như em mà không đáp lại anh, mỗi ngày anh sẽ đến cửa trường học chặn đường em, giống như một tên côn đồ các cái chặn đường hoa khôi trường ấy. Cả thiên dực đều biết Diệp Khai có một kẻ theo đuổi mặt dày mày dạn, được cái là mặt mũi của hắn ta cũng không tệ lại còn lái lamborghini chẳng đến mấy ngày các bạn học trong trường sẽ làm ầm lên kêu em đồng ý yêu anh trần hữu hàm chém gió thành bão diệp khai không nhịn được mà bật cười khi hắn nói những lời đó hắn chỉ là thì thầm vào tai diệp khai một cách nhẹ nhàng mà trầm thấp người ngoài không nghe thấy lời hắn chỉ cảm thấy hai người này dính lấy nhau hết thuốc chữa rồi vui rồi chứ em mà còn chưa vui thì anh lại chém thêm mấy câu nữa chém đủ năm tiếng không ngừng diệp khai cạn lời lạnh lùng nhìn hắn, anh chém tiếp xem, 5 tiếng đồng hồ đủ để anh chém gió đến năm 80 tuổi đấy. Trần Hữu Hàm dỗ dành đến là thảo tay, nhưng lại có vẻ chân thành bình thản, hắn nhếch khóe môi, 90 tuổi thì có gì hay mà phải chém, mình cứ giống như ông ngoại bà ngoại là được rồi. Mình cùng nhau uống trà, trồng hoa, mùa hè đi ngắm núi tuyết, mùa đông đến bờ biển phơi nắng, còn có gì nữa nhỉ? Hắn trầm ngâm, thấp giọng xuống, cho đến khi em 80 tuổi, anh cũng đã 96 rồi. Rượu anh đã cai rồi, từ ngày mai anh sẽ cai nốt thuốc lá. Hắn hôn lên đỉnh đầu Diệp Khai một cái, chỉ là dỗ dành một chút mà thôi, sao lại khiến cho tự mình thấy đau lòng thế này? Lời của hắn vẫn còn chưa nói hết, chờ đến khi hắn 96 tuổi, Diệp Khai phải làm sao bây giờ? Em ấy vẫn còn vài chục năm trên đời, một mình Diệp Khai phải sống thế nào đây? Diệp Khai nắm lấy tay hắn dưới tấm chăn mỏng, cậu bình tĩnh, không hề quá cố ý sau đó lập tức nói một cách thản nhiên, em sống đến 80 tuổi là đủ rồi. Diệp Khai ngẩng mặt lên, khuôn mặt sạch sẽ nhìn bình tĩnh mà ngây thơ, 80 tuổi cũng coi là thọ rồi, anh nhỉ. Trần Hữu Hàm không nghe vào, trái tim hắn vô cùng đau đớn, không thể không cười nhạt mà lảng đi, mình không nói chuyện này nữa được không? Diệp Khai tựa sát vào hắn, thực sự không nói thêm gì nữa. Mãi lâu sau, Trần Hữu Hàm mới nghe cậu nhẹ giọng nói, em sẽ không tìm được anh đâu anh đừng để em không tìm được anh tiếp viên hàng không tiến hành phục vụ khi đi qua chỗ hai người họ thì không chuyên nghiệp mà đưa mắt nhìn hai lần chỉ là cảm thấy họ rất xứng đôi xứng đôi từ trong xương thịt cô đã nhìn thấy tình yêu trong nháy mắt lướt qua họ lúc trở về phi hành đoàn thì đã gạt bỏ ý định đưa số điện thoại của mình cho trần hữu hàm máy bay hạ cánh xuống vancouver lúc chạng vàng sau khi lấy hành lý họ đi qua đám đông lộn xộn để tiến về phía lối ra Lan Mạn và Cù Trọng Lễ đang dơ tấm biển chào đón họ. Giấy bìa cứng màu trắng, bút dạ màu đen, phía trên viết tên Diệp Khai và Trần Hữu Hàm, ở giữa còn có một trái tim tình yêu. Lan Mạn ôm Trần Hữu Hàm trước, khi con người già đi, chiều cao của họ sẽ dần bị rút ngắn lại. Trần Hữu Hàm cảm thấy Lan Mạn có vẻ đã thấp hơn rất nhiều, hắn thân mật mà lịch thiệp cúi người ôm bà. Thân ảnh gầy yếu của Lan Mạn được hắn ôm vào lòng, đôi bàn tay già nua nhưng được chăm sóc rất tốt vỗ vỗ lưng Trần Hữu Hàm, Hữu Hàm, chúng ta đã chờ con hai năm rồi. Trần Hữu Hàm nghẹn ngào vì một câu than nhẹ như có như không này của bà cụ. Nhà họ Trần không có người lớn như vậy trong nhà, Ninh Xu mẹ của hắn là một đứa trẻ mồ côi với thân thế mơ hồ, bà nội thì đã mất từ sớm, ông nội hắn vì khi còn trẻ đã vất vả quá nhiều nên cũng không sống thọ. Trần Hữu Hàm vẫn luôn coi người lớn nhà họ Diệp như trường bối của mình mà đối đãi nhiệt độ cơ thể, mùi nước hoa, sợi tóc mềm mại, hai mắt hiền lành nhưng vẫn sáng người thông tuệ như cũ của Lan Mạn, khiến cho Trần Hữu Hàm cảm thấy mình như là con cháu trong nhà hơn bao giờ hết. Cù trọng lễ cũng lập tức tiến lên ôm cả hai, Lan Mạn có chút thất lễ, hai mắt bà hoe đỏ, cù trọng lễ ôm bà vào lòng mình, như là dỗ một cô bé mà nói, không khóc không khóc mà, Mạn Mạn, bà nhìn Hữu Hàm xem có phải sắp đẹp trai bằng tôi lúc trẻ rồi hay không. Lan mạn nín khóc mỉm cười, ông kém xa hữu hàm. Cả bốn người đều bật cười. Diệp Khai nói, hữu hàm ca ca, anh vẫn chưa chào hỏi ông bà. Trần hữu hàm liền gọi lần lượt, ông ngoại, bà ngoại. Ánh mắt lan mạn nhìn hắn dịu dàng như thể sắp tràn ra nước, bà lấy ra một lì xì màu đỏ rất dày từ trong túi đưa cho Trần Hữu Hàm, đây là lễ nghi của thế hệ trước ở Ninh Thị, biết con không thiếu tiền, nhưng cái này thì nhất định phải nhận. Đã nhiều năm Trần Hữu Hàm không nhận lì xì, hắn dùng hai tay nhận lấy nó, phát hiện trên bao lì xì có một chữ hỉ làm bằng nhung. chương 89, Trần Hữu Hàm bị chữ hỉ đỏ chót kia làm nóng rực hai mắt, hắn sợ mình sẽ thất lễ, im lặng hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng ngước mắt lên. Trên khuôn mặt anh Tuấn nở nụ cười, ánh mắt hắn dịu dàng, nhưng phong thái xã giao thành thục ngày thường lại biến mất vào lúc này. Diệp Khai đúng lúc tiến lên, tựa vào vai của hắn, thốt lên một cách ngạc nhiên, chà, ngoại ơi, ngoại bất công quá đi à. Nói rồi liền đoạt lấy bao lì xì trong tay Trần Hữu Hàm, để con xem có bao nhiêu nào. 6,666 là loại tiền trước kia, nhìn bề ngoài còn mới tinh phang phiêu, hẳn là chưa từng lưu hành trên thị trường đến. Tuổi tác của bộ tiền này có lẽ còn lớn hơn cả Diệp Khai. Cậu đập bao lì xì lên ngực Trần Hữu Hàm, cố ý thở dài, mất cả công con mừng hụt, thế mà chẳng dùng được tờ nào cả. Lan mạn lườm cậu một cái, nhóc con tham tiền. Bốn người vừa nói vừa cười rồi đi về phía cầu thang thẳng hướng bãi đậu xe, Diệp Khai và Trần Hữu Hàm đứng sóng vai, thừa dịp hai vị trưởng bối không để ý, cậu nắm lấy ngón tay Trần Hữu Hàm, rồi rất nhanh lại buông ra, chạy lên vỗ vai lan mạn một cái, bà ngoại. Diệp Khai làm nũng như một đứa trẻ, bà có nhờ Mary chuẩn bị bánh quy muối biển cho con không? Trần Hữu Hàm nhìn bóng lưng Diệp Khai ôm lan mạn, trong lòng giống như là tấm kính sau cơn mưa bị ai đó ngả ngớn gạt tay qua, đều là cảm giác ướt át chưa thỏa mãn. Hai chiếc ba lô bị ném vào cốp xe, cô trọng lễ lái xe, Diệp Khai chủ động xin ngồi ở ghế phụ lái, ném Trần Hữu Hàm cho lan mạn. Xe chạy trên con đường nhựa rộng rãi, thời tiết không nóng nực cũng không khó chịu, cô trọng lễ hạ cửa kính xe xuống một nửa, gió nhẹ theo đó dịu dàng tràn vào. Diệp Khai lật xem đĩa CD của ông, nghe thấy Lan Mạn hỏi Trần Hữu Hàm, mấy năm nay con sao rồi? Ta thấy con có vẻ gầy hơn trước. Trần Hữu Hàm quy củ mà báo ra cân nặng của mình, rồi nói có nhẹ hơn mất cân. Diệp Khai không nhịn được mà bật cười. So với mấy năm trước, Trần Hữu Hàm lúc này bị một cái bao lì xì màu đỏ tước vũ khí đầu hàng, phong thái nhẹ nhàng ổn định không còn nữa, ngược lại giống hệt một tiểu bối đường hoàng ra dáng, khoanh tay bó gối trước người lớn trong nhà. Lan mạn lườm Diệp Khai một cái qua gương chiếu hậu, lại vỗ nhẹ vào tay Trần Hữu Hàm, nhỏ giọng đừng để ý đến nó, vẫn còn là đứa nhóc con ấy mà. Bà cụ hỏi hết câu này đến câu khác, hỏi về chuyện công ty, hỏi thăm Trần Phi nhất, hỏi hắn hai năm qua đã làm những chuyện gì, sức khỏe có tốt không, suốt một đường bà đều ân cần hỏi han hắn. Thật ra thì bà cũng không hiểu lắm về những hoạt động trong công ty, bà là cô gái nhỏ đã ở trong tháp ngà cả đời, Trần Hữu Hàm tìm vài chuyện đơn giản mà thú vị dỗ dành bà tâm trạng cũng dần dần ổn định lại, cuối cùng cũng đã tìm lại được cảm giác thành thạo thường ngày. Hai năm qua Lan Mạn đã cải tạo lại vườn hoa của mình, vườn rau với hương diệp đã chuyển về sân sau, dưới gốc cây anh đào không còn trồng cổ cải như trước nữa. Các trồng loại hoa thì càng ngày càng quý hiếm đắt đỏ, một năm nở suốt 300 ngày có lẻ, quanh năm suốt tháng đều là muôn hồng nghìn tía. Trái lại thì hàng rào màu trắng vẫn còn nguyên, hình như còn mới được sơn lại một lần nữa. Sau khi xuống xe, Mary quản gia người Hoa Kiều đã đứng đợi ở cửa cùng với hai người giúp việc và người làm vườn, dài dài ngoan ngoãn ngồi sổ một bên vừa thờ hào hỉnh vừa cười ngây ngô, nó vừa nhìn thấy Diệp Khai liền gào to một tiếng, nhào tới muốn đẩy ngã Diệp Khai, may mà Trần Hữu Hàm đứng sau lưng bảo vệ cậu. Dài dài thừa hưởng truyền thống nuôi dạy tốt đẹp của gia đình này, vừa nhìn thấy người lạ liền tâu tuét, gâu, một tiếng rồi tiến đến chào đón, nó chạy quanh Trần Hữu Hàm vừa đi vừa ngửi, sau khi người thấy mùi quen liền bắt đầu nhảy lên người hắn nó so ra thì nhỏ tuổi hơn liệp 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 là quý ông lớn tuổi còn nó thì vẫn chỉ là một cô nhóc mà thôi trần hữu hàm ngồi xổm xuống chơi đùa với nó một cách quen thuộc cù trọng lễ đắc y nói dai dai nhớ giỏi ghê con bé vẫn còn nhớ hữu hàm kìa. diệp khai ghen tị nói cún đần anh đến đây những ba lần mày mới nhớ ra anh sau đó lại lạnh lùng nói với trần hữu hàm anh cứ chờ đó mà xem sáng mai nó nhất định sẽ đến tìm anh Lan Mạn Thuận Thế hỏi một cách thân thiết, Hữu Hàm, lần này con không qua khách sạn ở nữa chứ? Trần Hữu Hàm đứng dậy, nhìn Lan Mạn chăm chú rồi nói với một nụ cười, con nghe theo lời bà. Lan Mạn cảm thấy trái tim già nua của mình lại bắt đầu dạo rực đập loạn nhịp, bà cụ quay đầu lại nói với nói với cụ trọng lễ một lần nữa. Ông thua xa Hữu Hàm, cụ trọng lễ ngẩn người không hiểu gì, sau đó lập tức liền buông tay nhún vai một cách vô tội trong tiếng cười thở không ra hơi của Diệp Khai người cao tuổi đi lại không tiện, năm trước trong nhà mới lắp thêm thang máy gia đình, hai người thì vừa phải, ba người lại có chút chen chúc. Khách đến chơi sẽ ở lại tầng 3, hai người lớn tuổi dẫn dai dai đi thang máy lên tầng, Trần Hữu Hàm với Diệp Khai thì đi cầu thang, Mary theo sau họ mấy bước. Trần Hữu Hàm rốt cuộc cũng tìm được cơ hội để hỏi, ông bà biết chuyện của chúng mình rồi sao? Diệp Khai không biết từ lúc nào đã cầm theo một chùm nho xanh, ước lượng một chút rồi nhét vào miệng Trần Hữu Hàm một quả, sau đó mới thản nhiên trả lời, ông bà biết lâu rồi. Không biết là loại nho gì, khi ăn vào có mùi hoa hồng và mật đào. Trần Hữu Hàm tự tay bứt một quả khác, cảm thấy ngọt ngào từ vị giác đến tận sâu linh hồn. Biết từ lúc nào vậy, nghỉ hè năm đó, em mơ màng suốt ngày, muốn giấu cũng không giấu được. Khi ấy cổ ra sợ bị Diệp Thông nhìn ra gì đó, liền nói với Lan Mạn rằng dạo đó tình trạng của Diệp Khai không ổn lắm, muốn đến Vancouver cho thoải mái đầu óc làm sao bà biết được Vancouver cũng là nơi chứa đựng những kỷ niệm đau lòng của Diệp Khai, Diệp Khai đến đây không chỉ không nghĩ thông, ngược lại còn ốm nặng hơn. Lan Mạn rất nhạy cảm, vừa mới nói chuyện với cậu vài câu đã đoán được nguyên nhân. Trần Hữu Hàm nghe vậy liền giật mình, nói cách khác hai người họ đều đã biết chuyện từ hai năm trước. Hắn vừa thấy may mắn vừa sợ, siết lấy bàn tay Diệp Khai, em có bị làm khó không? Diệp Khai bật cười, khẽ lắc đầu, không đâu. Trần Hữu Hàm chưa từng nhìn thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách kia của cậu, nếu nhìn thấy rồi hắn sẽ không hỏi ra câu này. Lúc đó, hễ là ai gặp cậu cũng đều cẩn thận từng ly từng tí mà dỗ dành, hoàn toàn chẳng dám nặng lời dù chỉ một câu, cũng không dám tỏ vẻ gì với cậu, cho cậu uống sữa cũng sợ bỏng, cho ăn thì sợ nghẹn, mỗi khi thời tiết u ám liền chỉ hận không thể treo một mặt trời khác lên cho cậu. Đang nói chuyện giờ thì đã lên đến tầng 3, có hai dãy phòng độc lập đối diện nhau, hành lang hình vòng cung với hai phòng khách nhỏ. Khoảng thông tầng được để trống, có thể quan sát bậc thang chìm ở tầng 1. Lan Mạn dẫn Trần Hữu Hàm đến phòng ngủ dành cho khách ở bên trái, Tiểu Khai với Tiểu Cần đã quen sống ở tầng 2, con chịu khó chút đi vậy. Trong không khí có mùi cam bergamot và mùi thông rất cao cấp, mùi hương đó vô cùng êm dịu, như thể trái ngược với mùa hè. Bà đó, trước khi con đến bà có hỏi bảo bảo xem con thích mùi gì, kết quả thằng nhóc này được lắm, nó chẳng hiểu cái gì hết, Lan Mạn nói nói, vừa cười vừa nhéo Diệp Khai một cái, sau đó quay đầu tiếp tục chăm sóc Trần Hữu Hàm, nếu con không người quen thì nói với Mary, đổi lại chút là được. Thích hả, à? Trần Hữu Hàm suy nghĩ một lúc rồi nói ra một nhãn hiệu, nghe phát âm thì có vẻ là tiếng pháo, không biết con đoán có đúng không. Lúc còn sống, mẹ con cũng thích mùi này. Ánh mắt của Lan Mạn vừa nghe liền sáng lên, vừa bất ngờ vừa vui vẻ thật vậy chăng? Một bà lão đã ngoài 70 tuổi như bà, vậy mà khi hỏi một câu, thật vậy chăng, vẫn có cảm giác rất ngây thơ, Trần Hữu Hàm không dám gạt bà, dịu dàng mà trầm ổn nói, thật ạ. À? Mùi hương là thứ còn tồn tại lâu hơn cả ký ức trong đầu. Chính là vì ấn tượng sâu đậm nên khi người thấy mùi này hắn sẽ nhớ đến những tháng ngày đau khổ của Ninh Xu trong phòng bệnh, đôi bàn tay nhợt nhạt của bà mang mùi hương trộn lẫn giữa mùi thơm và mùi nước khử trùng. Kể từ đó về sau, hắn không bao giờ đụng đến bất kỳ sản phẩm nào của thương hiệu này nữa nhưng hắn không nói gì với Lan Mạn. Lan Mạn khoanh tay trước ngực, cầm bà hơi nâng lên, đôi mắt trong veo của bà hiện lên vẻ khó tin vì sự trùng hợp này, mãi một lúc sau, bà mới cảm thán, "Thảo nào, thảo nào." Diệp Khai liếc nhìn Trần Hữu Hàm, nhìn thấy nụ cười ôn hòa uể oải của hắn, trái tim cậu chợt thắt lại, vội vàng đẩy Lan Mạn ra rồi nói, "Bà ngoại ơi, con đói rồi, tối nay mình sẽ ăn gì vậy? Con muốn ăn risotto hải sản," vừa nói vừa nháy mắt ra dấu với củ trọng lễ ông ngoại cái đó cù trọng lễ cười tiếp lời đã đến lúc mang dai dai đi tản bộ có phải không đúng 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 diệp khai mạnh mẽ gật đầu ông nhìn xem dai dai sắp cáu đến nơi rồi lan mạn nhìn dai dai một cái dai dai đang ngoan ngoãn ngồi trên bậc thang nhưng đầu một cái nào diệp khai chặn bà lại huýt sáo rồi nói dai dai nhanh lên nào qua đây để mạn mạn dẫn mày đi chơi dai dai tuân lệnh gào lên một tiếng rồi chạy xuống cầu thang như tên lửa lan mạn hết cách vừa bị cù trọng lễ đẩy ra ngoài vừa không quên quay đầu của trách hữu hàm không phải chứ sao con cũng bắt đầu mặc áo phông rồi ngày mai ta sẽ dẫn con đi mua quần áo nhé ai ra cù lão tiên sinh ông đừng có đẩy tôi chứ không đợi hai người kia đi xa diệp khai liền ôm lấy trần hữu hàm cười thành tiếng mặc dù đã chỉnh trang qua một lượt nhưng dáng vẻ của hai người vẫn là mang phong cách vừa mới quay về từ rừng sâu núi thẳm. Diệp Khai hôn lên tay hắn, vừa thở khẽ vừa cười nói tiêu đời, anh bị trừ điểm mất rồi. Xuyên qua khung cửa sổ, có thể nhìn thấy hai người già đang nắm dây xích của dai dai chạy chậm ra khỏi hàng rào. Chiếc váy trắng của Lan Mạn đang tung bay dưới ánh nắng chiều nồng đậm trong khoảnh khắc hoàng hôn. Hai người ôm nhau nhìn họ đi khuất khỏi góc phố trải đầy hoa, Diệp Khai hỏi tên của thương hiệu kia là gì? Em quên mất rồi. Sire Jordan, Trần Hữu Hàm dừng lại một chút, sao vậy em? Lỡ anh người nó mà thấy đau lòng thì đêm nay lén lút đến tìm em nhé. Trần Hữu Hàm không khỏi nhếch khóe miệng, em muốn anh bị trừ thành âm điểm có phải không? Diệp Khai cực kỳ thông minh trả lời, anh có thể lén quay về trước khi ông bà dậy mà. Trần Hữu Hàm nhéo eo cậu một cái, thật không hổ danh sinh viên ưu tú của Thanh Hoa. Thì đỗ Thanh Hoa là vì anh mà, Diệp Khai dựa vào vai hắn nhỏ giọng phàn nàn, mệt chết đi được, ngày nào cũng học đến nửa đêm, cảm giác ngủ thế nào cũng không đủ. Mary cẩn thận gõ cửa, Trần Hữu Hàm lên tiếng đáp lại, Mary bựng theo một khay đồ ăn nhỏ vào cửa. Tiếng chung của cô có dính phải chút khẩu âm Đông Nam Á, cô lễ phép cười nói, bữa tối đang được chuẩn bị, hai vị thiếu gia nếu không ngại thì dùng trà chiều trước đã. Đẩy cửa phòng ra liền có một ban công lớn thông nhau, trên mặt đất đặt rất nhiều những bức tượng thạch cao đủ loại, có một bàn cà phê bằng sắt rèn nằm giữa hai chiếc ghế mây. Mary sắp xếp đồ uống trà và bộ đồ ăn một cách chuyên nghiệp, gió chiều nhẹ thổi làm rối tung mái tóc của cô, cô đã làm việc ở đây hơn 10 năm, rất thân thiết với Diệp Khai, tựa như nói giỡn mà dặn dò, Trần Thiếu Gia, anh nhất định phải để ý tiểu khai Thiếu Gia, cậu ấy tham ăn lắm. Diệp Khai đỡ chán, nửa thật nửa giả mà nói một cách nghiêm túc, Mary, đừng có ngay ngày đầu tiên đã làm em mất hết mặt mũi thế chứ. Mary cất khay đi, làm động tác kéo khóa miệng, nhưng mà trước khi rời đi vẫn không nhịn được mà nói, tiểu khai thiếu ra, cậu cười tươi hơn khi trước rất nhiều. Mary vừa đi, Trần Hữu Hàm đã vẫy tay với cậu, hắn kéo Diệp Khai vào lòng rồi nhét cho cậu một miếng bánh quy muối biển còn nóng hổi. Diệp Khai cắn một miếng, cao mày nói, anh cho mèo ăn hả? Anh chuộc tội mà, em không thấy Mary vừa cảnh cáo anh sao? Trần Hữu Hàm tự giác kiểm điểm, ông bà ngoại, Mary, còn có dai dai nữa, mọi người đều là nề mặt em nên mới không thèm tính toán với anh không phải chứ mấy người kia thì không tính diệp khai khó hiểu hỏi dai dai là sao trần hữu hàm kề sát bên tai cậu nói trên người anh toàn là mùi của em nếu không em cho rằng dai dai vẫn còn nhận ra anh được chắc bà mẹ nó cái quỷ gì không biết thính tai diệp khai đỏ bừng muốn chạy lại bị trần hữu hàm dễ dàng ấn vào ngực không cho nhúc nhích hắn đút cho diệp khai từng miếng bánh quy một khiến cho Diệp Khai no đến nỗi lúc ăn cơm tối cứ nhìn món risotto hải sản trên bàn ăn mà giàu. May sao Lan Mạn đoán rằng có lẽ họ đi đường xa nên mệt mỏi, phòng trừng cũng không ăn được bao nhiêu, nên chỉ để Mary chuẩn bị mấy món đơn giản. Sau khi ăn xong, hai người trò chuyện với hai người lớn trong nhà một lát rồi đi nghỉ, Lan Mạn cố ý dặn dò Trần Hữu Hàm rằng sáng mai bà có chuyện quan trọng muốn tìm hắn, kêu hắn đêm nay nghỉ ngơi cho thật tốt. Bà úp úp mờ mờ, chẳng ai đoán ra được có chuyện gì, chỉ có cụ trọng lễ ở dưới ánh trăng cười không nói. Trần Hữu Hàm về phòng ngủ, người giúp việc đã chuẩn bị sẵn bồn tắm cho hắn. Cả nhà này đều lây bệnh tinh xảo của Lan Mạn, người giúp việc không chỉ đặt ở đó một hàng nước hoa, mà còn có cả rượu vang đỏ chuẩn bị cho khi thức dậy. Trần Hữu Hàm đoán chừng nếu hắn mà là nữ thì có lẽ Mary sẽ còn thả cánh hoa hồng cho hắn. Mới vừa vào ngâm mình chưa được đến 2 phút thì nhận được tin nhắn của Diệp Khai. Em đã bảo rồi mà, sao mà hoa hồng mới thoáng cái đã trụi mất một nửa. Nhập vào hình đính kèm, Trần Hữu Hàm suýt chút nữa đã sạc rượu vang. Hình ảnh là một bồn tắm đầy hoa hồng được chiếu sáng rực rỡ dưới ánh đèn màu cam, bồn tắm của công chúa chắc cũng chỉ đến thế mà thôi. Diệp Khai lại nhắn, không được rồi, em không thể vượt qua chướng ngại trong lòng mình. Lan Mạn sẽ luôn nghĩ ra một số chiêu trò kỳ quái để đối phó với Diệp Khai, lúc trước thì là dép lê tai thỏ, hôm nay lại càng quá đáng hơn. Diệp Khai nghi ngờ rằng vì cả Cù gia lẫn Diệp Cần đều không có trái tim thiếu nữ gì đáng nói, khiến cho cái sự kỳ quái của Lan Mạn không có chỗ phát huy. Diệp Khai thì vừa nhỏ nhất lại còn không có ai nhỏ tuổi hơn mình, vậy nên Lan Mạn chỉ có thể dùng hết cách mà bắt nạt đứa cháu trai này của mình. Trần Hữu Hàm đoán được cậu muốn nói gì, hắn lạnh lùng nhắn qua, em đừng lên đây. Diệp Khai, đoán chừng là Diệp Khai giận thật rồi, sau đó cậu không thèm để ý đến Trần Hữu Hàm nữa, thậm chí còn không thèm nhắn chúc ngủ ngon. Nghĩ đến lịch trình và lượng vận động gần đây của bọn họ, Trần Hữu Hàm nghi ngờ rằng mình vừa ngả đầu xuống gối liền ngủ say như chết. Qua 12 giờ, trong tiềm thức hắn vẫn đang nhớ đến Diệp Khai, mơ màng tỉnh lại khỏi cơn mơ, phản ứng đầu tiên chính là sờ tìm điện thoại xem Diệp Khai có nhắn lại cho mình hay không. Quả nhiên Diệp Khai đã nhắn qua mấy tin, "Anh ngủ chưa? Sao anh lại ngủ sớm vậy chứ? Thế mà anh lại dám cho em ăn bơ?" đúng là lịch làm việc và nghỉ ngơi của ông chú mà. Chú ơi, chúc chú ngủ ngon nhé. Trần Hữu Hàm mỉm cười thở dài, đưa tay lên chán rồi nhắm mắt lại một lúc, sau đó vén chăn bông ra rồi bước xuống khỏi giường. May mà cửa cũng coi như trơn tru, lúc kéo ra không gây ồn cho lắm, Trần Hữu Hàm đi xuyên qua phòng khách, đụng phải đống sách và ba lô lộn xộn trên sàn, đau muốn chết, hắn nghiến răng kìm lại tiếng kêu đau. Diệp Khai đã ngủ rồi, có là là vì thiếp đi trong lúc còn giận nên lông mày cậu vẫn còn đang cao lại, dáng vẻ như thể muốn ân cần chào hỏi, hắn trong mơ. Trần Hữu Hàm chưa từng xấu hổ như thế này trong đời, hắn gión rén leo lên, hôn lên gò má mềm mại của Diệp Khai, đánh thức cậu dậy, câu đầu tiên liền hỏi ai là chú của em nào. Diệp Khai muốn nói chuyện, nhưng bị Trần Hữu Hàm che miệng lại, suyệt. Hắn nhanh chóng nằm xuống, Diệp Khai ghé vào tai hắn hỏi, chút nữa anh lại đi sao? hỏi xong mới cảm thấy sao mà hoang đường, thế này có khác nào đại tiểu thư cổ đại tư thông với thư sinh đâu cơ chứ. Trần Hữu Hàm mệt muốn chết, sau khi cài đặt báo thức trên điện thoại di động liền ôm người vào lòng, 5 giờ anh sẽ đi. Diệp Khai vùi mặt vào cổ hắn cười đến thở không nổi. Kết quả ngày hôm sau họ bị dai dai liếm tỉnh, con cún đần này rất có ý thức lãnh thổ, cảm thấy hai người này là đàn em mà mình phải che chở, mới sáng sớm liền kiêu ngạo đầy cửa phòng ra để tuần tra diệp khai bị nó liếm mà giật mình sợ hãi cậu ngồi bật dậy hét lên trần hữu hàm tối qua anh quên đóng cửa rồi kìa vừa mới hét lên xong dai dai bị cậu quẳng xuống đất đám chim chóc trên ban công đều bị dọa bay đi lan mạn đeo kính lão cầm theo thước da mềm xông vào sao vậy sao vậy thân thể diệp khai cứng đờ theo phản xạ có điều kiện mà bất chợt đè mép chăn mặt cậu trắng bệch nói không không có gì đâu ạ à? lan mạn nheo mắt nhìn sau đó liền thấy một cánh tay vươn ra từ chăn bông ôm ngang eo Diệp Khai kéo về phía mình. Cháu trai quý giá của bà bị ôm một cái rồi kéo vào trong chăn, nhỏ giọng dùng giọng điệu như sắp chết đến nơi rồi mà nói. Hữu hàm ca ca, hữu hàm ca ca, anh buông tay ra đi. rầm cánh cửa bị đóng sầm lại, thế giới lại yên tĩnh như cũ, chỉ còn dai dai đang nhảy cẫng lên trong phòng. mươi 90, dai dai nằm trên sàn nhà ghé vào đầu giường, rũ mắt lắng nghe tiếng thì thầm trong chăn diệp khai vẫn còn đang bị ôm nghe hơi thở thì đoán được trần hữu hàm có lẽ đã tỉnh táo lại tám chín phần rồi cậu dùng sự bình tĩnh chết chóc mà nói hữu hàm ca ca anh có nghe thấy tiếng đóng cửa không trần hữu hàm dùng giọng mũi dày đặc ừ một tiếng mắt hắn còn chưa mở ra đã hôn lên chán diệp khai một cái trước tâm trạng của diệp khai đã chết lặng lạnh lùng nói đó là tiếng đóng cửa khi bà ngoại đi ra khỏi phòng đấy sau đó cậu liền cảm thấy cơ thể trần hữu hàm cứng đờ lại như ý muốn của mình lúc hắn mở miệng ra lần nữa mặc dù giọng hơi khàn nhưng trong nháy mắt giọng điệu đã lập tức tỉnh táo lại bà ngoại vừa tới sao ừ trần hữu hàm cuối cùng cũng mở mắt ra hắn tìm tới ánh mắt tỉnh táo trong trèo của diệp khai dừng lại một chút rồi mới hỏi bà thấy rồi à diệp khai có chút chế nhạo nói đáng lẽ bà cũng chẳng thấy đâu nhưng nhờ anh tự nhiên tâm huyết dâng trào nhất định đòi ôm em cho bằng được nên là đã thấy hết cả rồi. Trần Hữu Hàm ôm cậu thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, hắn mò tìm điện thoại, liếc mắt nhìn một cái mới phát hiện giờ đã là hơn 9 giờ. Anh có còn cơ hội nào để giải thích hay không? Diệp Khai nhớ lại sự tức giận suýt nữa đã sập hỏng cửa của bà, nói một cách khách quan có vẻ là không có khả năng cho lắm đâu. Trần Hữu Hàm, sau khoảng 10 giây im lặng, Diệp Khai ngập ngừng hỏi, Hữu Hàm ca ca cậu cho rằng trần hữu hàm đang sốt sáng nghĩ đối sách nhưng lại nghe thấy hắn hững hờ cười một tiếng giống như đang tự giễu chính mình sau đó diệp khai liền cảm nhận được lòng bàn tay khô giáo mà ấm áp của hắn khẽ vuốt qua lưng mình cậu không kiềm được mà thấy tê dại một chút nhỏ giọng hỏi anh làm gì thế hả trần hữu hàm nắm tay cậu cảm nhận sự vận sức sẵn sàng của mình ung dung nói anh không thích bị người khác nghĩ oan cho mình diệp khai kỹ thuật càng ngày càng điêu luyện của hắn khiến người ta mặt đỏ tim run, Diệp Khai khẽ thở ra, nghe thấy Trần Hữu Hàm nói bên tai. Thay vì bị bà nghĩ oan cho mình, không bằng anh làm thật luôn cho đỡ phí. Không biết đã bị chạm đến chỗ nào, mà Diệp Khai lập tức bị kích thích đến mức đồng tử giãn cả ra, cả eo lẫn giọng nói đều mềm nhũn. Khăn trải giường bằng sợi đay trắng tinh bị trùm lên đỉnh đầu, nhìn bằng mắt thường cũng thấy đệm cao su bị lắc lư như những cơn sóng, dài dài hương phấn mà, gâu, to một tiếng, nó nhảy phát lên giường, sau đó liền nghe thấy một tiếng. Mẹ nó, chăn bị vén ra, lộ ra Trần Hữu Hàm đang để trần thân trên, những đường cong ra thịt chập trùng một cách gợi cảm theo nhịp thở dốc, nhưng ánh mắt hắn thì rõ ràng không giống như vậy dai dai nức nở một tiếng, con mắt đen lấy vốn còn đang hưng phấn lập tức yểu xìu không dám nhìn thẳng hắn, nó rụt móng vuốt lui về sau, Trần Hữu Hàm chỉ vào nó cảnh cáo, xuống mau. Giọng nói trầm thấp từ tính nghe đến là dọa người. Dai Dai biết có biết rũi, nó ngậm miệng gục đầu, ngoan ngoãn nằm sấp trên mặt đất một lần nữa. Con mắt đen lấy của nó vẫn không ngừng quan sát, nó nghe thấy tiếng Diệp Khai bị chơi đùa đến mức bật khóc, sau đó cậu lập tức bị Trần Hữu Hàm che miệng lại. Giọng cậu vụn vỡ tan nát, khiến cún đần đau lòng quá chừng. Chiếc đệm lắc lư khủng khiếp, tiếng nói chuyện của ai đó dưới vườn hoa vang vọng lên đây một cách rõ ràng, tiếp đó liền thấy cả người lẫn chăn đều lăn lộn xuống sàn nhà ga giường quấn quanh eo thành một đám lộn xộn, cảnh, xuân, không che được chút nào, ánh mắt ướt súng của Diệp Khai đối diện với cún đần, cậu sắp hỏng mất. Dài dài, dài dài vẫn còn trong phòng, anh cho nó ra ngoài đi đã. Trần Hữu Hàm ghé bên tai cậu, con gái lớn cũng sắp đến lúc gà chồng rồi, em vội vàng đuổi nó làm gì. Em tự dậy cho nó đi chứ. Dài dài rốt cuộc cũng thẹn thùng nhìn sang chỗ khác, mắt nó nhắm nghiền, đầu gục xuống, cảm thấy toàn bộ cầu sinh đều ô uế cả rồi người có nhân sinh, chó có cầu sinh. Nửa giờ sau, hết thảy chiến sự đều dừng lại, tội danh đã xác định chắc chắn, đoán chừng điểm số bên chỗ lan mạn cũng đã bị trừ sạch rồi. Trong ánh sáng rực rỡ, cánh cửa gỗ cứng màu nâu bị kéo ra một khe hở nho nhỏ, Trần Hữu Hàm bình tĩnh lách ra khỏi cánh cửa, lập tức bị dai dai cắn ống quần. Cún đần tưởng rằng hắn sẽ chơi với mình sau khi xong việc, Diệp Khai ôm gối cười đến gặp cả người, bị Trần Hữu Hàm chỉ chỉ một cách cương chiều mà bất lực toàn bộ gian thông trên tầng hai tràn ngập ánh sáng mặt trời, trong phòng cũng không có ai nói chuyện, có lẽ bọn họ đều đang bận việc riêng của mình. Trần Hữu Hàm thở phào nhẹ nhóm, đi lên cầu thang lên tầng 3. Mary đang giúp hắn dọn dẹp giường. Mary đã được đào tạo một cách bài bản, tuyệt đối sẽ không hỏi bất cứ câu nào về chỗ ngủ của hắn, cô chỉ chào hỏi đơn giản vài câu. Trần Hữu Hàm đi vào phòng tắm tắm một lượt, lúc hắn ra thì Mary cũng đã đi, cánh cửa sổ đã được mở rộng ra, gió mang theo hương hoa sạch sẽ trong vườn tràn vào phòng. Trần Hữu Hàm vừa mới thay quần áo xong thì Mary đã gọi với lên mời hắn xuống dùng bữa brunch, bữa nửa buổi. Khi đi xuống tầng 2, đúng lúc gặp được Diệp Khai đang đi ra khỏi phòng, cậu mặc một chiếc áo phông trắng sành điệu, chỉ là trên cổ dán một miếng ơ gâu có vẻ không hợp lắm. Trần Hữu Hàm dùng đầu ngón tay chạm lên, sao vậy kìa? Còn có mặt mũi hỏi cơ đấy, Diệp Khai hất tay hắn ra, lạnh lùng đáp, bị chó cào mắt Trần Hữu Hàm tối lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, ghé vào tai cậu nói, bà ngoại sẽ xót em lắm cho xem. Khi họ đến phòng khách, cụ trọng lễ dắt dai dai đi vào, lan mạn thì đang cắm hoa. Bà chỉ nghiêng người liếc mắt nhìn hai người họ một cái, dáng vẻ điềm nhiên như không của Diệp Khai ngay lập tức sụp đổ. Đúng lúc này dai dai lại tiến đến làm nũng, Diệp Khai cầm dây xích chạy trốn, để lại cụ trọng lễ nghền cổ hô sau lưng, này con ông vừa mới cho em nó đi chơi về mà con để dai dai nghỉ chút đi. Trần Hữu Hàm không nhịn được cười, hắn cầm lên một cành hoa oải hương thân dài từ trong giỏ hoa đưa cho Lan Mạn. Bà cụ liếc hắn một cái, lặng lặng nhận lấy, cắt xéo đoạn giữa rồi cắm vào lọ thủy tinh. Trần Hữu Hàm lập tức ngồi xuống tay vịn của ghế sofa, đút tay vào túi mà xem Lan Mạn cắm hoa. Một lúc sau, hắn dịu dàng mà tự nhiên nói chuyện phiếm, mấy năm trước con ở đây về, lo lắng nhất trong đầu chính là vườn hoa này tôi qua con đứng gọi điện ngoài ban công, cứ cảm thấy gió thổi qua thơm ngọt ngào quá đỗi. Cù trọng lễ cười nói, vườn này có cả trăm đóa hoa, con thì cảm thấy thơm, chứ ông thì điếc hết cả mũi rồi. Lan mạn hừ một tiếng, khóe miệng bà cong lên, nhưng giọng điệu vẫn lạnh như băng, ông đừng có mà được lợi còn khoe khoang nữa đi. Trần Hữu Hàm thuận thế hỏi, đây là Dior hay Blue Rain? Nghe nói hoa hồng màu tím xanh rất dễ bị nở hỏng. Có hàng trăm giống hoa hồng. Trần Hữu Hàm có thể hỏi ra câu hỏi này, ngay cả cụ trọng lễ cũng kinh ngạc tính nể, không tệ đâu, con cũng trồng hoa sao. Trần Hữu Hàm khiêm tốn tự diễu mình, thấy vườn hoa của bà ngoại được chăm sóc đẹp như vậy, trước đây con cũng từng mơ tưởng hảo huyền mua một vài loại, chỉ là không sống được mấy ngày. Trồng hoa hồng là một môn học, chỉ tiếc là con vừa không có thời gian lẫn kiên nhẫn, so với bà ngoại thì thua xa. Lan mạn cuối cùng cũng lên tiếng, hoa hồng quý giá mà dễ hỏng, nếu con đối tốt với nó thì nó sẽ xinh đẹp nếu con mang nó về nhà rồi lại bỏ bê không quan tâm đến nó ấy chính là phụ lòng là lãng phí thà rằng đừng có chồng bà đồng ý tiếp lời là tốt rồi trần hữu hàm bật cười liên tục nói đúng vậy hắn làm trò bí hiểm thật thật giả giả với bà vừa thản nhiên vừa khiến người ta cảm thấy hắn tự nhiên chân thành chờ khi diệp khai trốn tránh xong quay về Nhận thấy hai người họ đã lại nói chuyện về khu vườn của biệt thự mới mua nên trồng loại hoa gì cho đến chuyện làm thế nào để biết một người làm vườn có đủ tiêu chuẩn từ lúc phỏng vấn. Chủ đề trải dài từ phòng khách đến phòng ăn, Diệp Khai kéo ghế ra, cảm thấy địa vị của mình ở trong nhà đã bị hạ xuống mức thấp nhất trong lịch sử vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy, mới chớp mắt một cái thôi mà đến cả ăn cơm cũng không thèm đợi cậu nữa rồi. Bữa sáng được làm theo kiểu Âu, Mary bưng phần của Diệp Khai lên. Lan Mạn Thuận Thế nhìn sang cậu, hỏi, bảo bảo, cổ của con bị sao vậy? Diệp Khai nghẹn hỏng nói, dạ không sao, là dai dai cào đấy à? Lan Mạn, à, một tiếng, ngây thơ nhưng hoàn toàn không vội vã nói, vậy thì con phải đi tiêm vaccine đó. Trần Hữu Hàm đang uống nước cam một cách ngon lành, sướng sờ đến độ sạc một trận. Hắn giấu đầu hờ đuôi dùng khăn ăn lau miệng, lại nghe thấy Diệp Khai yếu ớt nói là mũi à. Xong đời thật rồi cô thiếu nữ lâu năm vừa mới được dỗ dành vui vẻ ngay lập tức lại trở nên lạnh lùng như băng lan mạn yêu nhà cắt trứng ốp la mi mắt khẽ nhướng lên chậm rãi nói không có lần sau đâu đấy trong nháy mắt đó trần hữu hàm cuối cùng cũng nhận ra rằng cô gia quả thực là con gái ruột của bà sau khi dùng bữa xong cô trọng lễ muốn đến công ty xem sao ông và lan mạn cùng điều hành một thương hiệu thiết kế độc lập chủ yếu là sản xuất đồ may sẵn và thời trang cao cấp mấy năm trước lan mạn còn thỉnh thoảng sẽ ghé qua tuần lễ thời trang xem sao thế nhưng một hai năm nay bà đã hoàn toàn ở ẩn học trò đáng tự hào nhất của bà vanessa đã đảm nhận vị trí giám đốc thiết kế cô trọng lễ vẫn kiểm soát quyền quản lý thương hiệu như cũ càng lớn tuổi càng lười hơn càng ngày ông càng ít khi đến công ty con ạ à. Cù trọng lễ bẻ lái ra khỏi gaza cười rồi nói tiếp vanessa sẽ chính thức được thăng chức quản lý sau kỳ quan sát năm nay sau này con với tiểu cần chỉ cần làm cổ đông ở nhà đếm tiền là được rồi diệp khai dỗ dành nói ông kêu chị con tìm minh tinh trong nước quảng cáo đi ạ à. cù trọng lễ cười ha ha ý hay đó trên thực tế msm không hề thiếu cơ hội tiếp xúc với vòng thời trang ở âu mỹ chỉ có điều sức lực của ông và lan mạn có hạn thực sự không còn sức lực đâu để khai thác thị trường trung quốc cù trọng lễ dự định là chờ khi bọn họ trăm tuổi thương hiệu này sẽ giao cho hai chị em họ cổ phần khống chế còn việc vận hành và thiết kế thực tế sẽ giao cho giới thời trang chuyên nghiệp lo liệu. Hoặc là hiện tại quả thực đang có những tập đoàn xa xỉ phẩm nổi tiếng quốc tế có ý bàn chuyện thu mua, chỉ là lan mạn vẫn không nỡ bán đi, nếu nhất định muốn bán thì phải đợi đến khi bà nhắm mắt xuôi tay mới được, tránh cho bà thấy mà đau lòng. Chút nữa đợi đến khi con gặp Vanessa thì hãy trò chuyện với cô ấy một chút. Diệp Khai nghe cụ trọng lễ có vẻ nghiêm túc nên cũng thu lại vẻ mặt đùa giỡn, có điều cậu vẫn hỏi, bà ngoại tìm hữu hàm ca ca để làm gì ạ à? Cù trọng lễ cười mà như không, nói tóm lại thì không phải là đưa cậu ấy 200 triệu để cậu ấy rời khỏi con đâu. Trần hữu hàm đi theo sau Lan Mạn, bà lão đi thang lầu có chút mất sức, hắn tiến lên đỡ tay bà. Đến tầng 2, Lan Mạn vỗ vỗ mở u bàn tay của hắn, dẫn hắn đến căn phòng cuối hành lang. Ngay khi cánh cửa mở ra, Trần hữu hàm đã hiểu, đây chính là xưởng làm việc của bà. Lan mạn đeo kính lên, kính lão của bà được viền lụa vàng toàn bộ, tương phản mà tôn lên mái tóc xoăn cổ điển dài ngang vai màu trắng bạc mềm mại của bà. Những bà cụ khác đều hận không thể đi hấp dầu đôi ba lần mỗi tháng, mà bà thì lại chủ động đi nhuộm màu trắng bạc, phối hợp với dáng người cao gầy của bà, cảm giác như bà có thể bước lên bục kết hút ngay lập tức. Chỉ là càng lớn tuổi càng thấp bé đi dần, từ lâu bà đã đau lòng không buồn đi đo chiều cao bà lấy xuống một chiếc thước mềm màu trắng trên kệ rồi nói, đứng vững con nhé. Chiều rộng vai, xài tay, cổ tay, vòng cổ, vòng ngực, vòng giữa eo, đường chéo thẳng, đường giữa đúng, vòng eo, vòng hông, vòng chân, bà tỉ mỉ đo từng bộ phận chi tiết, bà kiên nhẫn, cẩn thận, lại tỉ mỉ và gọn gàng. Khi đến gần, Trần Hữu Hàm có thể ngửi thấy mùi nước hoa thanh nhã trên cổ tay bà, là mùi táo xanh sau cơn mưa, phong cách rất thiếu nữ. Trần Hữu Hàm không xa lạ gì với trình tự này, hắn gạt đi sự ngạc nhiên của mình, hỏi một cách bình tĩnh, bà ngoại, bà muốn. Lan Mạn treo thước đo trên cổ, nhìn hắn một cái rồi cúi đầu dùng bút chì ghi lại số liệu trên mặt giấy, trả lời, đã lâu rồi ta không làm đồ may đo cao cấp, lễ phục kết hôn của hai đứa sau này, ta không yên lòng giao cho người khác. Trần Hữu Hàm giật mình, trong lòng bị chấn động mạnh, thậm chí còn chưa kịp nói lời khách sáo nào hắn không ngờ Lan Mạn lại muốn tự tay may lễ phục kết hôn cho bọn họ, bắt đầu từ việc đo sai, tự tay lên mẫu thiết kế, chọn chất liệu, cắt may. Dù chỉ là taxi đâu dành cho nam thì một bộ đồ may đo cao cấp cũng vô cùng hao tốn tinh lực. Không, điều kinh ngạc hơn nữa là hắn vừa nghe thấy hai chữ kết hôn từ người lớn nhà họ Diệp. Bao lì xì có chữ hỉ giữa tên của hai người có vẽ hình trái tim, ở chung như là người một nhà. Trần Hữu Hàm không phải là không nhận ra, chỉ là hắn không dám hy vọng xa vời, thậm chí đến cả hỏi cũng không dám hỏi. Ta đã nghĩ đến chuyện này từ rất lâu rồi, Lan Mạn thản nhiên nói, từ rất lâu trước ta đã hứa với Tiểu Khai, nếu sau này thằng bé gặp được người muốn bên nhau trọn đời, nhất định phải dẫn đến cho ta gặp trước tiên. Con xem, hai đứa có phải là Từ Vân Nam trực tiếp bay tới Vancouver không? Thằng bé vẫn còn nhớ rõ, nếu nó không mang con đến gặp ta, ta sẽ giận. Bà nửa thật nửa giả nghiêm mặt nói, rồi lập tức lại cười. Nụ cười của bà như gió xuân, mang theo ánh sáng dịu dịu màu ngây thơ. Hốc mắt Trần Hữu Hàm nóng lên vì nụ cười này của bà. Hắn thật sự chưa từng nghĩ đến việc có thể nhận được sự ủng hộ từ người nhà của Diệp Khai ít nhất là không nhanh như vậy. Nhưng Lan Mạn không chỉ chấp nhận hắn mà còn tự tay may lễ phục cho hắn. Trong sa mạc với mây mù dày đặc bỗng nhiên nở ra hoa hồng, bụi gai vẫn còn đó, nhưng dường như khi nắm tay nhau bước qua, có vẻ nó không còn đau đớn đến vậy. May mà là con đấy, nếu thằng bé mà dẫn về đâu một cô gái thì quả là gót God sake. Lan mạn đẩy kính lão lên chán, vẫn còn lầm bầm nói, ta còn phải may cho con bé một chiếc váy cưới đẹp đẽ cầu kỳ nữa kìa. Trần Hữu Hàm định thần lại, cúi đầu cười cười, nghe thấy Lan Mạn than vãn nói, chỉ mỗi việc đính ngọc trai lên thôi cũng đủ mệt chết ta rồi. Bà kéo tay Trần Hữu Hàm, dẫn hắn đẩy cửa một gian phòng trong xưởng làm việc ra điều hòa nhiệt độ ở đó để thấp hơn, ánh sáng lộng lẫy, thảm lông dài không dính một hạt bụi, bốn tấm gương phản chiếu mano màu đen ở giữa, đuôi váy cưới màu trắng xếp tầng như cánh hoa. Con xem đi, đây là váy ta chuẩn bị cho tiểu cần, Lan Mạn vừa nói đến việc này lại buồn lòng, đứa nhỏ đó quá mạnh mẽ, nhìn cũng biết khéo đến năm 40 tuổi nó cũng chẳng chịu kết hôn đâu mà, ta thấy là do nó quá dữ. Thà chậm mà chắc, cô ấy cũng không phải người sẽ chịu tạm bợ Trần Hữu Hàm Trần An nói, trong gia đình như nhà họ Diệp, con gái kết hôn còn khó hơn con trai. Đã có bao nhiêu cuộc hôn nhân chỉ tồn tại trên danh nghĩa cơ chứ? Nó quả thực không phải người chịu tạm bỡ, người kém hơn nó, chỉ lo người ta lấy nó vì tiền, mà người tốt hơn nó thì sao lại cam tâm dưới cơ nó? Tháng trước con bé có qua đây chơi với ta mấy ngày, bảo là không có kế hoạch kết hôn, nó sẽ ra nước ngoài mua tinh trùng để tự sinh con luôn nó là đứa thích trẻ con, con xem trước kia nó chăm sóc tiểu khai tốt thế nào là biết. Lan mạn nắm lấy tay Trần Hữu Hàm nói liên miên, tiếc núi nhìn áo cưới chầm chầm, nếp nhăn ở đôi mắt nhíu chặt rồi lại giãn ra, ánh mắt bà lưu luyến mà phiền muộn, mang theo sự tiếc núi khôn nguôi. Trần Hữu Hàm nhẹ nhàng ôm bà vào lòng, vuốt ve mái tóc bạch kim được chăm sóc tỉ mỉ của bà, vậy thì tốt rồi, bà có thể chuẩn bị quần áo trẻ sơ sinh cho cô ấy. Lan mạn bị hắn chọc cười, thở dài một hơi rồi đưa tay đóng cửa, cười nói con đó may mà con thật sự yêu tiểu khai bằng không chúng ta vĩnh viễn cũng không yên tâm mà giao tiểu khai cho con sau này chắc chắn tiểu khai sẽ còn ưu tú hơn xa con nếu ngày nào đó em ấy phụ lòng con trần hữu hàm dừng một chút nói đùa con phải đến đây tìm bà ngoại với ông ngoại để đòi công bằng cho bằng được nó phụ lòng con lan mạn dù là khi chừng mắt nhìn vẫn rất yêu nhã hai năm trước nó đến đây ở suýt chút nữa thì hồn phách cũng đánh mất luôn rồi Mỗi ngày ta đều phải uống trà, trồng hoa, dắt chó đi dạo với thằng bé, lúc trước nó hay làm nũng với chúng ta thế nào cơ chứ. Có bao giờ ngừng đâu? Hựu Hàm, lúc đó ta đứng ở trước cửa sổ phòng khách tầng một nhìn nó, nó khoác thảm ngồi trong vườn hoa, mặt trời hoàng hôn chiếu lên người của nó, nhìn nó lúc đó cô độc hơn bất cứ ai trên đời. Có lần Tiểu Khai nói với ta, "Bà ngoại, con muốn bộ ấm trà đẹp nhất kia của bà." Ta dùng bộ ấm trà đó pha cho nó uống. Mới nhấp được vài ngụm thì nước mắt đã cứ vậy mà chảy dài. Bà lão vừa nói đến đây liền lau nước mắt, sau đó bà hít sâu một hơi, bỏ đi, đều là chuyện đã qua rồi. Hai đứa có thể ở bên nhau lần nữa thế này ta là người vui mừng hơn bất cứ ai khác. Hữu Hàm, Tiểu Khai là đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương, thằng bé chưa từng phải chịu tổn thương, cho nên nó mới có được năng lực tiến lên vì tình yêu. Còn con, Lan Mạn nắm lấy tay hắn, lắc lắc một hồi nhìn hắn rồi trịnh trọng hỏi con có thể bảo vệ năng lực này của tiểu khai không? Trần Hữu Hàm giật mình, hắn nhìn vào đôi môi đang cong lên của bà, thấp giọng nói, bà ngoại, sao con nỡ lòng làm em ấy thất vọng thêm lần nữa? Lan mạn chậm rãi che ngực, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, đây chính là số phận, trước đó có một người tên là Lucas theo đuổi nó, hắn cũng sống cách đây bốn con đường, vì tiểu khai mà thậm chí còn có thể từ bỏ công việc. Đến bà nhìn vào mà còn thấy cảm động, nhưng mà tiểu khai lại không chịu buông tay. May mà thằng bé không buông tay, nếu không, Trần Hữu Hàm siết chặt tay, Lan Mạn bị hắn nắm đến hoàn hồn, sao vậy con? Đến khi phản ứng lại mới cười nói, ghen đây ư. Tiểu khai không kể cho con nghe à, vậy thì con cứ coi như không biết đi, bằng không nó lại đến tìm ta tính sổ mất. Trần Hữu Hàm cúi đầu, nhìn ngẫm mà nhìn bà, người kia không theo đuổi thành công à. Lan Mạn không rõ đầu đuôi câu chuyện, liền đáp, đúng vậy, giờ mỗi lần ta dắt chó đi dạo đều sợ sẽ chạm mặt mẹ cậu ta đấy. Trần Hữu Hàm không nhịn được cười, xác định lại lần nữa, vậy là hai người họ chưa từng ở bên nhau đúng không ạ? À? Không thật mà, sao vậy, Lan Mãn nheo mắt, giọng điệu nghiêm túc hẳn lên, Hữu Hàm, còn đâu phải kiểu người tính toán như vậy chứ? Không, không, bà hiểu lầm ý con rồi, Trần Hữu Hàm không tìm được mà nhếch môi cười. Hắn ho khan một tiếng rồi mới giấu đầu hở đuôi mà nói con từng gặp lucas nhìn cũng có vẻ không tệ lắm nhưng dĩ nhiên là vẫn kém xa con hết chương like và nhấn đăng ký để kênh mình ngày một phát triển hơn cảm ơn bạn đã lắng nghe